chương 71 nhiệm vụ trưởng lão không còn gì để nói, ta cũng sai bọn hắn đích thân đi xử lý mà. Nhưng không phải bọn hắn đều chết hết cả rồi sao? Viên hầu ở bên cạnh khạc khạc cười nói, tông chủ, ta đã nói với ngươi từ lâu, con chó chết bầm này không đáng tin cậy. Đầu thanh lang hừ một tiếng, đứng dậy nói, lần này ta tự mình ra tay. Ai nhận nhiệm vụ? Tông chủ nhìn nhiệm vụ trưởng lão hỏi. Nhiệm vụ trưởng lão vội vàng nói, là hạo vũ. Tu vi nhị giai sơ kỳ, một cường già trẻ tuổi hiếm có, ánh mắt tông chủ rét lạnh nhìn đại bạch trư lạnh lùng hỏi bọn hắn chết thế nào đại bạch trư ngẩng đầu e ngại nhìn tông chủ một cái ụt 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 nhỏ giọng kêu lên sắc mặt tông chủ dần nặng nề hơn thì thầm nói tu vi nhị giai mà không có chút năng lực phản kháng nào thương man sơn mạch có một cao thủ như thế từ lúc nào trong mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt nói dám giết tiểu bạch của ta bây giờ còn giết cả một đệ tử của thương man sơn mạch ta dù ngươi là ai thì cũng phải chết nhiệm vụ trưởng lão vội vàng nói Tông chủ, ta sẽ ra bên ngoài thương man sơn mạch, báo thù cho bạch tôn giả. Tông chủ tiện tay vứt cần câu trong tay xuống, nói, không cần, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Hắn chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Hoa xà, viên hầu cũng đứng lên, theo ngay sau lưng tông chủ. Tông chủ chắp hai tay sau lưng, bay lên trời nói, mang theo đầu chư kia cho ta. Nhiệm vụ trưởng lão cung kính nói, vâng. Đưa tay chộp một cái, đại bạch chư rơi vào tay nhiệm vụ trưởng lão. Lần này nó không dám dãy dụa chút nào nữa, Tông chủ dẫn theo khế ước thú và nhiệm vụ trưởng lão, cả đoàn người băng qua núi rừng hoang vu, tinh quái hung thú căn bản không dám ngăn cản. Đi ra bên ngoài man hoang sơn mạch, tông chủ lơ lửng giữa không trung hỏi, "Ở hướng nào?" Đại Bạch chư vội vàng vươn một móng trước ra chỉ về hướng đại thạch thôn. Đoàn người tông chủ bỗng chốc phá không mà đi, nhưng nơi bọn hắn đi qua, dù tế linh hay hung thú đều run rẩy nằm bò trên mặt đất, thể hiện uy thế một cách hoàn toàn. Bên trong Tam Thanh Quan, Bạch Vân đang cười chỉ huy tín đồ dâng hương. Đột nhiên biến sắc quay đầu nhìn về hướng Tây. Tông chủ Ngự thú tông bay trên bầu trời cũng dừng lại ngay giữa không trung, lộ ra một nụ cười trêu tức, không hề che giấu khí tức bản thân, tứ giai trung kỳ, đã tìm được ngươi. Nhiệm vụ trưởng lão cười làm lành nói, "Tông chủ, vẫn chưa đến mà." "Đã đến rồi." Tông chủ Ngự thú tông phá không hướng về phía Tam Thanh Quan, khí tức tứ giai hậu kỳ mênh mông cuồn cuộn phóng ra, uy áp nhắm về phía Tam Thanh Quan. Bên trong đại điện, Bạch Vân cười khẩy, tứ giai hậu kỳ rất lợi hại chứ gì? Quán chủ chúng ta còn là siêu phàm nhập thánh đấy. Nói, Tiểu Phong, ngươi mời quán chủ ra đây, nói có khách đến rồi. Được, Thanh Phong nhẹ gật đầu đi ra hậu viện. Tại hậu viện, Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo đang cầm phù bút, nghiêm túc học vẽ phù trên bàn. Có lẽ là nữ hài tử nên khá có năng khiếu vẽ tranh, Thanh Tuyết Thanh Vũ đã vẽ ra được hình dáng, không có khác biệt mấy so với Lý Bình An vẽ ra. Ngược lại Thạch Hạo cầm phù bút bằng hai tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn lá phù, bỗng đè bút xuống, dùng sức vạch ra một đường trên giấy. Lý Bình An nhìn Thạch Hạo cắn răng vẽ lung tung trước mặt, vỗ chán một cái, bất lực nói, Thạch Hạo, được rồi, ngươi đi luyện thái cực quyền thì hơn. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, phồng miệng bất mãn nói, sư phụ, ngài không thể bất công vậy được, ta cảm thấy ta có thể học được. Lý Bình An trợn mắt nói, ngươi cảm thấy, nhưng ta cảm thấy ngươi không học được. Tránh sang một bên đi, đừng lãng phí văn chương của ta ngươi không thích hợp đi con đường pháp sư vẫn nên là một chiến sĩ thì tốt hơn thanh phong đi đến bên cạnh lý bình an tò mò nhìn thanh tuyết thanh vũ vẽ phù triện sau đó nói quán chủ sư phụ ta gọi ngươi ra ngoài một lát lý bình an nhẹ gật đầu nói được nghỉ một lát đi thanh vũ vui vẻ kêu lên nghỉ ngơi thôi rồi quăng bút lông lên mặt bàn hưng phấn chạy ra ngoài thanh tuyết cẩn thận đặt bút lông lên bàn la lên chờ ta một chút chân ngắn cất bước đuổi theo thanh vũ ra ngoài thạch hạo cũng hấp tấp theo đuôi hai tiểu nữ hài chạy ra bên ngoài lý bình an nhìn thấy cảnh tượng này nhớ đến lúc nhỏ mình bị ép buộc làm bài tập mỉm cười tỏ vẻ lãnh ngộ đi ra ngoài thuận miệng hỏi là ai đến thanh phong đuổi theo lắc đầu nói không biết nhưng hình như sư phụ ta cười chắc hẳn là người quen của hắn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha lý bình an âm thầm suy nghĩ là ai tới chứ Chẳng lẽ là lão bằng hữu của Bạch Vân đến nhà, giới thiệu cho ta biết sao? Mau nhìn kìa, trên trời có người. Thật kìa, còn có cả yêu thú nữa, yêu thú biết bay là cấp bậc gì? Chắc hẳn là lợi hại hơn tế linh rồi. Nghe nói thời gian trước ở Đại Thạch thôn cũng có tu luyện giả gây chuyện, bị đạo trưởng của Tam Thanh Quan đánh bại, chẳng lẽ lần này đến báo thù sao? Tam Thanh Quan sẽ không xảy ra chuyện chứ? Quán chủ Tam Thanh Quan, lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện? Các tín đồ đến đây dâng hương nhìn thấy thân ảnh lơ lửng giữa không trung sôi nổi bàn tán, mặt còn tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt loạn chuyển. Bạch Vân đạo trưởng cũng từ trong đại điện đi ra, đúng lúc hội tụ với Lý Bình An cùng một chỗ. Trên không, tông chủ ngự thú tông cười lạnh nói, ta còn tưởng là ai dám giết người của ngự thú tông ta, thì ra là thánh đường chủ tế. Lý Bình An nhỏ giọng nói, người biết hắn. Bạch Vân khẽ gật đầu, nặng nề nói, tông chủ của ngự thú tông phong vân tẫn, đại cao thủ trong top 3 của Khánh Quốc, trong lòng Lý Bình An hơi động, tông chủ của Ngự Thú Tông, top 3 cao thủ khánh quốc, nghe qua rất lợi hại. Bạch Vân đạo trưởng ngẩng đầu cười nói, "Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo chỉ là một lão đạo của Tam Thanh Quan, đã không còn là thánh đường giáo chủ gì nữa rồi. Bị thánh đường đuổi giết, không lo vội vàng thoát thân, mà còn dám giết đệ tử của Ngự Thú Tông ta, Bạch Mãnh ngươi thật là chán sống rồi." Phong Vân tẫn nhíu mày, quát trái tai. Bạch Vân cười nói, "Nếu Phong tông chủ muốn bắt ta, thì cứ đến đi cũng thuận tiện lấy lòng thánh đường mong có được một phần khen thưởng tông chủ ngự thú tông tối sầm mặt lại u ám nói ngươi kích ta bạch vân khinh thường tông chủ ngự thú tông cười không nói gì lý bình an nhỏ giọng nói bạch vân ngươi đánh thắng được sao bạch vân hùng hồn nói đánh không lại hắn là tứ giai hậu kỳ ta chỉ là tứ giai trung kỳ hơn nữa mấy đầu khế ước thú kia của hắn đều là tứ giai tinh quái lý bình an giật mình hạ giọng nói đánh không lại mà ngươi còn khí phách như vậy bạch vân cười nói không phải còn có quán chủ ngài sao có ngài ở đây ta có gì phải sợ tất nhiên ngài không thể làm mất đi uy danh của tam thanh quan ta được trong lòng lý bình an dâng lên một cảm giác không ổn cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến vậy chứ chẳng lẽ sau đó sắp có nhiệm vụ đinh đạo môn uy nghiêm không cho phép khiêu khích mời túc chủ nhanh chóng trảm gian trừ ác phát huy uy danh của đạo môn ta thời gian nhiệm vụ là nửa giờ trong lòng lý bình an nổi lên một cảm quả nhiên là thế giống hệt với lần trước hệ thống tuyệt đối không cho phép làm rùa đen rụt đầu trốn trong đạo quán trong lòng lý bình an bất lực thầm phì nhổ hệ thống có phải ngươi đã tìm kiếm được túc chủ mới ở bên ngoài rồi không vậy nên mới muốn ta chết sớm một chút để được túc chủ mới ôm vào lòng giận dữ kêu lên tứ giai hắn chính là tứ giai đấy tương đương với nguyên anh đại năng của đạo môn ta còn ta chỉ là con tép diêu trúc cơ kỳ Ngươi bảo ta làm sao để phát huy uy danh của đạo môn đây? Hệ thống không đáp lại một câu nào, Lý Bình An càng thêm chắc chắn rằng hệ thống này tuyệt đối đã có người bên ngoài, ngẩng đầu nhìn tông chủ Ngự Thú Tông trên bầu trời bằng ánh mắt lo lắng, chắc chắn là đánh không lại, bây giờ chỉ có một cách, trong vòng nửa giờ kích hắn xuống đây. Tông chủ Ngự Thú Tông trên trời nghi ngờ nhìn Bạch Vân, hắn lấy đâu ra tự tin đối mặt với ta? Tầm mắt chậm rãi di chuyển sang Lý Bình An bên cạnh, giọng nói uy nghiêm từ trên cao truyền xuống, ngươi là ai? trong lòng Lý Bình An thầm thở dài một hơi, tiến lên mấy bước ngẩng đầu, hất cao phủ trần nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo chính là quán chủ của Tam Thanh Quan. Quán chủ của Tam Thanh Quan? Tam Thanh Quan là thứ gì? Trong mắt tông chủ ngự thú tông lóe lên một tia nghi ngờ, có vẻ như Bạch Vân rất tôn kính hắn, chẳng lẽ hắn là một cao thủ sao? Trong lòng âm thầm dâng lên cảnh giác. Lý Bình An mở miệng, ta phải nói thế nào đây? Tam Thanh Quan không phải thứ gì? Hay là nói Tam Thanh Quan là thứ gì đó tốt? thanh tuyết thanh vũ thạch hạo chậm rãi chạy đến đứng ngay bên cạnh lý bình an thanh vũ ngẩng đầu nhìn tông chủ ngự thú tông trên không nghi ngờ hỏi sư phụ hắn ta là ai vậy thạch hạo đắc ý nói chắc chắn là người xấu rồi đợi lát nữa sư phụ sẽ ra tay đánh người xấu lý bình an im lặng nhìn thạch hạo một cái sao ngươi nhìn ra được ta có thể đánh thắng hắn đừng có tâng bốc quá lên có được không viên hầu trên không hạ giọng nói tông chủ ta cảm nhận được một khí tức nguy hiểm trực giác nói cho ta biết không thể đến gần thanh lang cũng cứng lại nói quán chủ ta cũng có cảm giác này nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào ta lại không phát hiện được chẳng lẽ bên trong còn có cao thủ ẩn tàng sao tông chủ ngự thú tông nói các ngươi cảm nhận được khí thức nguy hiểm có lẽ là của bạch vân hắn chính là cao thủ tứ giai cao hơn các ngươi nhất giai thanh lang viên hầu liếc nhìn nhau trong mắt tràn ngập linh tính đều hiện lên một tia nghi ngờ thật sự như vậy sao Tông chủ ngự thú tông nhìn chằm chằm Lý Bình An, nghiêm túc quát hỏi, có phải các ngươi giết tiểu bạch của ta hay không? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, nếu như ngươi nói là đầu bạch lang kia thì đúng vậy đấy. Con ngươi tông chủ ngự thú tông co rụt lại, một cổ lửa giận từ đáy lòng dâng lên tức giận nói, trên người hắn có ấn ký của ngự, thú tông ta, sao ngươi dám giết? Tín đồ dâng hương trong đạo quán sôi nổi nhỏ giọng bàn tán. Bạch lang, chẳng lẽ là tế linh lang vương thôn? Chắc là tế linh lang vương thôn rồi, nhưng không ngờ tế linh kia lại có quan hệ với tu luyện giả lần này tam thanh quan gặp phiền phức lớn rồi đi mau đi mau hy vọng đừng liên lụy đến chúng ta đạo trưởng của tam thanh quan lợi hại như vậy sao lại không đánh thắng được đám tu luyện giả kia chứ bọn hắn biết bay kìa đạo trưởng tam thanh quan cũng biết bay bọn hắn đông người có vài thôn dân dẫn theo hài tử bối rối bỏ chạy xuống núi vô cùng lo lắng lý bình an không quá để ý đến việc đi hay ở lại của các thôn dân cũng không cảm thấy bọn hắn nên đồng sinh cộng tử với tam thanh quan mạng sống đối với mỗi người đều rất quý giá cần phải quý trọng lý bình an ngẩng đầu nhìn thẳng tông chủ của ngự thú tông nghiêm túc nói ta không nhận ra ấn ký gì của ngự thú tông mà dù có biết bần đạo cũng sẽ không bỏ qua nó vì nó đã ăn thịt người phong tông chủ của ngự thú tông nheo đôi mắt lóe ra hàn quang nói chỉ vì nó ăn thịt vài sơn dân ti tiện mà ngươi dám giết nó lý bình an lắc đầu nói ti tiện theo góc nhìn của Bần đạo thì đầu Bạch Lăng kia không cao quý hơn sơn dân là mấy. Được, được lắm." Sắc mặt tông chủ Ngự Thú Tông u ám hẳn đi nói, "Như vậy xem ra, những đệ tử kia của ta cũng do ngươi giết rồi." Lý Bình An thản nhiên gật đầu, "Không sai. Bọn hắn hoành hành man dợ hung ác, trừng phạt đúng tội." Tông chủ Ngự Thú Tông nheo mắt nói, "Ngươi không sợ chết sao?" "Sợ chứ, nhưng ta không nghĩ ngươi có thể giết được ta." lý bình an khiêu khích nhìn thẳng vào tông chủ ngự thú tông không hề chùn chân xuống đây đi người có bản lĩnh thì xuống đây đi thanh phong dựa vào lan can đại điện cười hì hì nói quán chủ vì một sơn dân giết nhiều đệ tử ngự thú tông như vậy ta thật sự sùng bái ngươi hay là giết cả đệ tử khác của ngự thú tông nữa đi lý bình an quay đầu nhìn thanh phong tán thưởng giơ ngón tay cái lên tên này kéo thù hận rất tốt đầu tông chủ ngự thú tông ù ù lập tức lờ mờ vô thức nhìn bạch vân với tu vi của Bạch Vân, nếu lén lút tấn công bất ngờ, thì đệ tử của ngự thú tông thực sự ra tên nào chết tên ấy, sát y nhất thời tràn ngập trong lòng, vì không nắm rõ được hư thực của Lý Bình An, truyền âm cho mấy khế ước thú và nhiệm vụ trưởng lão, đồng loạt ra tay. Vậy ngươi chết đi cho ta. Tông chủ ngự thú tông tức giận quát lên, giết. Trong phạm vi trăm dặm không được để sót một tên nào. Ngao ô, thanh lang gào thét lên một tiếng. Thanh lang, viên hầu, hoa xà và cả tông chủ ngự thú tông đồng thời tấn công về phía tam thanh quan khí tức mênh mông cuồn cuộn khuấy đảo phong vân nhiệm vụ trưởng lão cũng cười ha ha một tiếng tiện tay ném đại bạch chư xuống trong tay xuất hiện một thanh trường thương đồng thời xông về phía tam thanh quan đại bạch chư kêu ếch ếch vô cùng thảm thiết bốn chân đạp loạn tuyệt vọng vọt thẳng vào trong rừng núi mấy thân ảnh cuốn sạch thiên địa nguyên khí giống như những vòi rồng khổng lồ từ không trung đột nhiên nện thẳng xuống tam thanh quan con người bạch vân đạo trưởng co rụt lại trên thân lập tức bao trùm một tầng bạch quang thạch hạo ngẩng đầu hoảng hốt kêu lên sư phụ người xấu đánh xuống rồi truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lý bình an đang lờ mờ vội vàng quay đầu nhìn lại đúng lúc thấy bọn hắn đang xông vào phạm vi tam thanh quan đồng thời như gặp trọng kích đồng loạt phụt phun ra một ngụ máu tươi bắn ngược ra ngoài xoay một vòng rồi nện mạnh xuống núi trong mắt người khác chính là một đám hung thần ác sát ngự thú tông đánh tới quán chủ chỉ phong khinh vân đạm nhìn lại một cái cả người cả thú ngự thú tông đã bị thương nặng phun ra một ngụ máu tươi rồi bị đánh bật trở ra rơi xuống núi bạch quang trên thân bạch vân tan đi hắn kính sợ nhìn lý bình an quán chủ không hổ là quán chủ một ánh mắt đã miểu sát tứ dai thanh phong cũng lập tức nhắm mắt lại trong lòng âm thầm suy nghĩ khoảng thời gian này có phải hắn đã quá buông thả hay không không có để lại ấn tượng xấu gì trước mặt quán chủ chứ thạch hạo ngẩng đầu nhìn lý bình an ánh mắt sáng ngời sùng bái kêu lên sư phụ người thật sự quá lợi hại sau này ta cũng muốn được như người lý bình an gượng cười hai tiếng nói vậy thì phải cố gắng lên trong lòng mừng rỡ bọn hắn thật sự đã lao xuống dưới may mắn thật quá may mắn thạch hạo liên tục gật đầu tràn đầy ý chí chiến đấu hét lên vâng ta đi luyện quyền thanh vũ cũng hưng phấn nhảy lên ta đi vẽ phù cũng phải trở nên lợi hại như sư phụ ba hải tử hưng phấn chạy ra hậu viện lý bình an lớn tiếng gọi thanh phong thanh phong lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên đáp ta đây lý bình an nói thạch hạo cần mài luyện võ nghệ ngươi đi luyện tập cùng hắn một chút vâng thanh phong vẫn còn đang chìm đắm trong uy phong bại địch của lý bình an tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh của quán chủ vội vàng chạy ra hậu viện trong viện chỉ còn lại một vài tín đồ sôi nổi hào hứng bàn tán quán chủ quá lợi hại nhìn một cái mà đám người kia đã thổ huyết rồi một thiếu niên gầy gò nắm chặt nắm đấm hưng phấn kêu lên ta biết quán chủ là lợi hại nhất có người lợi hại như quán chủ che chở cho chúng ta chúng ta còn sợ gì nữa những người kia cũng rất lợi hại vừa rồi ta còn bị dọa sợ suýt chút đáy ra quần nhưng quán chủ vẫn lợi hại nhất bạch vân đi đến bên cạnh lý bình an cung kính hành lễ hỏi quán chủ sao ngài lại thả bọn hắn đi lý bình an cười nói thế nào ngươi còn muốn giữ bọn hắn lại sao trong lòng nói thầm đạo quán không giết người ta cũng không còn cách nào khác. Bạch Vân vội vàng sợ hãi xua tay nói, không, không, quán chủ minh dám, ta tuyệt đối không có lạm sát chi tâm, chỉ lo lắng sau này bọn hắn sẽ trả thù. Lý Bình An Vân Đạm Phong khinh hất phù trầm nói, chắc hẳn bọn hắn sẽ không dám. Bạch Vân suy nghĩ một lát, bật cười nói, cũng đúng, lần này quán chủ đã dọa bọn hắn sợ mất mật rồi. Lý Bình An sờ cầm, như đang suy tư gì đó nói, Bạch Vân, người nói xem có phải bọn hắn nên chi một chút phí tổn cuộc chiến không? bạch vân khó hiểu hỏi lại phí tổn cuộc chiến đúng vậy lý bình an nói một cách hiển nhiên người xem bọn hắn tấn công tam thanh quan chúng ta làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của tam thanh quan chúng ta dọa tín đồ của tam thanh quan chúng ta bỏ chạy lại còn gieo vào tâm hồn nhỏ bé của thanh tuyết bọn hắn bóng mờ chẳng lẽ không đáng bồi thường sao gieo vào tâm hồn nhỏ bé bóng mờ ta thấy bọn hắn rất hưng phấn mà nhưng bạch vân vẫn liên tục gật đầu nói cần phải như vậy đúng là phải bồi thường lý bình an cười nói Ta nói, ngươi ghi chép lại, 30 cân nhân sâm trăm năm trở lên." Bạch Vân nhỏ giọng nói, "Quán chủ, 30 cân hơi ít." Lý Bình An sững sờ, nghi ngờ hỏi lại, "Ít sao?" Bạch Vân giải thích, "Quán chủ, đây là Thương Man Sơn mạch, là nơi có nhiều những dược liệu này nhất, không được xem là quý giá. Thứ thực sự quý giá chính là bảo dược đã thành tinh." Đôi mắt Lý Bình An sáng lên, vội vàng hỏi, "Ngự thú tông có bảo dược này sao?" Bạch Vân do dự một chút mới nói, "Không biết." Vậy thì thử đòi hỏi một phen đi." Bạch Vân nhẹ gật đầu nói, "300 cân nhân sâm trăm năm." Lý Bình An âm thầm cứng lưỡi, "300 cân? Cho lợn ăn à?" Nhưng trên mặt lại nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Cũng được. Yêu cầu 300 cân đương quy, 300 cân thủ ô, 300 cân thất diệp linh chi, 300 cân bất tử thảo, 300 cân thái dương hoa." Lần này không cần Bạch Vân nhắc nhở, Lý Bình An chủ động nhân số lượng lên với 10. Bạch Vân âm thầm ghi lại, cung kính hỏi, "Quán chủ, còn gì nữa không?" Lý Bình An suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lên vội vàng nói, "Đúng rồi, còn phải cần thêm ít tiền bạc nữa, thêm 300 cân ngân châu nữa đi." Cảm thán nói, tam thanh quan không nhận cung phụng của các tín đồ, thật sự rất nghèo. Bạch Vân cười nói, "Được, ta đã nhớ kỹ, ta sẽ đi làm." Quay người cảm xúc trào dâng sải bước đi ra ngoài. Trong lòng Lý Bình An âm thầm nói, "Thế giới này hẳn là có đủ dược liệu để luyện chế Bồi Nguyên Đan." Suy nghĩ đến việc bù đủ dược liệu, mình sẽ phải lấy máu luyện đan lập tức cả người đều không ổn chúng thôn dân hưng phấn trở lại đại điện dân hương thái độ càng thêm thành kính lý bình an thảnh thơi đi ra hậu viện trong lòng xúc động nói thầm hệ thống phần thưởng của ta đâu nhiệm vụ đạo môn uy nghiêm vừa rồi có thể xem như đã hoàn thành rồi chứ hoài nghi nói tiếp không phải ngươi định nuốt riêng phần thưởng của ta đấy chứ đinh hoàn thành nhiệm vụ đạo môn uy nghiêm đánh giá đinh ngươi có xuất lực sao không xuất lực thì đừng mong có được phần thưởng lý bình an không nói gì trào ra một trận uất ức, sao ta lại không xuất lực? Ta lấy thân làm mồi dụ dỗ hắn xuống, nguy hiểm biết bao người có biết không? Trong lòng càng thêm chắc chắn, hệ thống móng lợn này đã thay lòng đổi dạ, chắc chắn có người khác bên ngoài rồi. Bên kia, tông chủ ngự thú tông, và nhiệm vụ trưởng lão bị thương nặng hốt hoảng chạy về ngự thú tông. Mấy đầu linh thú bị thương nặng đều được tông chủ ngự thú, tông thu vào trong linh thú không gian. Trên đỉnh chủ phong của ngự thú tông, tông chủ ngự thú tông nhẹ nhàng rơi xuống, ôm ngực mình liên tục ho khan vài tiếng phụt lại phun ra một ngụ máu sắc mặt nhiệm vụ trưởng lão tái nhợt ho khan vài tiếng yếu ớt hỏi tông chủ rốt cuộc bọn hắn là ai tông chủ ngự thú tông giận dữ hét lên làm sao ta biết được đầu bạch lang chết tiệt đã chết rồi mà còn lừa ta khụ 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 cảm xúc kích động quá mức ngực lại phát ra một trận đau đớn nhiệm vụ trưởng lão kích động hỏi tông chủ làm sao bây giờ sắc mặt tông chủ ngự thú tông biến hóa vài lần mới nói triệu hồi tất cả các trưởng lão về đây nói rồi ôm ngực đi ra trước đại điện nhiệm vụ trưởng lão cúi đầu cung kính nói vâng thong thả đi ra ngoài không lâu sau từng đạo nhân ảnh bay lên trời rơi xuống chủ phong đi về phía đại điện thấy tông chủ ngồi trên vị trí chủ vị bị trọng thương sắc mặt cả đám đại biến tông chủ ngự thú tông quét mắt nhìn sáu trưởng lão phía dưới một cái che miệng ho khan hai tiếng một tia máu từ khóe miệng chảy xuống chậm rãi nói ngồi xuống hết đi chúng trưởng lão liếc nhau mỗi người tự tìm vị trí ngồi xuống đại trưởng lão ngồi bên tay trái nhịn không được hỏi tông chủ người làm sao vậy ai làm người bị thương tông chủ ngự thú tông hỏa hoãn một hơi nói vài ngày trước bạch lang tế linh của chúng ta đã chết bên ngoài sơn mạch các trưởng lão ngồi dưới cố gắng nghĩ một chút mới từ sâu trong trí nhớ tìm ra được thân ảnh một đầu bạch lang đã từ rất lâu rồi hôm nay bản tọa đi điều tra hung thủ lại bị hung thủ đánh trọng thương làm sao có thể thần sắc đại trưởng lão chấn động kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ vị kia từ trong hoàng cung ra sao? Hay là đường chủ thánh đường đến đây? Dù là bọn hắn thì cũng không thể đánh trọng thương người một cách dễ dàng được. Tông chủ ngự thú tông lắc đầu, sắc mặt mờ mịt nói, cũng không phải là một kẻ vô cùng trẻ tuổi, tự xưng là quán chủ tam thanh quan. Nhị trưởng lão nghi hoặc hỏi, tông chủ, các ngài đại chiến ở đâu? Tại sao chúng ta không cảm ứng đạo nguyên khí dao động? Khụ khụ. Tông chủ Ngự Thú Tông liên tục ho khan hai tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên nói, không có đại chiến, hắn chỉ dùng một ánh mắt đã làm ta bị trọng thương. Tất cả các trưởng lão trong đại điện đều trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn Tông chủ Ngự Thú Tông, một ánh mắt? Ngươi đang đùa gì vậy? Đại trưởng lão im lặng vài giây, chua xót nói, "Tông chủ, người đang nói thật." Sắc mặt Tông chủ Ngự Thú Tông khó coi nói, "Ngươi cảm thấy đây là chuyện vinh quang lắm sao?" Tất cả trưởng lão liếc nhìn nhau, đồng tử co rụt lại, thần sắc sợ hãi và cả hoảng sợ nhị trưởng lão lẩm bẩm một ánh mắt có thể làm trọng thương tông chủ vậy người kia có tu vi gì không chỉ ta mà cả khế ước thú và vương trưởng lão tất cả đều bị một ánh mắt làm trọng thương tông chủ ngự thú tông vô cùng chua sót trong đầu theo bản năng hiện lên một thân ảnh bạch lang không hề có chút đáng yêu nào mặt mày khó ưa trong đầu tất cả các trưởng lão đều cho rằng lý bình an có tu vi cao vô hạn theo bản năng run cầm cập cảm giác sợ hãi từ nội tâm dâng lên cả đại điện chìm trong yên lặng vô lượng thiên tôn một tiếng đạo hiệu từ bên ngoài chậm rãi truyền vào tông chủ ngự thú tông ngẩng mạnh đầu lên mắt lộ vẻ giận dữ nói là người của tam thanh quan đến đáy mắt thâm sâu mang theo một tia sợ hãi khó có thể che giấu cái gì người của tam thanh quan bọn hắn muốn làm gì chảm tẫn sát tuyệt sao một đám trưởng lão đứng bật dậy dùng tiếng quát chói tai che giấu sự sợ hãi đệ tử ngự thú tông cũng ngẩng đầu nhìn lên trời một lão giả tóc hoa dâm trên người lóe ra bạch quang lơ lửng trong không trung tông chủ ngự thú tông hít sâu một hơi nói đi chúng ta ra ngoài đứng lên đi ra ngoài một đám trưởng lão theo sau người đi ra khỏi đại điện đã nhìn thấy bạch vân đang lơ lửng trong không trung toàn thân mặc đạo bào kỳ quái vô cùng bắt mắt tông chủ ngự thú tông hạ giọng nói bạch mãnh người đến để diễu võ dương oai hay là nghĩ ta bị trọng thương có thể ức hiếp được ngự thú tông ta bạch mãnh từ trên không trung bay xuống đứng trước mặt tông chủ ngự thú tông và một đám trưởng lão mắt mang theo ý cười lắc đầu nói, phong tông chủ, ngài nói sai rồi, người diễu võ dương oai hồ đánh hô giết trước không phải là ngài sao. Phong tông chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cảnh giác ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhịn không được hỏi, quán chủ các ngươi không đến. Bạch Vân kinh ngạc nói, ngươi muốn gặp quán chủ chúng ta sao? Phong tông chủ và một đám trưởng lão theo bản năng lắc đầu thật mạnh, lúc lấy lại tinh thần cảm thấy có gì đó không đúng, khí thế của bọn hắn quá yếu, nhưng đã muộn rồi, nhất thời đen mặt biết tin quán chủ tam thanh quan không đến, trong lòng phong tông chủ thoải mái hơn, ít nhất cho thấy quán chủ tam thanh quan kia không có ý định chảm tẫn sát tuyệt, một bạch mãnh tuy rất mạnh, nhưng ngự thú tông vẫn không sợ. Sắc mặt phong tông chủ âm trầm nói, bạch mãnh, rốt cuộc ngươi đến làm gì? Bạch Vân cười hề hề nói, chư vị ngự thú tông, quán chủ chúng ta nói, các ngươi tấn công tam thanh quan, chẳng những quấy nhiễu tín đồ, còn dọa nhân tâm trong quan hoảng sợ, để lại bóng mờ trầm trọng trong lòng mấy tiểu tử kia. Nên các ngươi cần phải bồi thường, phong tông chủ tức suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết cả giận nói bạch mãnh chúng ta căn bản không hề bước vào tam thanh quan làm gì dọa đến bọn hắn rõ ràng người bị thương là ta dựa vào cái gì phải bồi thường phí tổn cho các ngươi bạch mãnh lắc đầu nói phong tông chủ ngài nói vậy là không đúng mặc dù ngài không bước vào tam thanh quan nhưng dáng vẻ sát khí đằng đằng kia cũng đủ dọa đến đám nhỏ bên trong đã quấy dày sự yên tĩnh của tam thanh đạo tổ cho nên ngài nhất định phải bồi thường phí tổn này nếu ngài cứ khăng khăng không bồi thường, Bần đạo đành quay về nói rõ với quán chủ, để quán chủ đích thân đến giảng đạo lý với ngài. Chờ một chút, sắc mặt Phong Tông chủ thay đổi mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cho, ta cho." Bạch Vân cười ha ha nói, "Nói vậy từ sớm chẳng phải là được rồi. Nghe cho kỹ đây, 300 cân nhân sâm, 300 cân đương quy, 300 cân thủ ô, 300 cân thất diệp linh chi, 300 cân bất tử thảo, 300 cân thái dương hoa." cuối cùng lại nhắc nhở thêm một câu toàn bộ đều phải trên trăm năm hơn nữa còn ba trăm cân thế tục ngân tiễn kim châu sắc mặt phong tông chủ thay đổi mấy lần yên lặng gật đầu mặc dù dược liệu cần tương đối nhiều nhưng với ngự thú tông cũng không phải chuyện lớn không xem là thứ quý giá bạch vân chớp mắt ra vẻ bừng tỉnh nói đúng rồi quán chủ còn nói muốn ba trăm cân bảo dược thành tinh phong tông chủ biến sắc mặt lập tức đen đi ngẩng đầu nhìn chằm chằm bạch vân nói không có bạch vân uy hiếp nói ngươi phải nghĩ cho rõ ràng nếu như quán chủ chúng ta tới phong tông chủ thẳng cổ giận dữ nói dù có giết ta cũng không có nhị trưởng lão cười khổ nói bạch mãnh bảo dược thành tinh quý hiếm cỡ nào không phải ngươi không biết mỗi một cái đều sinh trưởng ở nơi phúc địa được thiên địa một phương tạo nên thương man sơn mạch chúng ta chỉ là vùng đất bình thường làm gì có thể dựng dục ra bảo dược bạch vân tiếc nuối thở dài một hơi có vẻ như không có thật đại trưởng lão vẫn luôn cúi đầu trầm tư bỗng ngẩng đầu cả kinh kêu lên ngươi vừa nhắc đến tín đồ chẳng lẽ tam thanh quan là thần miếu thần nào dám dùng đại tu sĩ ngũ giai trở lên làm thần quan trong lòng các trưởng lão khác cũng mờ mịt thần miếu không thể nào chẳng lẽ lại là một thánh đường ánh mắt mọi người đồng thời ngưng tụ trên thân bạch vân áp lực nặng nề bỗng tăng lên bạch vân như không phát hiện ra áp lực nặng nề cười nói tam thanh quan ta không phải thần miếu cung phụng tam thanh đạo tổ chính là tổ sư thời kỳ viễn cổ của tam thanh quan ta chúng trưởng lão lập tức lại lờ mở chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng thời kỳ viễn cổ vậy không phải còn không hợp thói thường hơn cả thần miếu sao phong tông chủ nuốt nước miếng con người có rút lại nói ngài nói viễn cổ thời kỳ bạch vân ngẩn người nhớ về quá khứ nói hẳn là hồng hoang thời kỳ hai chữ hồng hoang vừa ra lập tức một cỗ khí tức mênh mông đập vào mặt trong đầu mọi người vô thức xuất hiện một hình ảnh thiên địa một mảnh mãng hoang dị thú tranh bá thần ma chém giết đại trưởng lão vội vàng kêu lên các người biết chuyện trăm vạn năm trước bạch vân nghiêm mặt nói đây là tuyệt mật của tam thanh quan ta trái tim chúng trưởng lão cùng nhảy lên một cái không phản bác mà chỉ muốn biết rõ vô thức định hỏi thăm phong tông chủ tỉnh táo nói tam thanh quan tại sao trước kia chưa từng nghe qua cái tên này nếu thực sự là truyền thừa lâu đời tại sao trong lịch sự không có ghi chép bạch vân tự nhiên nói tam thanh quan ta chính là môn phái ẩn thế được truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay đời đời đơn truyền chưa từng xuất thế tất nhiên thế nhân không biết được đại trưởng lão vội vàng hỏi bạch mãnh có thể nói với chúng ta một vài chuyện viễn cổ được không bạch vân lắc đầu nói không được chư vị vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị phí tổn cho bần đạo đi nếu quán chủ chờ đợi sốt ruột đích thân đến đây một chuyến đến lúc đó sẽ không tiện bàn giao còn nữa bần đạo đã không còn là bạch mãnh xin hãy gọi ta là bạch vân đạo trưởng Phong tông chủ nheo mắt nhìn Bạch Vân, khoát tay nói, "Đại trưởng lão, đi chuẩn bị dược liệu cho hắn." Đại trưởng lão tiếc nuối nói, "Vâng." Rồi quay người đi ra ngoài. Bạch Vân đứng trên đỉnh núi, thong dong tự tại nhìn xung quanh, đỉnh núi này vậy mà có một nơi tuyệt diệu thế này, chắc hẳn quán chủ sẽ rất thích. Đáng tiếc quán chủ là một người trong sạch lương thiện chân chính, sợ là sẽ không làm những chuyện cường thường hào đoạt trắng trợn như vậy, rõ ràng có tu vi tuyệt đỉnh, nhưng nguyên tắc hành vi lại không giống với tu luyện giới thật không biết nên đánh giá hắn như thế nào. Qua một lúc lâu sau, đại trưởng lão sách một bao hàng buộc túm vào nhau bay đến, đáp xuống bãi đất trống, nhẹ nhàng đặt tất cả dược liệu xuống dưới đất, nói: "Toàn bộ đều ở đây." Bạch Vân ngẩng đầu nhìn dược liệu nặng hơn ngàn cân, vô ngữ nói: "Các ngươi cứ để ta gánh về như vậy, không thể dùng chữ vật bảo khí trang một chút sao?" Phong tông chủ cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi có biết chữ vật bảo khí quý hiếm cỡ nào không? Chính ngươi có hay không?" Bạch Vân cười ngây ngô nói: bần đạo chỉ nói thế không có thì thôi không phải ta không vác về nổi đi đến trước đống dược liệu nặng ngàn cân đưa tay đặt lên trên bao hàng một đạo bạch quang từ lòng bàn tay lan tràn ra ngoài bao trùm cả bao hàng nhấc bao nặng ngàn cân lên nhẹ nhàng như không có gì rồi bay lên bạch vân đạo trưởng dùng một tay nhấc bao hàng nặng hơn ngàn cân cười ha ha nói trừ vị sau này còn gặp lại có thời gian đến tam thanh quan chúng ta làm khách lập tức đằng không lên bay ra bên ngoài biến mất trong nháy mắt đại trưởng lão đi đến bên cạnh phong tông chủ, nói, tông chủ, người cảm thấy lời hắn nói thế nào? Phong tông chủ lắc đầu cười lạnh nói, gì mà tông môn viễn cổ? Cũng chỉ là tự giác vàng lên mặt, viễn cổ đã đoạn tuyệt từ lâu. Nhị trưởng lão nhíu mày lại nói, nói cách khác hắn nói ẩn thế tông môn là giả sao? Phong tông chủ do dự một lát, nói, cái này có lẽ là thật, ẩn thế tông môn cũng không được xem là hiếm có, bọn hắn chọc phải đối thủ khó lường, hoặc là có được bảo khí, công pháp không thể cho ai biết vì vậy có rất nhiều tông môn gia tộc tư ẩn cũng không có gì lớn đại trưởng lão tiếc nuối thở dài một hơi thì thầm nói ngược lại ta mong những gì hắn nói là thật ta rất hiếu kỳ với sự việc viễn cổ khụ khụ nhiệm vụ trưởng lão liên tục ho khan hai tiếng sắc mặt trắng bệch trong mắt hiện lên tia máu cúi đầu không cam lòng nói tông chủ chẳng lẽ thù này cứ thế cho qua bạch tôn giả và những đệ tử kia đều chết vô ích sao phong tông chủ sâu xa nói tất nhiên không phải nhưng bây giờ phải nhịn, chờ đợi cơ hội. Rồi lớn tiếng nói, truyền lệnh tất cả đệ tử không được tùy tiện ra khỏi thương man sơn mạch, quyết không được trêu chọc tam thanh quan, nếu không sinh tử tự chịu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả trưởng lão xoay người cung kính nói, vâng. Ánh mắt nhiệm vụ trưởng lão lấp lóe hạ giọng nói, người của hạo nhiên thư viện có lẽ sắp đến phong ma. Hơn nữa, hình như bạch mãnh vẫn đang bị thánh đường truy nã. Khụ khụ khụ, giọng nói không lớn, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng, không ít người biến sắc vài lần. Phong tông chủ như không nghe thấy, nhanh chân đi vào bên trong đại điện. Chập tối, một tiếng hô từ trên không vang lên, quán chủ, ta đã về rồi. Lý Bình An dẫn theo mấy người thanh phong từ hậu viện đi tới, chỉ thấy trên không có một người sách bao to, đáp xuống bên ngoài tam thanh quan. Lý Bình An hất phất trần một cái, cười nói, Bạch Vân về rồi, đi, đi ra xem một chút. Trở về rồi, thanh vũ vui vẻ kêu lên một tiếng dẫn đầu chạy ra bên ngoài thanh tuyết vội vàng đuổi theo tiểu thạch hạo hấp tấp đi theo sau các nàng sắc mặt mỉm cười hưng phấn lý bình an chậm rãi đi ra ngoài hai z thở dài một tiếng thật sâu thanh phong đi theo bên cạnh lý bình an tò mò hỏi quán chủ ngày sao thế có vẻ như không được vui lý bình an ung um dung nói bản quán chủ vừa vui mừng vừa xót thương một lời khó nói hết lý bình an đi ra đạo quán thấy bạch vân đang cười ha ha đứng bên cạnh bao hàng to buộc lại thanh tuyết thanh vũ thạch hạo tò mò vây quanh bao hàng muốn nhìn xem bên trong là thứ gì qua khe hở bạch vân thấy lý bình an đi ra vội vàng cung kính chắp tay thì lễ nói quán chủ thật may không làm hổ thẹn lý bình an nhẹ gật đầu nói thanh phong chuyển hết bao hàng vào đi vâng thanh phong lên tiếng lập tức bắt đầu chuyển từng bao hàng vào trong viện bạch vân cười ha ha hỗ trợ một tay ba đứa nhỏ cười hì hì chạy tới chạy lui cùng bọn hắn Lý Bình An đứng ngay cạnh cửa, nhìn bọn hắn vận chuyển bao to vào, đầu choáng vắng một trận, rất muốn tát cho mình hai bạt tai. Lúc ấy sao đầu óc lại mơ màng, muốn nhiều dược liệu như vậy. Thế này thì phải mất bao nhiêu máu chứ? Trong lòng âm thầm thề, ta phải là một lò luyện đan, ta phải học được luyện đan thuật chính tông, mới không cần phải huyết luyện, ừm. Huyết luyện chắc chắn là bằng môn tả đạo. Bạch Vân, Thanh Phong lui tới mấy lần, xếp chồng từng bao to vào trong viện, chất thành một đống lớn. Mấy người Lý Bình An đi tới, kéo kẹt một tiếng đóng cửa lớn lại đi vào khoảng đất chống bên cạnh đống dược liệu lý bình an hỏi bạch vân còn tiền bạc thì sao bạch vân cười nói quán chủ căn dặn không dám bỏ sót đi lên trước tiện tay xách ra một bao nhỏ một trận tiếng leng keng vang lên bạch vân đặt tiền bạc dưới chân lý bình an không nhịn được nói quán chủ dược liệu này nếu cất giữ tùy tiện sẽ làm hao tổn dược tính rất nhiều lý bình an hít một hơi ánh mắt kiên định nói vậy thì luyện thành đan dược đi thanh phong tò mò nhìn lý bình an nói quán chủ chẳng lẽ ngài biết luyện dược sao lý bình an nặng nề gật đầu buồn bã nói có biết một chút đôi mắt thanh phong sáng lên vội vàng nói quán chủ ngài muốn luyện được gì có cần ta giúp ngài một tay hay không đôi mắt bạch vân đạo trưởng cũng sáng lên nhìn lý bình an đầy mong chờ nội tâm rất tò mò luyện dược tông môn viễn cổ là thế nào có gì khác biệt so với hiện tại lý bình an gật đầu nói cũng được mở hết tất cả dược liệu ra được rồi. Thanh Phong hưng phấn kêu lên một tiếng, dậm chân một cái xuống mặt đất, đằng không lao lên một cái bao, thân ảnh vút qua, rồi lại bay đến một cái bao khác như chim bay. Từng đạo bạch quang xẹt qua mỗi bao, phanh 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 liên tiếp tiếng nổ vang lên. Từng bao mở ra, dược liệu tản ra bốn phía, dược khí nồng đậm ngập tràn xung quanh. Lúc bao cuối cùng được mở ra, Thanh Phong nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hất tóc mái một cái, lộ ra một nụ cười tuấn mỹ. Thanh Vũ nhìn ngẩn cả người, thì thầm nói, đẹp trai quá. Thanh Tuyết liên tục gật đầu, trong mắt đầy sự ghen tị, nếu ta cũng có thể đẹp như vậy thì tốt. Thanh Phong ho khan một cái, quay người nhìn Lý Bình An, cười nói, quán chủ, vậy được chứ? Lý Bình An tức giận nói, đừng bảnh bao như vậy thì tốt hơn. Đi lên trước mấy bước xem xét dược liệu, trong lòng thầm tính toán, đều đủ cả. Lý Bình An quay đầu nghiêm túc nói, luyện đan của đạo môn ta chia làm hai loại, một loại là lấy đan đỉnh luyện đan, một loại là lấy huyết luyện đan. Hôm nay cái ta muốn dùng chính là lấy huyết luyện đan lấy huyết luyện đan bạch vân thì thầm một câu ánh mắt lóe lên mở mịt dùng huyết làm sao luyện đan ngâm dược liệu trong huyết dịch sao huyết dịch dược tử lý bình an vươn một ngón tay ra pháp lực trên ngón tay phun ra nuốt vào ngưng tụ thành trường kiếm mang một tấc cắn răng vạch tay kia ra lập tức một miệng vết thương mở ra huyết dịch chảy xuống tay lý bình an đau đến mức vô cảm thành vũ sợ hãi kêu lên a à, sư phụ chảy máu thanh tuyết vô thức bước hai bước về phía trước lo lắng kêu lên sư phụ Lý Bình An bình tĩnh lắc lắc tay kia, nói: "Không sao đâu. Vi sư dạy các ngươi huyết luyện chi pháp, hãy nhìn kỹ." Xoay người dùng pháp lực khống chế huyết dịch đang chảy, như mực nước trên mặt đất tạo thành một đạo huyết ngân, thân ảnh di động huyết ngân cũng lan tràn theo, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn lớn trong sân, giữa vòng tròn chợt hiện một phù văn huyết sắc. Phù văn hoàn thành, Lý Bình An nhẹ nhàng nhảy ra khỏi trận pháp, đưa tay nhấn một cái vào mép trận pháp, hô to: "Huyết luyện đại trận khai!" bên trong vòng tròn trận pháp ầm một tiếng dâng lên một cỗ huyết sắc diễm hòa dọa thanh tuyết thanh vũ sợ hãi kêu lên một tiếng vô thức lùi về sau hai bước huyết diễm hừng hực nhưng không hề có nhiệt khí tỏa ra thanh phong không thể tin nổi nói vậy mà hòa diễm thật sự dâng lên bạch vân có vẻ đăm chiêu nói chắc chắn là tác dụng của phù ở trung tâm kia nhìn kỹ đi lý bình an thu tay lại ngồi xếp bằng bên cạnh huyết liên đại trận kêu lên thanh phong đưa dược liệu lên nhân sâm thanh phong lấy lại tinh thần vội vàng kêu lên được rồi hắn bỗng bật lên nhảy vào giữa đống dược liệu đưa tay đẩy một đám nhân sâm vào bên trong huyết diễm nhân sâm vừa đi vào đã vô thanh vô tức hóa thành cho tàn rồi biến mất chỉ để lại một cỗ dịch thể bạch sắc với hình dạng bất quy tắc biến ảo bên trong huyết diễm tay bạch vân bắt lại một cái một gốc nhân sâm rơi rụng đằng không lên bay vào trong huyết diễm hóa thành mấy giọt dịch thể bạch sắc dung nhập vào trong đó bạch vân nói thanh phong ngươi ra đi giao cho ta Thanh Phong tiếc nuối nói, "Được, ai bảo tu vi hắn không được. Vẫn chưa đạt đến cảnh giới Nguyên Khí hóa Ti." "Đương Quy." Bạch Vân vung tay lên một cái, tất cả đương quy bay vào bên trong huyết diễm, vô thanh vô tức hóa thành dịch thể đạm hoàng sắc. "Bất tử thảo, Thái dương hoa." Bạch Vân lần lượt quăng từng đống dược liệu vào, sau một hồi chuyển vào tất cả dược liệu đều tiêu hao gần hết. Bên trong huyết diễm, từng cỗ tinh hoa dược vật đang không ngừng lăn lộn, ngao luyện, có thể phân biệt rõ ràng lẫn nhau. Lý Bình An ngồi xếp bằng bên cạnh huyết luyện đại trận, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ứng sự biến hóa của huyết luyện trong đại trận. Dược lượng dư thừa được ngao luyện bốc hơi, tạp chất cũng được luyện hóa từng cái một, chỉ để lại dược liệu tinh hoa tinh túy nhất. Hai tay Lý Bình An kết ấn, huyết diễm đại trận cũng biến hóa theo, diễm hỏa trong trung tâm ngưng kết lại, tụ hợp thành dược đỉnh diễm hỏa bốc lên, tất cả dược dịch đều ngưng tụ trong dược đỉnh, tạo thành một đoàn dược dịch cầu khổng lồ. Một lát sau, Lý Bình An mở choàng mắt, hô, kết tiếng âm trầm đục xen lẫn tiếng lốp bốp từ trong dược đỉnh vang lên từng cỗ hắc yên từ trên hỏa diễm dược đỉnh bốc lên cao toàn bộ dược đỉnh chỉ còn một lớp mỏng manh có thể nhìn thấy rõ được đan dược đang trôi nổi thành vùng trong đó lý bình an đứng dậy tiến lên vung tay lên một cái huyết diễm tan đi đồng thời một cỗ linh khí phóng xuất nâng mấy chục viên đan dược vào lòng bàn tay huyết luyện đại trận tan huyết tích trên mặt đất đã mở nhạt không thấy rõ nữa thanh tuyết thanh vũ thạch hạo hưng phấn chạy lên trước tò mò quan sát mấy chục viên đan dược lý bình an đang nâng lên thạch hạo hít sâu một hơi nuốt nước miếng nói thơm quá đi thanh vũ hiếu kỳ hỏi sư phụ đây chính là đan dược sao lý bình an gật đầu nói không sai cái này tên là tiểu bồi nguyên đan chính là đan dược phụ trợ cho việc tu luyện có công hiệu cố bản bồi nguyên tăng cường tu vi thanh tuyết cúi đầu nhìn lòng bàn tay lý bình an nhỏ giọng hỏi sư phụ tay ngài còn đau không lý bình an sững sở trong lòng tuôn ra một dòng ấm áp ấm giọng nói không việc gì một lát nữa sẽ ổn thôi bạch vân đi tới nhìn đan dược lý bình an nâng nhịn không được nói quán chủ có thể ban cho ta một viên được không tự mình lấy đi bạch vân cẩn thận từ trên không bàn tay của lý bình an lấy xuống một viên đan dược nhìn qua rồi ném đan dược vào trong miệng đan dược vừa vào miệng đã tan đi một cỗ thanh hương thảo mộc nồng đậm ngập tràn khoang miệng một cỗ dược lực du tẩu trong cơ thể tầm bổ nhục thân, còn tăng thêm một chút nguyên khí. Bạch Vân nhắm mắt cảm ứng một lúc, mở to mắt tán thưởng nói, dược tốt. Chẳng những có thể tầm bổ nhục thân, mà còn tăng tu vi lên. Đối với đệ tử tu luyện, chính là một dược vật phụ trợ tuyệt hảo, khó trách phải tiêu hao nhiều dược liệu như vậy, rất đáng giá. Mặt già của Lý Bình An đỏ ứng, thật ra là vì lúc dung đan cuối cùng, thao tác sai lầm mới tiêu hao lớn như vậy, nếu không ít nhất cũng thành hơn mấy trăm viên đan dược. Thanh Phong thầm thì nói, nhìn xem sư phụ nhà người ta, chẳng những tu vi siêu phàm nhập thánh mà còn biết luyện dược đúng là không thể sánh bằng mặt già của bạch vân lập tức đen lại nhìn thanh phong không chút hảo ý lý bình an ho khan một cái nói bạch vân đi chuẩn bị cơm tối đi bạch vân vội vàng cung kính nói vâng rồi xoay người đi ra hậu viện lý bình an nói các ngươi đi theo ta thanh tuyết thanh vũ thạch hạo vội vàng đuổi theo một đoàn người đi vào hậu viện lý bình an lấy ra một bình hoa từ trong phòng bỏ đan dược vào trong bình hoa nói, ta đặt bình hoa này ở đại sảnh, sau này lúc nào các ngươi tu luyện thì ăn một viên. Thanh Vũ vui vẻ kêu lên, vâng, sư phụ. Thạch Hạo gãi đầu, chớp mắt, cười ha ha nói, sư phụ, ăn hai viên hiệu quả có tốt hơn không? Lý Bình An không vui nói, muốn chết thì ăn ba viên đi. Thạch Hạo trừng mắt, hoảng hốt kêu lên, sư phó, chẳng lẽ đan dược này có độc? Lý Bình An nhàn nhạt lắc đầu, nghiêm túc nhìn Thạch Hạo nói, ta sẽ đánh chết ngươi, thạch hạo bị dọa vội vàng rụt cổ lại dáng vẻ sợ sệt thanh vũ ở bên cạnh vui vẻ cười khanh khách lý bình an quay lại phòng mình uống vào một viên bồi nguyên đan dược vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng một lát sau ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối đúng là bồi nguyên đan nhưng hiệu quả thực sự quá kém không thể so sánh với viên trước đó hắn từng uống chẳng lẽ xuất phẩm của hệ thống thực sự đều thuộc hàng tinh phẩm thời gian tiếp theo tam thanh quan không chút sóng gió thanh phong bạch vân vẫn tiếp đãi khách hành hương Thanh Tuyết Thanh Vũ cố gắng học tập vẽ phù, Thạch Hạo cố gắng luyện tập võ nghệ hàng ngày. Có Tiểu Bồi Nguyên Đan tương trợ, mỗi ngày bọn hắn đều tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt là Thạch Hạo, tu vi đã dần có xu thế vượt qua Thanh Tuyết Thanh Vũ. Không biết là vì khí vận chi tử hay là vì cửu chuyển huyền công quá mạnh, hoặc là vì cả hai. Một tháng sau trạng vạng tối, cách Tam Thanh Quan hơn trăm dặm có một thôn xóm nhỏ. Sau thôn xóm có một dòng suối nhỏ. Lúc này bên cạnh dòng suối nhỏ có một đống lửa nhỏ, một tiểu hài bốn năm tuổi phần thục bận rộn nhổ lông móc nội tạng một đại công kê to bên dòng suối nhỏ sau đó dùng que gỗ xuyên vào bắt đầu nướng kê trên đống lửa bên cạnh đống lửa có một đại phì chư đang uể oải nằm đôi mắt tràn ngập thương cảm nhìn nhất cử nhất động của tiểu nam hài tiểu hài đặt mông ngồi bên cạnh đại phì chư dựa lên lưng đại phì chư chậm rãi chuyển động giá nướng đau lòng nói chư chư ngươi xem con gà này sáng sớm hôm nay còn đang vinh vó tự đắc hướng về thái dương gáy chưa còn đuổi theo mấy đầu tiểu mẫu kê chạy khắp thôn rồi tối hôm nay đột nhiên xảy ra tai nạn mất mạng hu hu người nói xem có phải con người cũng sẽ như con gà này không biết được sẽ chết lúc nào đại phì chư cũng nhìn tiểu hài khinh bỉ hừ hừ hai tiếng tiểu hài thở dài một hơi đa sầu đa cảm nói ai nói ngươi cũng không hiểu được nhân sinh thật gian nan trong thôn đột nhiên phát ra tiếng gào thét của một phụ nhân bạch hiểu thuần ngươi lại trộm gà của lão nương cút ngay ra đây cho lão nương tiểu hài giật mình vội vàng quay đầu nhìn về phía trong làng nói thầm hôm nay sao lại phát hiện sớm vậy chứ đại bạch chư vô ngữ liếc mắt một cái ngươi cứ cách mấy ngày trộm một con số gà thiếu đi càng ngày càng rõ ràng không biết đường đổi nhà khác mà trộm đúng là còn đần hơn chư bạch hiểu thuần cười ha ha nói ta không đi ra đâu quay đầu nhìn đại phì chư nuốt một ngụm nước bọt nói chư chư sao ngươi mập như thế lúc ta vừa gặp ngươi ngươi vẫn còn thương tích chẳng chịt gầy trơ cả xương, mới mấy ngày ngươi đã mập thế kia rồi. Trong mắt lộ vẻ mong chờ nói, có khi nào qua mấy ngày nữa lại càng mập hơn không? Đại Bạch chư quay đầu nhìn con gà đang bị nướng trên lửa, ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần, trong mắt mang theo sự đau thương sâu sắc, ta xem ngươi như huynh đệ, vậy mà ngươi lại muốn ăn ta. Bạch Hiểu Thuần lại lẩm bẩm nói một hồi, hít mũi một, cái tinh thần chấn động, kinh hỉ kêu lên, chín rồi. Hắn vội vàng cầm giá nướng lên, thổi vài hơi, bắt đầu ăn một cách cẩn thận. Ngay cả xương cũng gặm sạch sẽ. Sau khi ăn uống no đủ, Bạch Hiểu Thuần nằm trên bụng Đại Bạch Trư, ngước đầu nhìn lên không trung nói: "Trư trư, ta nghe thôn trưởng nói bên ngoài có tu luyện giả, mà tu luyện giả lại sống rất lâu, ngươi từng gặp qua chưa?" Trong mắt Đại Bạch Trư càng thêm ưu sầu, không những từng thấy qua, mà còn suýt nữa chết rồi. Bạch Hiểu Thuần nói: "Ngươi nói xem đi đâu có thể tìm được tu luyện giả? Ta muốn sống thật lâu, không muốn chết, nghe nói sau khi chết sẽ không biết gì nữa, vô cùng đáng sợ." Đại Bạch Trư quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần, thiếu niên à, tu luyện giới tàn khốc, vô tình hơn ngươi nghĩ nhiều, có thể sẽ chết sớm hơn một chút. Một đêm Bạch Hiểu Thuần nằm trên bụng heo ngủ thiếp đi, lúc lạnh thì giúp giúp vào thân Đại Bạch Trư, Đại Bạch Trư thì phát tán khí tức của mình ra xung quanh, kiến không dám xuất hiện, giã thú không dám đến gần. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc đằng đông, cửa Đông ngoài An Khánh Thành, viện trưởng của An Khánh Thư viện, một đám tiên sinh thư viện, Bạch Vũ Trần đông đảo các đệ tử thư viện, đại trưởng lão, nhị trưởng lão của ngự thú tông, đại thần quan của khúc trì thần miếu cùng với thành chủ, tất cả đều lặng lặng chờ trước đông môn. Hai đội binh sĩ chấn giữ hai bên đạo lộ, xua tan dân chúng, quét sạch cả đạo lộ. Sau một hồi lâu, một con thuyền bích lục sắc từ trên tầng mây phía đông chậm rãi bay tới, lái đến như mặt trời mọc buổi sớm mai, kim quang vạn trượng. Con thuyền kia chậm rãi từ không trung đáp xuống ngay trước mặt mọi người, một nữ tử mặc áo trắng tuyệt mỹ từ trong con thuyền kia đi ra, tay cầm một quyển sách ống tay áo trắng được thêu thanh trúc toàn thân tản ra khí tức thanh nhã thoát tục đi theo sau nữ tử là hai người trẻ tuổi một là thiếu niên mặc áo đen khuôn mặt kiên nghị hồng đeo hoành đao vác một cây dù đen còn một vị khuôn mặt tuấn mỹ mặc dù nhìn rất tường hòa nhưng ẩn ẩn khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng viện trưởng an khánh thư viện khom người nói cung nghênh thập nhị tiên sinh hạo nhiên thư viện những người còn lại vội vàng xoay người nói cung nghênh thập nhị tiên sinh hạo nhiên thư viện nữ tử mỉm cười từ trong biển châu bay xuống mở miệng thanh thúy nói đứng lên cả đi hai thanh niên cũng từ biển châu nhảy xuống đứng ngay sau lưng nữ tử viện trưởng an khánh thư viện đứng lên nhìn hai người trẻ tuổi phía sau nữ tử cười hỏi thập nhị tiên sinh hai vị này là nữ tử khẽ cười một tiếng nói trương viện trưởng cứ gọi ta hân duyệt đi trương viện trưởng vội vàng nói không thể không thể thập nhị tiên sinh chính là thân truyền của phu tử không thể loạn tôn ti triệu hân duyệt không thể miễn cưỡng quay đầu nhìn ra sau lưng, giới thiệu về một thanh niên tuấn tú mặc hoa phục, vị này chính là Thái tử Khánh Quốc, phụ mệnh Khánh Đế theo ta đến đây. Học tử thư viện, thành chủ và các trưởng lão ngự thú tông đều xoay người cung kính nói, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, miễn lễ. Tại Điện Hạ, tất cả đồng loạt đứng lên. Triệu Hân Duyệt lại nhìn nam tử áo đen bên cạnh, trong mắt thể hiện ý cười nói, vị này là ninh công tử ninh khuyết. Trên đường có giúp ta một lần, muốn về hạo nhiên thư viện bái sư, được ta mang theo cùng. Ninh Khuyết cầm hoành đao trong tay hơi xoay người, lộ vẻ lãnh đạm. Những người còn lại cũng cười ha ha gật đầu chào hỏi, tất nhiên thái độ không thể bằng so với thái tử. Thái tử mịt mờ nhìn Ninh Khuyết một cái, trong mắt lộ ra ý cười đắc ý, trương viện trưởng chia tay ra, cung kính nói, thập nhị tiên sinh, chúng ta vào trong thư viện nghỉ ngơi trước đã. Triệu Hân Duyệt nhẹ giọng nói, đợi một chút, vẫn còn người, còn có ai. Trong mắt mọi người hiện lên một tia nghi hoặc, đến rồi, Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn về đông phương. Tất cả mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ trong tầng mây sông ra, nhanh chóng lao xuống với như đại bằng. Lúc đến gần mặt đất mới giảm tốc độ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, là một lão thái giám và một lão cung nữ. Thái tử mỉm cười nói, Hồng Công Công, Đinh Cung lệnh. Lão thái giám không người cung kính nói ra, thái tử điện hạ, lão nô đến chậm. Thái tử cười ha ha nói, không muộn, vừa đúng lúc. Hai vị này là, viện trưởng hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn bọn hắn, tu vi dường như rất cao. Thái tử cười nói, bọn hắn được phụ hoàng phái tới bảo hộ thập nhị tiên sinh. Hồng Công Công là trưởng ấn thái giám bên người phụ hoàng. Đinh cung lệnh là cung lệnh nữ quan bên người hoàng tổ mẫu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương viện trưởng chắp tay cười ha ha nói, hân hạnh được gặp hai vị cung nội đại nhân. Hồng Công Công khom người nhàn nhạt nói, không dám nhận danh xưng đại nhân. Chỉ là một lão thái giám mà thôi, trương viện trưởng chia tay ra vội vàng nói chư vị mời vào bên trong triệu hân duyệt duỗi tay ra chiếc thuyền từ dưới đất bay lên cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành một bích ngọc tiểu chu rơi vào trong tay ngọc sau đó bích ngọc tiểu chu biến mất không thấy gì nữa nàng ta cất bước đi vào thành nội tiến vào trong thành thành chủ vội vàng sắp xếp người chuẩn bị yến hội bên trong đại sảnh thư viện đã bày sẵn yến tịch thành chủ viện trưởng thái tử bạch vũ trần ninh khuyết đại trưởng lão ngự thú tông còn có triệu hân duyệt phân chủ thứ an tọa Trương viện trưởng tươi cười nhìn Triệu Hân Duyệt nói, thập nhị tiên sinh, phải chăng trên đường đã xảy ra chuyện gì? Theo lý ngài nên đến từ hai tháng trước. Triệu Hân Duyệt hơi cao mày, nói, trên đường gặp phải cao thủ ma tộc, dây dưa không ngớt. Thái tử nghi ngờ hỏi, ma tộc là cái gì? Trương viện trưởng giải thích, bẩm điện hạ, ở bắc cực chi địa có một biển chết, trong biển chết có một đám điêm sinh sống, vọng tưởng trường sinh bất tử, bọn hắn cướp đoạt vạn vật tạo hóa thiên địa dùng cho mình, tự xưng bất hủ tộc, bên ngoài còn gọi bọn hắn là ma tộc. Ta từng nghe nói qua lúc cầu học ở Hạo Nhiên thư viện, nhưng chưa từng thấy qua ma tộc." Bạch Vũ Trần vội vàng hỏi, "Sư tỷ, ngài không bị thương chứ?" "Không có." Nàng ta tươi cười nhìn về phía Ninh Khuyết nói, "Nhờ có Ninh công tử kịp thời xuất thủ tương trợ, mới khiến ta tổn thương ngược lại hắn." Bạch Vũ Trần đứng lên cung kính thi lễ, nghiêm túc nói, "Đa tạ Ninh công tử." Ninh Khuyết vội vàng đứng lên đáp lễ, "Là tu vi của thập nhị tiên sinh tuyệt luân, ta cũng không giúp được gì." Bạch Vũ Trần tươi cười nói, nếu sau này Ninh Công Tử có yêu cầu gì, cứ việc nói cùng ta, trong khả năng quyết không chậm trễ. Ninh Khuyết cười nói, tốt. Thập nhị tiên sinh đã đồng ý giúp ta vào hạo nhiên thư viện, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn. Bạch Vũ Trần cười ha ha nói, không dám, không dám. Chỉ cần truyền ra chuyện ngươi đã giúp thập nhị sư tỷ, ngươi có thể tung hoành khắp hạo nhiên thư viện này. Triệu Hân duyệt hừ một tiếng, hờn dỗi nói, chính ta còn không được tung hoành đây trong phòng vang lên một trận cười ha ha thoải mái. Mời ngồi, mời ngồi. Bạch Vũ Trần cười chia tay ra, hai người lại ngồi xuống. Triệu Hân Duyệt nhìn Trương Viện trưởng hỏi, ta chậm trễ hai tháng, phong ấn vẫn nguyên vẹn chứ? Phong ấn bình thường không xảy ra vấn đề gì. Trong lòng Triệu Hân Duyệt thả lòng. Cười nói, vậy là tốt rồi, ngày mai ta sẽ xem xét một phen, làm phiền viện trưởng chuẩn bị nhân thủ. Trương viện trưởng vuốt dâu, cười nói, nhân thủ đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, trong thư viện có không ít học tử luyện khí thành công, đủ dùng. Vậy hai ngày sau ta sẽ đi ra cố phong ấn, sau đó liền trở về. Viện trưởng cười ha ha nói, không vội, không vội. Học tử thư viện nghe nói thập nhị tiên sinh đến, mỗi người đều rất hưng phấn. Nếu thập nhị tiên sinh rảnh rỗi không ngại lên lớp cho bọn hắn vài khóa chứ. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười nói, cũng được. Trương viện trưởng vội vàng đứng lên, bưng chén rượu cúi đầu thật sâu với Triệu Hân Duyệt, vui mừng nói, Vậy lão hủ này thay mặt những học tử kia tạ ơn thập nhị tiên sinh. Trạng vạng tối, trong viện tam thanh quan, thạch hạo đang vung một thanh tụ chân tam tiên lưỡng nhận đao dài một thước, lưỡi đao đâm qua không khí, phát ra âm thanh xé rách bén nhọn, chân dẫm lên mặt đất một cái, bịch một tiếng cả người đằng không bay lên, giống như chim ưng bác kích trời cao, mũi đao lóe ra hàn quang từ không trung giáng xuống, keng một tiếng đóng vào hòn đá trên mặt đất, quỳ một chân trên đất bụi bay tung tóe, bị sặc liên tục ho khan trước đại điện tam thanh quan lý bình an chắp hai tay sau lưng đứng lên sau lưng là bạch vân đạo trưởng cung kính theo sau lý bình an cười nói bạch vân ngươi thấy tiểu thạch đầu thế nào bạch vân cười khổ nói ta vẫn tưởng ta là thiên tài mấy ngày nay đã hoàn toàn bị đả kích hắn tiến bộ quá nhanh mặc dù cảnh giới đạo môn khác với ngoại giới nhưng hẳn cũng có tu vi nhất giai trung kỳ lúc này mới ngắn ngủi hơn tháng thôi dù có sự tương trợ của đan dược thì cũng quá kinh người hắn hâm mộ nhìn Thạch Hạo đang vô cùng vui sướng bên dưới nói, quán chủ, ngài dạy hắn công pháp gì vậy? Lý Bình An có chút đố kỵ nói, thần công của đạo môn ta, cửu chuyển huyền công. Thạch Hạo chạy chậm đến trước mặt Lý Bình An, cầm tam tiên lưỡng nhận đao cười hì hì nói, sư phụ, ta luyện thế nào? Lý Bình An ho khan một cái, nhàn nhạt nói, hết sức bình thường, còn kém xa vi sư. Trên mặt Thạch Hạo đầy chờ mong nói, sư phụ, ta có thể về thăm nhà được chứ, Lý Bình An hơi sững sờ, nói, ngươi muốn về thạch thôn. Thạch hạo liên tục gật đầu, hưng phấn nói, hiện tại ta đã học được kỹ năng, ta muốn về nói với thôn trưởng ra ra một tiếng. Lý Bình An trầm mặc mấy giây, mới lộ vẻ tươi cười nói, cũng được, coi như giúp ngươi cọ sát tu luyện. Sư phụ tuyệt quá, thạch hạo hưng phấn nhảy dựng lên. Đến giờ cơm tối, Thạch Hạo ngồi trong đại sảnh, gương mặt tràn đầy hưng phấn. "Sư tỷ, cho tỷ này." thạch hạo đứng lên gắp một cái đùi gà đặt vào chén thanh tuyết tiểu sư tỷ còn miếng này cho tỷ lại gắp một miếng thịt cho vào chén thanh vũ thanh tuyết cười nói cảm ơn tiểu sư đệ thanh vũ hoài nghi nhìn thạch hạo nói có chuyện tốt gì sao sao người lại cao hứng như vậy thạch hạo gãi đầu cười ha ha sư phụ nói ta có thể trở về thăm thạch thôn một chút bỗng nhiên thanh vũ quay đầu nhìn về phía lý bình an cả gương mặt đầy vẻ lấy lòng nũng nịu cười sư phụ ta cũng muốn đi lý bình an chậm rãi ăn đồ ăn trong chén nói bên trong dãy núi rất nguy hiểm thanh vũ lắc đầu mong chờ nhìn lý bình an ta không sợ nguy hiểm ta rất lợi hại rồi lý bình an lộ ra nét cười vậy ngươi hỏi thạch hạo xem có đồng ý hay không dù sao đó cũng là nhà hắn thạch hạo hào phóng nói được thanh vũ nắm chặt tay hưng phấn la lên quá tốt rồi thanh tuyết cũng nhìn qua lý bình an ý đồ không tốt nói sư phụ ta cũng muốn đi lý bình an tùy ý nói đi thôi tất cả đều đi. Thanh Tuyết cao hứng kêu lên, "Tạ ơn sư phụ." Ban đêm, trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, thái tử ngồi ở hậu hoa viên, một trái một phải đứng sau lưng là lão thái giám, lão cung nữ. Đại trưởng lão ngự thú tông tất cung tất kính đứng trước mặt thái tử. Thái tử híp mắt nói, "Tại sao phong tông chủ không đến?" Hắn không để thái tử ta đây vào mắt, chẳng lẽ mặt mũi Hạo Nhiên thư viện cũng không cho sao? Đại trưởng lão vội vàng nói, "Không dám, thực sự là tông chủ bị trọng thương." phải ở trong tông trị thương, không thể di chuyển. À, Thái tử nhíu mày, nói: "Phong tông chủ tu vi trên tứ giai, còn có ba con khế ước thú tứ giai thủ hộ, ở Khánh quốc ai có thể tổn thương hắn?" Hồng Công công, Đinh cung lệnh vô thức ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão Ngự thú tông. Đại trưởng lão cười khổ nói: "Bên trong Thương Man sơn mạch không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một tòa Tam Thanh Quan, quán chủ Tam Thanh Quan tu vi cao minh, cùng tông chủ tranh đấu một phen, cuối cùng tông chủ bị trọng thương." thái tử gõ tay lên mặt bàn cộc cộc, ngưng trọng nói, thật sao? Đại trưởng lão không người cung kính, không dám có chút gian dối. Các ngươi thấy thế nào? Hồng Công Công không người cung kính nói, lão nô chưa từng nghe nói đến tam thanh quan. Đinh cung lệnh khàn khàn nói, chưa từng nghe nói qua. Thái tử hít mắt nghĩ một hồi, nói, mà thôi, chuyện này tạm thời bỏ qua, người có thể đánh bại cao thủ như phong tông chủ, không thể khinh động. Ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, bổn cung dự định làm một cây bút đưa cho thập nhị tiên sinh nghe nói bên trong thương mang sơn mạch có nhiều tinh quái còn phải nhờ đại trưởng lão ngày mai đi theo giúp ta một chuyến đại trưởng lão trần trở nói thương mang sơn mạch nguy hiểm trùng trùng thái tử điện hạ ngài chính là thân thể vạn thừa sao có thể tùy tiện mạo hiểm thái tử cười ha hà không sao có hồng công công cùng đinh cung lệnh ở đây nhất định có thể đảm bảo sự an toàn của bổn cung các người nói có đúng không hồng công công hơi xoay người Mặt không biểu tình, thái tử điện hạ cứ việc yên tâm. Đinh cung lệnh cũng xoay người nói, nô tỳ nhất định toàn lực bảo hộ điện hạ. Đêm khuya, một gian phòng bên trong khôn viện, phù đăng đã sớm tắt, Thanh Vũ nằm trên giường trằn trọc. Thanh Tuyết hỏi, "Tiểu Vũ, sao ngươi còn chưa ngủ?" Thanh Vũ quay người nhìn Thanh Tuyết, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, tiểu sư đệ có thể trở về nhà, vậy chúng ta khi nào mới đi tìm cha mẹ?" Thân thể Thanh Tuyết cứng đờ, đưa tay ôm lấy Thanh Vũ, nhẹ giọng nói, "Tiểu Vũ, Mãng Sơn đại thúc nói rồi, bọn họ không cần chúng ta. Hu hu hu. Thanh Vũ thấp giọng khóc quả lên, nức nở. Ta nhớ cha mẹ. Hốc mắt Thanh Tuyết cũng ngất át, vỗ nhẹ Thanh Vũ, hai người chìm vào trong bóng đêm, ở một nơi khác, trong gian phòng cạnh đại sảnh hậu viện, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên giường, nắm trong tay một viên ngọc phù chậm rãi phát sáng, linh hồn đắm chìm vào bên trong ngọc phù ghi lại thuộc sơn chiến kỷ. Huyết hải ngập trời, phi kiếm tung hoành, tiên ma giao chiến, tiếng hô chém giết vang trời. Linh khí giữa thiên địa đều bị quấy phá hỗn loạn đến không chịu nổi, từng tòa sơn phong sụp đổ tựa như tai kiếp diệt thế. Lý Bình An ngồi xổm trong một góc tường còn sót lại của đại điện trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rốt cuộc kết thúc rồi sao? Bầu trời huyết hải vô biên đã biến mất, hơn ngàn kiếm tiên cũng chết gần hết, chỉ còn lại mười mấy người, Bạch Mi chân nhân tay cầm một chiếc gương, chán phóng ra hoàng quang, gắt gao giữ chặt một vệt máu cố định giữa không trung. Vệt máu biến hóa thành một mặt người giận dữ mở miệng bạch mi người không giết ta được đâu ta sẽ còn trở lại bạch mi nổi giận gầm lên một tiếng chết hoàng quang từ tấm gương trong tay lập tức đại phóng bạch mi âm thanh thê lương vang lên cuối cùng một tia huyết sắc dưới ánh sáng của tấm gương hóa thành hư vô tia nắng từ bầu trời chiếu xuống dọi vào đỉnh núi thục sơn khiến toàn bộ thục sơn giống như được rát một tầng ánh vàng lý bình an chậm rãi đứng lên trong lòng một trận nhẹ nhõm thật không dễ dàng chết bao nhiêu lần mới tích lũy được kinh nghiệm chịu qua trận đại chiến này thật sự là quá không dễ dàng ý thức hơi chuyển động linh hồn chi lực nháy mắt rút ra từ trong thục sơn chiến kỷ trở lại hiện thực tinh chúc mừng túc chủ qua ải thục sơn chiến kỷ ban thưởng cơ hội sử dụng tử thanh song kiếm một lần đánh giá hạng đinh thật hy vọng có cấp xếp hạng thấp hơn lý bình an sắc mặt tối đen cấp xếp hạng thấp hơn ngay cả hạng đinh cũng không thỏa mãn được ngươi đúng không lúc trước ngươi cũng không nói qua cửa có ban thưởng nếu như nhắc nhở ta sớm một chút, bổn quán chủ khẳng định biểu hiện anh dũng hơn tí, thể hiện uy danh của Tam thanh quan ta. Lý Bình An lại nhìn qua chỗ ban thưởng, con mắt lập tức sáng lên, Tử Thanh Song kiếm, đó chính là tiên kiếm trong truyền thuyết, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần, trong lòng thầm niệm, lấy vật thưởng, tinh. Có phải xác định sử dụng Tử Thanh Song kiếm? Mời chỉ định kiếm thể. Con mắt Lý Bình An đột nhiên trợn tròn, vội vàng kêu lên, "Không, không có, ta không định sử dụng Tử Thanh Song kiếm." Tin tức sử dụng trong đầu biến mất, lúc này mới thở phào một hơi, nói thầm, cầm lên lấy là sử dụng luôn, đây là quy định của ai? Ta còn muốn quan sát nó kỹ lưỡng mà. Lý Bình An tiếc nuối thở dài một hơi, ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục tu luyện, Thức Hải Hóa Tinh Không, một thân ảnh hư ảo to lớn đang xếp bằng bên trong tinh không, quan tưởng pháp tướng đã ngưng tụ một ít thành thực thể, không còn lung lay muốn tan biến như lúc trước nữa. Rạng sáng, mặt trời còn chưa mọc, bên trong Tam Thanh Quan đã vang lên tiếng tụng kinh sáng sủa xen lẫn trong đó là thanh âm của trẻ thơ. Khóa sớm kết thúc, ăn điểm tâm xong, ba đứa nhỏ đứng ở trước cửa chuẩn bị rời đi. Thạch hạo vác tam tiền lưỡng nhận đao, đeo thêm một cái túi nhỏ. Thanh tuyết, thanh vũ mỗi người mang một thanh tiểu kiếm, túi nhỏ treo bên hông. Thạch hạo không kịp chờ đợi, hưng phấn nói, sư phụ, chúng ta đi nha. Thanh vũ bĩu môi, không nỡ, sư phụ, ta sẽ nhớ ngươi. Lý Bình An tùy ý khoát tay áo, không vui nói, đi đi, đi đi để cho ta được thanh nhàn mấy hôm dạ ba người vui vẻ kêu một tiếng quay người chạy ra bên ngoài lý bình an sững sờ lắc đầu buồn cười nói đứa nào nói không nỡ vậy nữ hài tử quả nhiên là sinh vật nói xạo trời sinh bạch vân cười đi tới quán chủ ta theo sau trông chừng chúng lý bình an do dự một chút nhẹ gật đầu cũng được bọn chúng không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đừng xuất hiện vâng bạch vân đi ra ngoài thân ảnh lơ lửng biến mất trong rừng sâu trên đường xuống núi ba đứa nhỏ vui sướng như ba con thú nhỏ vừa ra khỏi lồng thanh vũ nhảy nhảy nhót nhót hiếu kỳ hỏi tiểu sư đệ bên trong túi ngươi đựng cái gì vậy thạch hạo cười ha ha nói đựng đồ nấu ăn với đồ ăn trên đường của chúng ta thanh vũ sờ lên bụng của mình đắc ý bên trong bụng ta có một cỗ khí cỗ khí này có thể giúp ta mấy ngày không ăn cơm vẫn được thạch hạo quay đầu nói ta cũng có nhưng ta vẫn thích ăn cơm hơn ba đứa nhỏ chạy xuống núi Dựa theo phương hướng Lý Bình An cung cấp, một đường đi thẳng theo hướng Bắc, sư phụ từng nói thạch thôn cách 50 dặm về phương Bắc. Ba người bước chân nhanh nhẹn, cười cười nói nói, trên đường hoa thơm cỏ xanh, cây cối xinh đẹp vô cùng, chim sẻ díu ra díu rít hót bài tự do. Không lâu sau đó, nhóm ba người họ đi đến một dòng suối nhỏ, bên cạnh cỏ dại rậm rạp, cây cối um tùm. Thanh Vũ chỉ vào một nơi um tùm phía trước, thấp giọng kinh hô một tiếng, "Tỷ, có con mèo to." Thanh Tuyết Thạch Hạo đều nhìn về phía Thanh Vũ chỉ, thấy một con mãnh hổ sặc sỡ đang núp sau cây uống nước, da lông sau cây như ẩn như hiện. Thạch Hạo lập tức sáng mắt lên, hưng phấn nói, "Là con hổ." Quát to một tiếng, "Đừng chạy." Lập tức phóng về phía con hổ. Thanh Tuyết kinh hoàng kêu lên, "Tiểu Thạch Đầu, trở về đây." Thạch Hạo mặc kệ không quan tâm, hào hứng chạy về phía trước. Bên dòng suối, hổ lớn giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt mặt ngu ra, chỉ thấy một con khỉ hai chân nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía mình vô thức nhìn quanh bốn phía, không có khỉ cái. Lập tức dùng đầu lưỡi ướt sũng liếm mép một cái, ánh mắt lóe lên một tia hung tàn, eo trùng xuống, bật ra từ bên trong rừng cây, móng vuốt sắc bén xẹt ra hai đường cắt trên mặt đất, nhào về phía thạch hạo. Thoáng cái khoảng cách giữa hai bên đã gần trong găng tấc. Thanh tuyết, thanh vũ vô thức phát ra tiếng kinh hô, trong thế giới quan của các nàng, mèo to đáng sợ vô cùng, ngay cả lão thợ săn trong làng cũng không dám đối mặt mãnh hổ bỗng nhiên vồ về phía thạch hạo chân thạch hạo dùng sức đạp mạnh trên đất bịch một tiếng núi đá nổ ra thành một cái hố nhỏ cả người giống như tiểu hung thú bay đến nghênh đón mãnh hổ đùng một tiếng thạch hạo một đấm đánh vào trên đầu mãnh hổ mãnh hổ chớp mắt ngã thẳng từ trên không chung bột một tiếng rớt xuống đất lăn hai vòng thạch hạo lăng không nhào một cái đáp đất cười hì hì đánh giá mãnh hổ liếm môi một cái thanh tuyết thanh vũ từ đằng xa chạy đến Thanh Tuyết oán trách nói, "Tiểu thạch đầu, ngươi quá lỗ mãng." Cúi đầu nhìn cái chân hổ to lớn, e ngại lui về sau hai bước, lòng còn sợ hãi, con mèo to này rất nguy hiểm, sẽ ăn thịt người đấy. Thạch Hạo gãi đầu một cái, cười hì hì, "Sư tỷ, ta cũng lợi hại mà." Thân thể to lớn nằm sấp trên đất của mãnh hổ run lên, mê mang mở mắt, "Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm cái gì?" Thanh Vũ từ trong túi lấy ra một tấm kim phù ngồi xổm xuống dán lên chán hổ, trên kim phủ hiện lên một vệt kim quang, lập tức dính chặt, gió thổi cũng không rớt. Thanh Vũ vỗ vỗ đầu con hổ, cười nói, mèo to, mèo to, ngoan ngoãn không được động đậy nha. Lão hổ mặt ngu ra, ta ngược lại còn muốn động, nhưng thân thể không động được. Thanh Vũ phủi tay đứng lên, đắc ý nói, được rồi, đây là định thân phủ do ta vẽ ra, nó trốn không thoát đâu. Nghi ngờ nhìn về phía thạch hạo, hỏi, tiểu thạch đầu, người bắt con mèo to này làm gì? chúng ta vừa mới ăn điểm tâm xong mà. Thạch hạo lấy túi nhỏ đang vác trên lưng xuống, mở ra lấy tất cả nồi niêu chén bát, gia vị các thứ. Thanh vũ kinh ngạc kêu lên, ngươi muốn ăn nó thật à? Lão hổ to lớn trong lòng run lên, trong đầu hiện lên bóng dáng một con hổ con gào khóc đòi ăn. Nội tâm dâng lên cảm xúc bi thương, tiểu mỹ mỹ, mụ mụ không trở về được, ngươi phải cố gắng kiên cường lên. Thạch hạo mang theo ý đồ cười cười, cầm lấy một cái bát đi đến trước người lão hổ ngồi xuống tay mò mò tim tỏi dưới phần bụng lão hổ thoáng chốc chừng mắt mặt ngu ra mắt thạch hạo sáng lên đem bát đến gần dòng sữa trắng ngoãn chảy ra rất nhanh đã đầy bát thạch hạo đứng dậy bước nhanh đến canh thanh tuyết đem bát đưa cho thanh tuyết mong chờ nói sư tỷ uống không uống ngon lắm thanh tuyết lùi lại một bước lắc đầu ta không uống thanh vũ kinh ngạc kêu lên người uống sữa hổ thạch hạo hơi đỏ mặt cứng đầu nói sư phụ nói rồi uống sữa thú tốt cho chúng ta Thanh Vũ nghi hoặc nói, nhưng mà chúng ta đều lớn hết rồi. Thạch Hạo đem bát đưa cho Thanh Vũ, người uống không? Thanh Vũ lắc đầu liên tục. Thạch Hạo nói thầm, mấy người không uống, ta uống. Nhìn chén sữa thú, nước miếng ứa ra, bưng bát uống ưng ực, sữa thú thơm ngào ngạt, một hơi cạn sạch, đầu lưỡi liếm ít sữa còn đọng lại nơi khóe miệng, ánh mắt lần nữa nhìn đến lão hổ nằm dưới đất. Lão hổ mang vẻ mặt cuộc đời không còn gì luyến tiếc nằm dạp trên đất, Thạch Hạo lần nữa chui vào dưới bụng lão hổ mà bận bịu, không lâu sau đó, Thạch Hạo đứng lên ở một cái, mùi sữa lan tràn, hạnh phúc nói, uống ngon thật. Thanh Vũ hơi động lòng, nói, uống ngon thật sao? Thạch Hạo sáng mắt lên, vội vàng nói, sư tỷ, ngươi có muốn nếm thử hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt lão hổ lóe lên một tia tuyệt vọng, sắp bị ép khô rồi. Thanh Vũ suy nghĩ một lúc, lắc đầu, ta là đại cô nương, không thể uống sữa. Thạch Hạo tiếc nuối nói thầm, uống ngon thật mà xoay người bóc định thân phủ trên đầu lão hổ ra. Lão hổ lập tức đứng dậy, quay đầu chạy về nơi xa. Thạch hạo vẫy tay kêu lên, cẩn thận một chút, chúng ta lần sau gặp lại. Dưới chân lão hổ lào đảo một cái, gầm nhẹ phát ra âm thanh bi phẫn, nhanh chóng chui vào rừng cây, dọn nhà, lập tức dọn nhà. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh tuyết dẫn đầu tiếp tục đi theo hướng bắc. Thạch hạo, thanh vũ vội vàng đuổi theo. Thạch hạo uống sữa thú xong tinh lực 10 phần, dẫn đầu chạy lên phía trước, tam tiên lưỡng nhận đao tung bay vượt trông gai mở đường gặp rắn chém rắn gặp chuột đuổi chuột rất có khí thế sơn đại vương hoành hành bá đạo ở nơi khác một gian phòng bên trong phủ thành chủ thái tử giang tay đứng thẳng mấy người thị nữ bận rộn chỉnh lý quần áo trải vuốt tóc tai cho hắn hồng công công đinh cung lệnh đứng tại ngoài cửa phòng thành chủ từ bên ngoài bước nhanh đến quỳ trên mặt đất cúi đầu thái tử điện hạ thái tử ôn tồn lễ độ hỏi thập nhị tiên sinh đang ở đâu thành chủ vội vàng trả lời thập nhị tiên sinh đi đến chỗ sâu trong thương mang sơn mạch, xem xét phong ấn rồi. Thái tử khẽ gật đầu, nói, có biết khi nào về không? Thành chủ do dự một chút, lắc đầu nói, chuyện này vi thần không biết, nhưng chắc hẳn sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Thái tử trầm ngâm một lát, hỏi, Ninh Khuyết kia đang làm gì? Thành chủ vội vàng trả lời, Ninh Khuyết tại thư viện giật dây học sinh vừa mới quen biết Bạch Vũ Trần, hình như hẹn nhau cùng đi thương man sơn mạch lịch luyện. Thái tử ngừng đầu nhìn về phía thành chủ, hai tay buông xuống, Tất cả thị nữ vội vàng cung kính lui sang bên cạnh. Khi nào đi? Thành chủ do dự một chút mới nói, hiện tại. Thái tử thầm nói, chắc là hắn nhận được tin tức từ chỗ thập nhị tiên sinh. ngẩng đầu nói, đi đến thư viện. Nhanh chân đi ra ngoài. Vâng. Thành chủ vội vàng theo sau. Hồng công công, đinh cung lệnh cũng yên lặng đuổi theo. Thái tử vừa. Đi ra ngoài vừa nói, làm phiền thành chủ gọi đại trưởng lão ngự thú tông đến. Thành chủ cúi đầu nói, vâng ra khỏi phủ thành chủ thành chủ lập tức nện bước chạy sang một hướng khác trước cửa thư viện một đám thư sinh cười cười nói nói đi ra bầu không khí vui vẻ hòa thuận bất ngờ là ninh khuyết cũng ở trong đó một thư sinh tay cầm quạt xếp nhìn về phía ninh khuyết cười nói nghe nói ninh huynh đệ ở cùng một chỗ với thập nhị tiên sinh không biết huynh cùng thập nhị tiên sinh có quan hệ thế nào ninh khuyết tùy ý trả lời không có quan hệ gì chỉ là trùng hợp chạm mặt thôi thư sinh tay cầm quạt xếp ha ha nói ninh huynh đệ nói đùa thập nhị tiên sinh chính là đệ tử thân truyền của phu tử đó là nhân vật cỡ nào nếu trùng hợp chạm mặt sao lại có tư cách ở trên phi thuyền của thập nhị tiên sinh người bên cạnh cũng nhao nhao cười nói đúng vậy đúng ninh huynh đệ mau nói đi ngươi có phải là thân thích của thập nhị tiên sinh không chẳng lẽ ninh huynh đệ cũng là đệ tử thư viện sao ha 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 ninh huynh đệ có thể ở cùng chỗ với thập nhị tiên sinh dù cho không phải đệ tử thư viện thì cũng là thiên tri kiêu tử nha đệ tử thư viện nhao nhao trêu ghẹo trong giọng nói không thiếu ý lấy lòng ninh khuyết cũng chỉ cười cười tùy ý đáp lời không ngại thì để bổn cung nói cho các ngươi biết đi thái tử mang theo hồng công công đinh cung lệnh từ bên cạnh đi đến tất cả học sinh vội vàng cung kính thi lễ bái kiến thái tử điện hạ chỉ có ninh khuyết đeo dù đen đứng yên tại chỗ lộ ra tựa như hạc giữa bầy gà thái tử cười với ninh khuyết ninh huynh đệ có thể để bản vương giới thiệu công tích vĩ đại của ngươi một chút không Ninh quyết nhìn Thái tử, lãnh đạm nói, tùy ý. Thái tử nhìn về phía chúng học sinh, nói, đều đứng lên đi. Tạ Thái tử điện hạ, chúng học sinh đứng lên. Thái tử vẻ mặt tươi cười, nói, Ninh công tử chính là Đông Châu thiếu niên anh hùng, xuất thân trong quân ngũ, nhiều lần lập công huân. Trên đường thập nhị tiên sinh đến đây, Ninh công tử đã từng giúp thập nhị tiên sinh một vấn đề nhỏ, đồng thời nhờ thập nhị tiên sinh dẫn hắn đi hạo nhiên thư viện bái sư. Thập nhị tiên sinh nhất thời mềm lòng liền đáp ứng lúc này mới vòng vo đi vào khánh quốc chúng ta tất cả học sinh đều hâm mộ nhìn ninh khuyết có thể bái nhập hạo nhiên thư viện đó chính là mộng tưởng của mỗi một học sinh về sau tất nhiên có thể trở thành một đời đại năng ánh mắt càng thêm nóng như lửa thái tử nhìn về phía ninh khuyết cười nói ta nói không sai chứ không sai thái tử lại tiếc nuối nói thật đáng tiếc theo như lời thập nhị tiên sinh ninh tiên sinh chính là trời sinh phế thể tu luyện khó khăn chỉ sợ khảo hạch nhập môn cũng không qua được cái gì Trời sinh phế thể. Trời sinh phế thể thì còn tu luyện thế nào? Cái này thì khác gì không vào được hạo nhiên thư viện. Cả đám đệ tử nhao nhao nghị luận, ánh mắt nhìn ninh khuyết từ lửa nhiệt nịnh hót, dần dần biến thành cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí có người còn mang theo tia xem thường trong mắt. Ninh khuyết đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất không có nghe được âm thanh nghị luận xung quanh, chỉ là nắm đoàn đao bên hông siết chặt. Thái tử mỉm cười, ánh mắt lóe lên, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, các ngươi không ở thư viện học, đến đây làm cái gì? học sinh cầm quạt xếp vội vàng tiến lên cung kính nói hồi thái tử điện hạ ninh khuyết muốn vào trong thương man sơn mạch lịch luyện chúng ta phụng mệnh bạch sư huynh đi chung cũng phải chiếu ứng nhau thái tử cười nhạt nói bổn cung cũng dự định vào thương man sơn mạch lịch luyện không ngại thì đi chung đi cầu còn không được được đồng hành với thái tử điện hạ là phúc khí của chúng ta có thái tử điện hạ ở đây sự an nguy của chúng ta được bảo đảm rồi chúng học sinh nhao nhao cười nói thái tử giơ tay lên tất cả thanh âm lập tức yên ắng Thái tử nói, thương man sơn mạch quá nguy hiểm, bổn cung cố ý mời đại trưởng lão ngự thú tông đến dẫn đội. Thư sinh tay cầm quạt xếp vội vàng cười nói, vẫn là thái tử điện hạ suy nghĩ chu toàn, có đại trưởng lão ngự thú tông ở đây, có thể càn quét thương man sơn mạch, thiên tài địa bảo trong đó tùy ý lấy về, đây chính là cơ duyên thái tử điện hạ cho chúng ta. Chúng ta cảm kích vô cùng. Đa tạ thái tử điện hạ. Đa tạ thái tử điện hạ. Đang lúc nói chuyện, một thân ảnh vận áo bào xám lướt đến từ không trung, đáp xuống chỗ thái tử ngoài trăm thước, cung kính chạy chậm đến, ngự thú tông bạch tử ông, nghe theo thái tử điện hạ sai bảo. Thái tử nhấc tay, cười nói, đại trưởng lão không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Tạ thái tử điện hạ, bạch tử ông đứng dậy, tùy ý lướt qua đám học sinh, lướt đến chỗ ninh khuyết bỗng hơi khựng lại. Trên mặt thái tử lộ ý cười, đại trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi thương mang sơn mạch một chuyến. Đại trưởng lão cung kính nói, vâng. Một đám người vây quanh thái tử, cười cười nói nói đi ra ngoài bỏ Ninh Khuyết ở sau lưng. Thái tử quay đầu nhìn Ninh Khuyết, trong mắt mang theo ý cười chế nhạo, Ninh huynh đệ, không đi chung sao. Bên trong dãy núi có nhiều hung thú, người chưa từng tu luyện, tiến vào chỉ sợ không được an toàn. Các thư sinh khác cũng cười ha hả nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tùy ý chắp tay nói, đa tạ thái tử điện hạ. Yên tâm thoải mái đi theo, vẻ mặt lạnh nhạt. Thái tử hơi sững sờ, khóe miệng co giật hai cái, loại người ra mặt dày này là khó đối phó nhất. Thời gian trôi qua được hai ba ngày, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo vẫn còn vui chơi trong núi rừng. Ban đầu Thanh Tuyết còn duy trì dáng vẻ thận trọng, nhưng khi bọn hắn phát hiện hung thú không phải đối thủ của bọn hắn, ba đứa nhỏ triệt để hoang dã, truy sói đuổi báo, bay lượn với chim, chặn đường cướp sữa, đánh giết hung thú làm đồ nướng. Bất chi bất giác lượn quanh một đoạn đường dài, trên đường đi hoàn toàn thả lòng bản thân, mặt trời ngả về tây, dưới bóng đại thụ che chắn, bên trong rừng rậm dần trở nên mờ tối. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo mỗi người gặm một một xiên thịt nướng đi trong sơn lâm. Khác với các nàng một chỗ, Thạch Hạo có nhiều thêm một bát sữa thú, một miếng thịt nướng một ngụm sữa thú, vẻ mặt thích ý đến say mê. Thanh Vũ nói thầm, tiểu thạch đầu, nhà của ngươi rốt cuộc ở đâu vậy? Ngươi không lạc đường chứ? Thạch Hạo quay đầu nhìn Thanh Vũ, mờ mịt nói, ta không biết, ta đi theo các người mà. Thanh Tuyết, Thanh Vũ dậm chân xuống, đứng tại chỗ. Thanh Vũ giận dữ nói, sao chúng ta biết nhà ngươi được? Chúng ta theo chân ngươi mà, Thạch Hạo cười ngượng ngùng hai tiếng, ta cũng không biết. Thanh Vũ rên một tiếng, xong đời, chúng ta lạc đường rồi. Thạch Hạo ho khan một cái, không tự tin nói, chắc là không đâu, chúng ta cứ đi theo phương hướng mà sư phụ chỉ, nói không chừng ở ngay phía trước. Ba người đứng giữa sơn lâm, trong lòng âm thầm run lên, chốn núi rừng u ám bịt kín trong lòng họ một tầng bóng ma. Thanh Vũ nhỏ giọng nói, hay là chúng ta quay về đi. Thạch Hạo liên tục lắc đầu, kiên quyết nói, không được chúng ta trở về với bộ dạng này sẽ bị sư phụ chế diễu, cứ đi tiếp về phía trước, nói không chừng ngay ở phía trước. Ừm. Thanh tuyết gật đầu ừ một tiếng, ba người ở trong sơn lâm vận pháp lực, đề khí nhảy lên, giống như từng con chim ưng lướt qua ngọn cây. Ở góc tối, Bạch Vân tán thưởng, đạo môn không hổ là tông môn viễn cổ, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã bồi dưỡng được ba người đạt tới nhất giai, cho dù có dược vật góp sức, cũng cho thấy công pháp đạo môn bất phàm, đặc biệt là tiểu thạch đầu kia, mỗi ngày đối chiến cùng Thanh Phong, dường như mỗi khắc đều tiến bộ, thiên phú chiến đấu, tốc độ, sức mạnh đều rất kinh người. Hiện tại khi đánh nhau, Thanh Phong muốn thủ thắng cũng phải cố hết sức. Bạch Vân quay đầu nhìn thoáng qua hướng trái phía sau, vẻ mặt xoắn suýt, rốt cuộc có nên nói cho bọn nó biết đã đi lố qua thạch thôn hay không? Sắc trời chậm rãi tối dần, những con rơi to lớn bắt đầu lướt qua bầu trời, động vật hoạt động về đêm trong rừng cũng bắt đầu ra khỏi xào huyệt, âm thanh gào thét trong từng trận chém giết dần trỗi dậy. Thanh Vũ lau mồ hôi trên trán, đứng trên ngọn cây, vẻ mặt đau khổ nói, "Tỷ tỷ, ta chạy không nổi rồi." Sắc mặt Thanh Tuyết cũng ửng hồng, há miệng thở dốc. Thạch Hạo đứng trên ngọn cây, nóng này nhìn xung quanh, Thạch thôn rốt cuộc ở đâu? Đột nhiên hai mắt sáng rực, kinh hỉ kêu lên, "Mau nhìn phía trước, có ánh lửa, nhất định là chỗ của Thạch thôn." Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng đều sáng mắt, vội vàng nhìn qua, dưới ánh mắt siêu phàm của các nàng mơ hồ nhìn thấy một đốm lửa lấp lóe trong khu rừng phía trước. Đi, Thân ảnh Thanh Tuyết lao về phía ánh lửa, chân điểm trên cành cây một phát bay xa hơn 10 trượng. Thanh Vũ Thạch Hạo cũng lập tức đuổi theo. Bên cạnh dòng suối nhỏ, Bạch Hiểu Thuần dựa vào thân Đại Bạch Trư, ngồi cạnh đống lửa nướng hai củ màu nâu đen, vừa nướng vừa nói thầm: "Ai, sắp đến mùa đông rồi, thu hoạch đồ ăn càng khó khăn hơn, rõ ràng ngươi cần phải tranh thủ thời gian cố gắng lớn lên. Hy vọng vượt qua mùa đông đặt trên vai ngươi đấy." Đại Bạch Trư im lặng liếc mắt một cái. Mùi hương từ củ tản ra, Bạch Hiểu Thuần sáng mắt. Nghiêng giá đỡ, đồ ăn nướng chín bột một tiếng rơi xuống mặt đất, nhanh tay chộp lấy. Ui, hít sâu một hơi, liên tục đảo tay. Nóng quá, nóng quá. Đại Bạch chưa lại liếc mắt một cái, nhân loại ngu xuẩn. Bạch Hiểu Thuần lấy lá cây lót trong lòng bàn tay, lần nữa cầm đồ ăn đã được nướng chín lên, cẩn thận lột vỏ, mặt mày hớn hở thổi mấy cái, miệng nhỏ bắt đầu ăn, vừa ăn vừa hít hà. Soạt một cái, ba bóng đen từ ngọn cây phía xa đáp xuống, bay đến chỗ Bạch Hiểu Thuần. Má ơi! Bạch hiểu thuần hoảng hốt thét lên, lập tức vứt đồ ăn xuống đất, xoay người một cái trốn sau lưng đại bạch chư. A, à, là một đứa nhỏ, tiểu thạch đầu ngươi có quen không? Một âm thanh trong trẻo truyền đến, một thanh âm khác đáp, ta không quen nha. A, à, là người. Bạch hiểu thuần cẩn thận ló đầu ra, nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy ba đứa nhỏ tuổi cũng tầm mình đang đứng cạnh đống lửa, trong đó có hai tiểu tỷ tỷ bộ dáng rất xinh đẹp, mà y phục của bọn họ đều không bị rách dưới, còn sạch sẽ nữa. Bạch Hiểu Thuần xoay người từ sau Đại Bạch Trư đứng lên, chân đá Đại Bạch Trư một chút, Đại Bạch Trư cũng chậm rãi đứng lên. Bạch Hiểu Thuần cưỡi lên người Đại Bạch Trư, ho khan một tiếng ngẩng đầu ướn ngực kêu, đứng đó. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi ngang qua đây, để lại tiền lộ phí. Đồ ăn để lại, quần áo cởi ra. Vỗ vỗ Đại Bạch Trư dưới thân, đắc ý nói, heo của ta lợi hại lắm đấy. Ánh mắt Đại Bạch Trư lóe lên kinh hoàng. Mặc dù không biết mấy đứa nhỏ này, nhưng loại trang phục này trông quen lắm, người giết chết chủ nhân trước chính là mặc loại quần áo này. Đại bạch chưa lập tức giả ngu thu liễm toàn bộ khí tức, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Thanh vũ sững sờ, hưng phấn kêu lên, tỷ, đây có phải là cường đạo mà Thanh phong sư muội từng nói hay không? Ta có thể được đánh hắn không? Trong lòng bạch hiểu thuần run lên, dạo này tiểu tỷ tỷ đều bạo lực như vậy sao? Vô thức kẹp chặt hông heo, dự định chạy trốn bất cứ lúc nào. Thanh tuyết nghiêm túc nói, hắn không có vũ khí, không phải cường đạo. Bạch Hiểu Thuần lúc này mới chú ý đến hai tiểu nữ hài kia đều đeo trường kiếm, tiểu nam hài kia dắt một binh khí kỳ quái bên hông, có vẻ hơi ngắn, nhưng nhìn qua cũng không phải dạng hiền lành gì. Bạch Hiểu Thuần trong lòng dao động, lập tức nhách miệng cười ngây ngô, nói đùa thôi, ta chỉ là nói đùa với mấy người thôi. Bộ dạng ta đáng yêu như vậy, sao có thể đi ăn cướp chứ? Vội vàng nói, thật ra ta là thôn dân ở làng phía trước, thôn chúng ta là thôn lớn có hơn 500 người, mấy thúc thúc trong đội đi săn đều võ dũng hơn người lại có quan hệ tốt với ta ta được bọn họ nhờ và đứng canh ở đây chờ lát nữa bọn họ đến đây thạch hạo trực tiếp hỏi ngươi biết thạch thôn không bạch hiểu thuần sững sờ nghi hoặc hỏi thạch thôn là thôn gì thạch hạo tiếc nuối nói ngươi không biết hả bạch hiểu thuần chớp mắt cười nói mặc dù ta không biết nhưng thôn trưởng của chúng ta nhất định sẽ biết mắt thạch hạo sáng lên vội vàng nói có thể đưa chúng ta đi gặp thôn trưởng của các ngươi được không bạch hiểu thuần lắc đầu nói không được trời tối rồi Thanh Vũ hỏi, vậy ngày mai có thể chứ? Có thể. Bạch Hiểu Thuần quan sát ba người thạch hạo một chút, gật đầu nói. Thanh Vũ chờ mong nói, có thể kiếm chỗ ở cho chúng ta được không? Ta mệt mỏi quá. Bạch Hiểu Thuần vỗ ngực nói, đến nhà ta đi. Nhà ta lớn lắm. Bạch Hiểu Thuần nhảy khỏi đại bạch trư, từ bên trong bụi cỏ lôi ra một cái chậu gỗ nát, từ sông múc lên nửa chậu nước, vội vàng chạy tới chỗ đống lửa. Nước sông chảy tí tách xuống đất, đến cạnh đống lửa rội nước cái ào, lập tức dội tắt đống lửa củi khô cháy khét phát ra tiếng nổ lách tách khói trắng chậm rãi bốc lên bạch hiểu thuần lại dội thêm nửa chậu sau đó ném chậu nước đi phủi tay cười nói được rồi đi theo ta nhóm người thanh tuyết đi theo bạch hiểu thuần hướng đến thôn trang dừng lại trước một căn nhà gỗ rách nát ngay tại đường ranh giới thôn bạch hiểu thuần tiện tay đẩy kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị đẩy ra ánh trăng xuyên qua cửa sổ và cửa chính dọi vào lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng rất là trống trải chỉ đặt một ít vật dụng giải rác, chỉ có một chiếc giường gỗ, trên giường đặt một bộ đệm chăn màu xám. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía Thanh Tuyết Thanh Vũ, cười hì hì nói, chỗ này của ta chỉ có một bộ đệm chăn, không thì chúng ta chịu khó chen chúc nhé. Hừ, Thanh Vũ liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần, kiêu ngạo đi vào nhà, tùy ý tìm một chỗ có ánh trăng khoanh chân ngồi xuống. Thạch Hạo cũng đi vào, tìm một góc tường, ngồi xếp bằng luyện khí. Thanh Tuyết ý đồ ghét bỏ Bạch Hiểu Thuần, cười nói, không cần, tự ngươi ngủ đi chúng ta đả tọa là được nói xong cũng đi vào bạch hiểu thuần nhớ ánh trăng tò mò nhìn ba người tĩnh tọa nói thầm kỳ lạ ngồi kiểu này dễ chịu hơn sao chớp mắt cũng học theo ngồi xếp bằng trên đất tay cố gắng kéo chân lại chung với nhau vừa ngồi một hồi liền duỗi chân ra xoa chân kêu khổ ui ra khó chịu thật đấy xoa nắn một hồi ánh mắt lần nữa nhìn đến bọn người thanh tuyết chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy khó chịu sao sáng sớm bạch hiểu thuần mơ mơ màng màng mở mắt mơ hồ nhớ đến chuyện tối hôm qua lập tức tinh thần chấn động vội vàng nhìn vào trong phòng trong phòng không còn một ai xoay người ngồi dậy tiếc nuối nói đi rồi sao là một cô nhi mặc dù người lớn trong làng cũng chiếu cố hắn nhưng những đứa nhỏ cùng tuổi đều xem thường hắn cũng không muốn chơi với hắn đã rất lâu không có trò chuyện với bạn bè bằng tuổi thật ra đêm qua khi bọn họ đến hắn rất hưng phấn đáng tiếc bọn hắn cũng đi bạch hiểu thuần lấy lại tinh thần xoay người xuống giường, muốn đi tìm đồ ăn, không ăn liền bắt đầu đói bụng. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, Bạch Hiểu Thuần vô thức dùng tay che mắt. Thanh âm hoạt bát từ bên cạnh truyền đến, người cuối cùng cũng dậy rồi. Con mắt Bạch Hiểu Thuần bỗng trợn tròn, nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy ba đứa nhỏ đang chậm rãi đánh quyền, kinh hỉ kêu lên, các người còn chưa đi. Thanh Vũ áp khí thu thế, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến nói, đương nhiên, người còn chưa mang bọn ta đi gặp thôn trưởng mà. Bạch Hiểu Thuần lập tức được mở mang tầm mắt, cười hỏi, bà nãy các ngươi đang đánh quyền sao? Đúng vậy, sư phụ chúng ta dạy đó, rất lợi hại. Thanh Vũ gật đầu đương nhiên, các ngươi có sư phụ à? Trong mắt Bạch Hiểu Thuần lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh Vũ cười hì hì nói, sư phụ chúng ta là lợi hại nhất. Thạch Hạo đi tới, hỏi, à thì, ngươi có thể đưa bọn ta đi gặp thôn trưởng được không? Bạch Hiểu Thuần gật đầu một chút, liên tục gật đầu nói, đương nhiên có thể, các ngươi đi theo ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Hiểu Thuần mang theo ba người thanh tuyết đi vào trong làng, mới vừa đi một lát liền nghe thấy âm thanh kinh hô ồn ào truyền đến. Thôn trưởng, thôn trưởng, hổ tử bị rắn cắn. Mau đưa hổ tử xuống, không được chạy. Hổ tử, hổ tử, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ? Hu hu, hổ tử ca, có tiếng kinh hô, cũng có tiếng khóc. Bạch Hiểu Thuần biến sắc, cuống quýt kêu lên, không ổn, hổ tử bị rắn cắn. Mặc dù bình thường hổ tử đối xử với hắn cũng không tốt, nhưng nói thế nào cũng là người chung một thôn. Bạch Hiểu Thuần lập tức không lo được cho ba người thạch hạo nữa, cuống quýt chạy đến phía trước. Ba người thạch hạo lết nhau, cũng bước nhanh đến. Ở cửa thôn, mấy chục người súng lại một chỗ, quay thành một vòng tròn lớn giữa đám người một người trẻ tuổi mặt không chút huyết sắc nằm trên mặt đất toàn thân hơi run rẩy quần bị xé ra trên đùi toàn bộ phủ đầy vân đen có hai người lớn tuổi đang bận bịu bên người hổ tử nhai nát thảo dược rồi đắp lên đùi hổ tử khi bạch hiểu thuần chen vào đám người thì thấy cảnh tượng thế này nhưng cũng chỉ có thể sốt ruột bất lực khả thi chỉ chốc lát lão già lắc đầu bi thương nói rắn cắn hắn chính là hắc huyết xà không cứu nổi rồi một vị phụ nhân ngồi sập xuống đất cào khóc kêu la hổ tử hổ tử của ta một thanh âm trong trẻo vang tới không nhất định là vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm truyền đến chỉ thấy ba đứa nhỏ mặc đồ kỳ quái đứng cạnh bạch hiểu thuần lão giả lưng còng đang vây quanh hổ tử sốt ruột đi tới nhìn ba người thạch hạo rồi nhíu mày nói hiểu thuần bọn hắn là ai bạch hiểu thuần có chút bối rối nói bọn hắn bọn hắn lạc đường ở trong núi đến tìm thôn trưởng hỏi đường lão giả đánh giá ba người thạch hạo quần áo sạch sẽ gọn gàng khí chất thoát tục đứa nào cũng ra mịn thịt mềm chẳng lẽ là công tử tiểu thư nhà giàu từ trong thành tới nhưng những lão già trong thành kia làm sao có thể yên tâm để ba đứa nhỏ này chạy đến nơi sơn lâm không sợ gặp nguy hiểm sao một lão giả khác dáng người thẳng vội vàng nói các ngươi có thể cứu hắn có thuốc phải không lão giả lưng còng cũng lấy lại tinh thần mong chờ nhìn ba người thanh tuyết bạch hiểu thuần cũng quay đầu nhìn ba người thạch hạo thấp giọng nói đây chính là thôn trưởng Thanh Vũ từ trong đám người đi tới, ngẩng đầu nhìn thôn trưởng nói ra, "Ta cần một bát nước." Thôn trưởng lập tức nói, "Đi lấy nước." Lập tức có mấy người trẻ tuổi chạy như bay. "Nước đây, nước đây." Một người trẻ tuổi bưng một bát nước, nhanh chóng chạy đến trước mặt Thanh Vũ, đưa tới. Thanh Vũ tiếp nhận bát nước, thò tay vào trong túi lấy ra một tấm phù văn, thì thầm, "Xuân Phong Hóa Vũ, sắc." Tấm phù nháy mắt bốc cháy thành kim sắc hỏa diễm thôn dân đang vây xem bên cạnh sửng sốt một chút vang lên vài tiếng kinh hô cũng bởi vậy lòng tin đối với thanh vũ tăng mạnh phụ nhân đang thút thít cũng ngưng lại hai mắt đẫm lệ nhìn thanh vũ thanh vũ cho tấm phù vào nước bùa trong nước vẫn tiếp tục cháy hỏa diễm bao trùm cả bát mấy giây sau liền tiêu tán hiện ra một bát thanh thủy bên trên phủ kim quang nhàn nhạt, nhạt thanh vũ lại lấy ra một tấm phù nữa thì thầm thanh thủy phù sắt lá bùa lần nữa hiện lên kim quang bùa hòa vào nước tan biến hầu như không còn Thanh Vũ đưa bát cho trưởng thôn, nói, đây là nước phù, có thể trị bệnh chữa thương, còn có thể giải độc, cho hắn uống là được. Thôn trưởng không chút do dự, tiếp nhận bát nước phù, rót vào miệng hổ tử, nhưng miệng hắn không cách nào mở ra được. Tức giận ngừng đầu kêu, ai đó tới cậy miệng hắn ra đi. Để ta, lập tức có một người đàn ông đi tới, hai bước đến chỗ hổ tử, cậy miệng hổ tử ra, thôn trưởng cho hắn uống nước trong bát. Sau đó mọi người khẩn trương nhìn phản ứng của hổ tử. Thanh Vũ an ủi nói, chắc chắn là không có chuyện gì phù pháp của ta là sư phụ đích thân truyền dạy quả nhiên một lát sau hồ tử liên tục ho khan từ từ mở mắt bà lão ngay lập tức lao đến nhào lên người hồ tử khóc thút thít hồ tử ơi hồ tử của ta người cuối cùng cũng sống lại hồ tử mơ hồ nói nương ta làm sao vậy thanh vũ đắc ý nói ta đã bảo là không sao mà bà bão vội vàng xoay người dập đầu băng bang giọng nói mang theo tiếng khóc cất lời cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đã cứu hổ tử của ta. Thôn dân trong làng đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Thanh Vũ, tiếng khen ngợi sôi nổi nối tiếp vang lên. Thanh Vũ lập tức luống cuống tay chân, vội vàng tiến tới nâng bà lão dậy, gấp gáp nói, chuyện đó, ta cũng không làm gì. Chỉ là hạ một tấm phù văn mà thôi. Trưởng thôn thấy Thanh Vũ bối rối, vội vàng quát lớn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Về hết đi, làm việc của mình đi. Lại nhìn về phía người phụ nữ đang khóc thút thít nói, mụ mụ hổ tử, hổ tử hắn đã không sao rồi người đem hắn về nghỉ ngơi đi người phụ nữ gật đầu liên tục giọng nói có chút nức nở nói cảm ơn cảm ơn từ đau thương đến hạnh phúc người phụ nữ nói không lên lời nào khác nữa lão giả lưng còng nói mấy người đến giúp đỡ một chút đại thúc để ta bạch gia gia để ta ngay lập tức có mấy người đàn ông mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới nâng hổ tử lên cười ha ha đi vào trong làng thỉnh thoảng còn cố ý lắc lư vài cái ông lão lưng còng cười mắng, một đám nghịch ngợm. Trưởng thôn nhìn về phía thanh vũ, mặt đầy hiền từ cười nói, đa tạ các ngươi đã cứu tính mạng hổ tử. Các ngươi từ đâu tới? Bạch Hiểu Thuần đi lên trước hưng phấn nói, trưởng thôn ra ra, là ta mang bọn họ về đấy, bọn họ bị lạc đường trong núi. Trưởng thôn hai mắt đánh giá bọn họ, suy nghĩ trong lòng cũng giống như phán đoán của ông lão lưng còng, chỉ sợ bọn họ là tiểu thư công tử của gia đình giàu có trong thành. Vuốt dâu nói, lạc đường, không phải chuyện lớn, ta có thể sắp xếp đội đi săn đưa các ngươi về thành. Bạch Hiếu Thuần trong lòng ảm đạm, niềm vui khi hổ tử được cứu lập tức vơi đi một nửa, bọn họ vẫn phải đi. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, vậy lão gia gia có biết Thạch gia thôn không? Chúng ta muốn đến Thạch gia thôn. Thạch gia thôn. Trưởng thôn lộ ra ánh mắt mở mịt, nhíu mày suy tư một chút lắc đầu nói, không biết, chưa từng nghe nói qua. Thanh Vũ lập tức oán trách nói, tiểu thạch đầu tất cả là tại đệ, đệ xem đi. Chúng ta lạc đường rồi." Thạch Hạo cũng lộ ra ánh mắt thất vọng. Bạch Hiếu thuần lập tức lên tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, "A, à, trưởng thôn cũng không biết, vậy chẳng phải là bọn họ không đi được sao?" Thanh Tuyết tiếc nuối nói, "Hiện tại chỉ có thể liên lạc với sư phụ để sư phụ đưa chúng ta trở về." "Không được." Thanh Vũ cùng Thạch Hạo đồng thời lên tiếng. Thanh Vũ bước hai bước đi đến bên cạnh Thanh Tuyết, lôi kéo cánh tay Thanh Tuyết nũng nịu nói, "Tỷ tỷ, muội còn chưa chơi đủ mà." thạch hạo cũng liên tục gật đầu cầu khẩn nói đại sư tỷ chúng ta vừa mới ra ngoài mà thanh tuyết do dự nói thế nhưng chúng ta cũng không tìm thấy thạch ra thôn mà bạch hiếu thuần mặt đầy tươi cười nói nếu như các ngươi không ngại thì ở lại nhà ta đi nhà ta rất lớn thạch hạo động tâm ở lại nơi này dù sao cũng tốt hơn phải trở về trở về quá nhàm chán ở nơi này mỗi ngày đều có sữa thú để uống ngẩng đầu nhìn về phía trưởng thôn mặt đầy tươi cười nói trưởng thôn gia gia chúng ta có thể ở lại không trưởng thôn cười ha hả nói các ngươi cứu hổ tử chính là ân nhân của thôn chúng ta muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu thạch hạo cười hì hì nói đa tạ trưởng thôn gia gia bạch hiếu thuần hưng phấn reo lên thật tốt quá đi thôi ta đưa các ngươi đi chơi thuận tiện tìm đồ ăn luôn bạch hiếu thuần lôi kéo thạch hạo bước nhanh rời đi thanh tuyết thanh vũ chạy chậm theo phía sau ông lão lưng còng đứng trước cửa nói ngươi cảm thấy bọn họ là ai Trưởng thôn lắc đầu nói, khó nói lắm. Nhìn có vẻ như là người trong thành, nhưng bọn họ lại muốn đi thạch ra thôn. Hơn nữa vừa rồi, tiểu nam hài kia vừa gọi nữ oa là sư tỷ, chẳng lẽ bọn họ là người tu luyện sao? Ông lão lưng còng vuốt ria mép như suy tư gì nói, rất có khả năng chính là người tu luyện mà họ cách cứu chữa cho hổ tử, rất huyền bí, người thường không thể làm được. Trưởng thôn cười ha hả nói, mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần bọn họ ở lại thôn chúng ta là được, thời gian càng lâu càng tốt về sau đội đi săn bị thương sẽ an toàn ông lão lưng còng cười ha ha nói đúng vậy trong thời gian mấy ngày sau đó đám người thạch hạo ở bên trong thôn làng tại nơi núi rừng tự do vui vẻ chơi đùa thế giới quan của bạch hiểu thuần hoàn toàn bị chấn động con người vậy mà có thể bay giống như chim hung thú vậy mà cũng không chống cự nổi một quyền của thạch hạo huynh đệ quá là lợi hại mà trong rừng thái tử khánh quốc cùng một nhóm học viên giống như là đang đi dạo Ninh Khuyết cõng dù đen đi ở phía sau bọn họ có chút không hợp nhau. Một thư sinh tay cầm quạt xếp, cười nói, Thái tử Điện Hạ, ngài tới thương man sơn mạch để làm gì? Vài ngày nay, chúng thần được Thái tử Điện Hạ chiếu cố, quả thực có được không ít điều tốt, Thái tử Điện Hạ lại một vật cũng không lấy, thần thật sự là có chút xấu hổ. Đúng vậy, đúng, vậy, những người còn lại đều sôi nổi đáp lời. Thái tử liếc mắt nhìn Ninh Khuyết một cái, cười nói, lần này bản cung vào núi, chính là vì muốn là một cây bút tốt thư sinh tay cầm quạt xếp, vuốt mộng ngựa nói, thái tử điện hạ thật là một học viên mẫu mực, chỉ có tự mình tự chế tác ra bút, mới có thể thật sự viết ra chữ tốt, chúng thần thụ giáo. Các học viên còn lại cũng đều gật đầu cười. Ninh Khuyết khinh thường cười một tiếng. Thái tử nhìn về phía đại trưởng lão ngự thú tông hỏi, đại trưởng lão, người có biết bên trong dãy núi này, có thứ nào thích hợp làm nguyên liệu không? Đại trưởng lão vội vàng nói, hồi thái tử điện hạ, từ nơi này đi về phía nam 60 dặm có một thôn làng, bên trong có một tế linh chính là cây liễu thành tinh thần cho rằng đây là nguyên liệu làm cán bút đứng đầu sao lại do dự nói chỉ là thái tử nhíu mày nói chỉ là cái gì đại trưởng lão vội vàng nói chỉ là nơi đó là địa bàn của tam thanh quan tam thanh quan thái tử hít mắt một chút nói chính là tam thanh quan người làm phong tông chủ trọng thương sao đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy làm trọng thương thượng phẩm tứ giai phong thiên dưỡng Hồng Công Công, Đinh Cung lệnh ngay lập tức chấn động tinh thần, ngừng đầu lên, ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Phải biết rằng, ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của Phong Thiên Dương, cao thủ tứ giai đứng đầu của Tây Vực, hiện tại ở đây bị đánh trọng thương. Thái tử hít mắt suy nghĩ một lát, nói, còn cái gì khác nữa không? Làm một thái tử, tự nhiên không phải là người ngu ngốc, sao lại có thể vì nguyên liệu chế tạo bút, mà đi đắc tội với một người có thể là ngũ giai tuyệt đỉnh cao thủ sâu trong ánh mắt của đại trưởng lão hiện lên một tia tiếc nuối, vội vàng nói, từ nơi này đi về phía nam mười dặm có một thôn tên là Bạch Gia Thôn, trong thôn thờ phụ một tế linh, chính là một con bạch hồ, lông của nó rất thích hợp làm lông bút. Thái tử nhìn chằm chằm đại trưởng lão một chút, nói, thôn này có liên quan gì đến tam thanh quan kia không? Đại trưởng lão lắc đầu liên tục nói, không có. Tốt, con bạch hồ này bản cung muốn. Ninh khuyết nhíu mày nói, nếu ngài muốn chế tạo bút, sao không lấy một nhúm lông thôi? cần gì phải làm tổn thương đến tính mạng nó. Thái tử cười nói, thời tiết sắp trở lạnh, chẳng lẽ bản cung không thể muốn một cái áo khoác lông sao? Xuất phát, một đám người khí thế cuồn cuộn dũng mãnh đi về hướng bạch gia thôn, trên đường đi vượt mọi trông gai, dã thú nghe thấy cũng nhanh chóng bỏ chạy. Bên trong bức tường hoa của bạch gia thôn, có thanh tuyết thanh vũ ở đây, đội đi săn ra ngoài săn thú chưa từng sợ bị thương, chỉ cần không chết, ngay lập tức có thể cứu, bởi vậy khả năng săn mồi cũng ngày càng tăng già trẻ lớn bé toàn thôn đều bận rộn trong sân lớn, đem một con dã thú xẻ thịt, làm thành thịt khô, chuẩn bị cho mùa đông. Phía sau thôn, một con bạch hồ ly lông trắng như tuyết ghé vào bên trên một tảng đá xanh phơi nắng, da lông không nhuốm bụi trần lập lòe phát sáng dưới ánh mặt trời, dưới tảng đá là một con đại bạch trư, cái bụng heo phập phồng phát ra âm thanh ùng ục, ùng ục. Bạch hồ cúi đầu nhìn đại bạch trư một chút, đôi mắt giảo hoạt lộ ra ánh cười. Ngươi như thế này, tiểu chủ nhân sẽ không cần ngươi nữa đại bạch chưa rõ ràng đang ngủ say đột nhiên mở to mắt xoay người đứng lên mũi hơi hơi đóng mở ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đây là đây là hơi thở của người ngự thú tông ngẩng đầu bất an hướng tới bạch hồ kêu lên ngao ngao không ngừng đi quanh tảng đá xanh bạch hồ mở mắt liếc một cái lại nhắm mắt lại cô nãi nãi không muốn đi chơi cùng ngươi bên ngoài bạch ra thôn đại trưởng lão hơi sững sờ dẫm chân xuống thái tử quay đầu lại hỏi thế nào đại trưởng lão cười một chú nói vậy mà thần lại cảm nhận được hơi thở khế ước thú của ngự thú tông chúng thần không biết đệ tử nào dám tự mình ra khỏi tông thái tử nhìn thư sinh tay cầm quạt xếp một chút thư sinh kia liền mở miệng nói bạch hồ thái tử khánh quốc ở đây còn không ra bái kiến thanh âm cuồn cuộn mênh mông lan truyền ra bên ngoài toàn bộ núi rừng đều có thể nghe rõ phía sau núi bạch hồ mở choàng mắt từ trên tảng đá đứng lên ánh mắt lóe lên tia ngừng trọng nhảy lên mấy cái rồi chạy về phía trước ánh mắt đại bạch chưa lóe lên tia tuyệt vọng do dự một chút cũng chạy chậm ra ngoài chỉ hy vọng ba đứa bé ăn mặc kỳ quái kia có thể ra tay cứu mạng bên trong làng đã có một đám người dẫn đầu xông ra ngoài tay cầm vũ khí đối mặt với đám người thái tử thì dừng bước không tiến lên cảnh giác rằng co trưởng thôn tiến lên hai bước thở dài cười nói mấy vị khách quý bên trong thôn chúng ta không có con bạch hồ nào cả các ngươi đi nhầm nơi rồi sao thái tử hiền lành cười nói bản cung nói có thì chắc chắn là có thôn trưởng cứng lại, đây chính là không nói đạo lý. Một người phụ nữ không nhịn được hét lên, các người muốn làm gì? Thái tử vẻ mặt ôn hòa nói, bản cung nghe nói thôn của các người có một con bạch hổ nên đặc biệt tới để mua. Người phụ nữ kia tức giận lên tiếng, đó chính là tế linh thần bảo hộ của chúng ta, không sai. Vậy mà muốn mua tế linh của chúng ta, cút về, cút, cút, cút. Dân làng lòng đầy căm phẫn liên tiếp lên tiếng, cuối cùng đồng thanh hô vang từ cút một thư sinh giận dữ quát to gan âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền đi vượt lên tiếng của đông đảo dân làng vang vọng khiến dân làng ù tai hoa mắt thái tử vẫy vẫy tay ra hiệu với người thư sinh kia thư sinh vội vàng lui ra thái tử cười nói trăm lượng hoàng kim được không dân làng không nói một lời lạnh lùng nhìn thái tử bên trong nơi hẻo lánh bên cạnh thôn bọn người thạch hạo thò đầu ra quan sát thanh vũ nhỏ giọng nói hiếu thuần dân làng các ngươi hình như là đang gặp phiền toái Bạch Hiếu thuần sốt ruột nói: "Tế linh của chúng ta thật sự rất tốt, lúc chúng ta không có cái ăn, nàng liền trả lại cho chúng ta gà rừng thỏ rừng chúng ta dâng lên." Hưu, một âm thanh sắc lạnh phá tan không khí, một cây trường tiễn từ trong làng bắn ra, hướng về phía cổ của thái tử. To gan! Làm càn! Bên trong vài tiếng hét vẫn nộ, mấy bóng người bỗng nhiên xông ra từ đám người, hướng về phía trường tiễn lao đi, vài tiếng phanh phanh vọng lại, ba bóng người chật vật ngã trên mặt đất thư sinh tay cầm quạt xếp lúc đầu cầm một thanh trường tiễn nhẹ nhàng đáp xuống đất quay người nửa quỳ với thái tử nói điện hạ khiến ngài sợ hãi rồi thái tử gật đầu cười nói không tồi ngươi tên gì thư sinh tay cầm quạt xếp vui mừng nói bẩm điện hạ thảo dân là vương trấn vũ đứng lên đi tạ điện hạ vương trấn vũ đầy đắc ý đứng lên mấy thư sinh còn lại đoạt tiễn thất bại lộ ra vẻ mặt ghen ghét vương trấn vũ gầm thét dám hành thích điện hạ tội không thể tha hất tay lên trường tiễn trong tay hư một tiếng nhanh như chớp hướng bên trong làng bay tới một bóng trắng bỗng nhiên từ không trung sông đến một ngụm ngậm chặt trường tiễn đáp xuống cây đại thụ trước thôn buông lỏng miệng trường tiễn liền rơi lộp bộp xuống đất thư sinh vui vẻ lên tiếng bạch hồ ra rồi hồ ly thế này mới miễn cưỡng phù hợp với thân phận của điện hạ điện hạ tại hạ tình nguyện vì người bắt bạch hồ bên trong nơi hẻo lánh thanh tuyết cũng mừng rỡ nói thật xinh đẹp Thanh Vũ cũng gật đầu liên tục, hai mắt tỏa sáng, thật đáng yêu. Trưởng thôn sốt ruột lên tiếng, tế linh đại nhân, sao ngài lại ra làm gì? Đi mau, bọn chúng muốn bắt ngài. Những dân làng khác cũng nháo nhào lên tiếng. Tế linh đại nhân, ngài chạy mau. Tế linh đại nhân, ngài đừng lo cho chúng ta, chạy mau đi. Bọn chúng đều là người tu luyện, ngài đánh không lại đâu. Bạch Hồ quay đầu nhìn về phía dân làng. Linh quang trong mắt chợt động, mang theo chút ý cười. Thái tử nhíu mày nói, bắt lấy nó, để ta, để ta. Mấy thư sinh lập tức lao ra, nhảy lên một cái đánh về hướng cây đại thụ. Thân ảnh bạch hồ trên tàng cây chợt lóe lên, bịch một tiếng lao vào trước ngực một thư sinh, thư sinh kia lảo đảo rơi xuống đất, cũng vì vậy mà bạch hồ thoát khỏi vòng vây, chạy về phía bên cạnh. Bên cạnh lập tức lại có mấy thư sinh đuổi theo, bao vây chặn đánh. Chi Bạch Hồ rít lên một tiếng, chung quanh tạo thành sáu lưỡi phong nhận màu lục lam, phong nhận nháy mắt chém về phía sáu tên thư sinh sáu thư sinh cùng hét lớn một tiếng thuẫn lá chắn màu trắng ngay lập tức xuất hiện trước mắt sáu người nối thành một mảnh lớn sáu lưỡi phong nhận đâm vào lá chắn phát ra tiếng vang bịch phong nhận vỡ nát lá chắn rung lắc mấy lần nhưng vẫn duy trì được ánh mắt bạch hồ lóe lên một tia sốt ruột quay đầu bỏ chạy về phía bên cạnh mấy tên thư sinh cũng đồng thời xuất hiện ở bên cạnh quát lên thuẫn lá chắn nối thành một mảnh cản trở đường đi thuẫn. thuẫn 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 chuyện được đọc bởi kênh haley audio vài tiếng hét lớn liên tiếp vang lên bốn phương tám hướng đều bị lá chắn vây quanh đem bạch hồ một mực vây ở giữa trong mắt bạch hồ lóe lên sự tuyệt vọng sợ hãi chạy trái va phải muốn xông ra ngoài nhưng đều bị những tấm chắn nguyên khí cản lại vương trấn vũ đứng cạnh thái tử hơi xoay người cười nói thái tử điện hạ mấy vị sư đệ này của thần đều đã bước vào nhất giai cảnh so với tiểu hồ ly kia tranh lệch không lớn nếu như không phải sợ làm hỏng bộ lông của nó thì chỉ cần vừa gặp đã có thể bắt giữ thái tử cười gật đầu vui mừng nói, An Khánh Thư Viện, quả không hổ hai chữ An Khánh, tương lai Khánh Quốc của chúng ta đều dựa cả vào các ngươi. Vương Trấn Vũ vội vàng nói, chúng thần đều nghe lệnh của Thái tử Điện Hạ. Trưởng thôn quỳ trên mặt đất băng một tiếng, cuống quýt dập đầu van xin, đại nhân, cầu xin ngài bỏ qua cho tế linh. Những người còn lại cũng nháo nhào quỳ xuống đất khẩn cầu, đại nhân, cầu xin ngài. Đại nhân, chúng ta không thể không có tế linh. Đại nhân, xin hãy bỏ qua cho tế linh bên trong đám người, từng âm thanh than khóc vang lên. Thái tử hơi nhíu mày, sau đó lại giãn mày nói, nhân tộc chúng ta sao có thể dựa vào tinh quái để cầu sự sống. Tự lập tự cường mới là điều căn bản trong sinh tồn của nhân tộc. Vương Trấn Vũ hơi không người vội vàng đáp lời, Thái tử Điện Hạ nói rất đúng. Nhìn về phía dân làng răn dạy, Thái tử Điện Hạ miệng vàng lời ngọc, các ngươi cần cẩn thận nghe theo, không được phép làm trái. Dân làng quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt vọng. Bạch Hồ Tế Linh hiện tại bị đám thi sinh vây khốn, phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, bên trong những tấm lá chắn, giống như có một bóng dáng màu trắng đang tả sung hữu đột, tạo ra từng đợt gợn sóng. Bỗng nhiên một người đàn ông to khỏe nắm chặt vũ khí đứng lên giận dữ nói, liều mạng, chúng ta liều mạng cùng bọn chúng, dù có chết cũng phải cứu Tế Linh ra ngoài. Đúng thế, liều mạng, từng người từ dưới đất đứng lên, tay cầm vũ khí, mang theo khí thế căm phẫn nhìn người của Thái tử. Sau lưng mọi người, Ninh Khuyết nắm chặt trường đao bên hông. Bạch Hiểu Thuần bối rối nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Hạo hất đầu, nói, để ta. Lấy nhiều khi ít, sao có thể là anh hùng? Vừa dứt lời, âm thanh ẩm ẩm vang lên, một con đại bạch chư tử trong thôn sông ra, bốn chân phi lên cuốn bụi đầy trời. Lúc mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, đại bạch chư đâm vào người hai đệ tử học viện tạo lên tiếng vang ẩm ẩm. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Hai bóng người bay ra, bịch một tiếng đập xuống phía xa, lăn trên đất hai vòng. Lá chắn phía nam theo đó mà bị phá, Bạch Hồ nháy mắt từ bên trong lao ra, nhảy mấy cái liền đứng trên lưng của Đại Bạch Trư, nhe răng nhìn về phía bọn người thái tử. Ở nơi hẻo lánh trong làng, Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc lên tiếng, đại bạch của ta lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ nó cũng là tinh quái? Thạch Hạo cũng không biết nói gì, ta còn dự định ra tay mà. Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng là tinh quái. Bạch Hiểu Thuần vui vẻ nói, vậy có phải là tế linh được cứu rồi không thạch hạo ngẩng đầu ướn ngực có khả năng là như vậy ta còn chưa ra tay mà vương trấn vũ nghi hoặc vậy mà có đến hai tế linh còn không phải là cũng giống loài đại trưởng lão nhíu mày nói thái tử điện hạ đây là khế ước thú của ngự thú tông thần nhưng có lẽ chủ nhân của nó đã chết nên mới quay về ở nơi hoang dã thái tử gật đầu nhẹ hiển nhiên cũng không để ý đại bạch chư quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão con ngươi co rụt lại quay người hướng về bên trong làng bỏ chạy bạch hồ từ trên thân đại bạch chư nhảy một cái lộ ra móng vuốt lợi hại nhào về phía thái tử to gan vương trấn vũ quát một tiếng chói tai bỗng nhiên tiến lên một bước vỗ một trưởng vào không trung bịch một tiếng vào thân thể bạch hồ chi bạch hồ rít lên một tiếng bay về phía sau ngã vào bên trong bụi bặm dãy dụa đứng lên bạch đại chư dưới chân dừng lại quay đầu chạy đến bên người bạch hồ nhách cái mông cao cao làm ra bộ dáng chiến đấu những thư sinh còn lại xông tới lần nữa bao quanh bạch hồ và bạch đại chư Vương Trấn Vũ lớn tiếng, nhanh bắt lấy Bạch Hồ. Lưới, lưới, lưới. Từng tiếng quát vang lên, nguyên khí thiên địa hóa thành tấm lưới lớn bao phủ Bạch Hồ từ trên không, rơi xuống chỗ Bạch Hồ và Bạch Đại Trư. Giết, cùng bọn chúng liều mạng. Dân làng hét lớn, đánh về phía đám thư sinh, Bạch Hồ lo lắng tiếng chi chi chói tai vang lên. Sắc mặt thái tử khó coi, một đám dân đen. Bắt được rồi. Một tiếng hét lớn vang lên, đột nhiên một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa tấm lưới nguyên khí. Một tiếng bành thật lớn vang lên, bụi mù bay ra bốn phía, đá văng ra tung tóe, tấm lưới nguyên khí nháy mắt tan thành mảnh nhỏ, vỡ nát hóa thành hư vô. Phốc, 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 những thư sinh tạo ra lưới nguyên khí đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lùi lại mấy bước. Dân làng nháy mắt dừng bước, mọi người đều trần chờ không quyết. Một cơn gió thổi đến, bụi mù tản ra, một đứa nhỏ năm sáu tuổi đứng giữa chiến trường thanh binh khí kỳ lạ trong tay cắm xuống đất dưới chân mặt đất nứt toạc trưởng thôn kinh ngạc lên tiếng thạch hạo dân làng cũng đều nháo nhào mừng rỡ lên tiếng là thạch hạo thạch hạo cũng là người tu luyện thế nhưng hắn còn nhỏ như vây có thể làm gì thậm chí còn có một người phụ nữ lo lắng thạch hạo chạy mau thạch hạo này mấy ngày nay đều chăm sóc mấy người bị thương ở trong thôn thế nên nhận được không ít thiện cảm đại bạch chứa ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng cuối cùng cũng đợi được lão đại xuất thủ hiện tại chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Bạch Hồ cũng nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt hiện lên tia cảm kích, dãy ruộng đứng lên. Con ngươi đại trưởng lão bỗng nhiên co rụt lại, loại quần áo này, hắn là người của Tam Thanh Quan. Đại trưởng lão nhớ rõ, lúc trước thời điểm Bạch Mãnh đi ngự thú tông chính là mặc loại quần áo này. Vương Trấn Vũ giận dữ nói, tiểu tử thối, ngươi là ai? Ta là Thạch Hạo. Đạo hiệu là Thanh Thạch. Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Vương Trấn Vũ giận dữ, hỗn tiểu tử nhà ai, dám tham gia vào chuyện của thái tử điện hạ không muốn sống nữa sao thạch hạo rút ra tam tiên lưỡng nhận đao tùy ý vác lên vai mình hừ một tiếng ta không quan tâm cái gì mà thái tử với không thái tử lấy nhiều khi ít giết hại sinh linh ta nhìn thấy đương nhiên muốn xen vào ninh khuyết mỉm cười hứng thú nhìn thạch hạo muốn chết một thư sinh bỗng nhiên lao ra tay cầm một thanh trưởng kiếm nhanh như chớp đâm tới hướng thạch hạo tam tiên lưỡng nhận đao trong tay thạch hạo vung lên keng một âm thanh vang lên trường kiếm nháy mắt bị đánh văng đi thạch hạo giống như tiểu hung thú bỗng nhiên dọa người đi lên nắm đấm nắm chặt bịch một tiếng nện vào ngực thư sinh âm thanh nứt xương răng rắc vang lên phốc thư sinh phun ra một ngụ máu tươi bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất làm cho bụi vẩy lên hai lần dãy ruộng cũng không có cách nào đứng dậy thạch hạo lắc lắc cánh tay khinh thường nói quá yếu tất cả thư sinh sắc mặt lập tức thay đổi thật mạnh thái tử hứng thú nhìn thạch hạo nói bắt hắn lại Vương Chấn Vũ cung kính, "Vâng." Chậm rãi đi về phía Thạch Hạo, rút ra quân tử kiếm bên hông, thân ảnh nháy mắt lóe lên xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo, đâm xuống một kiếm. Thạch Hạo cầm Tam Tiên Lưỡng nhận đao vội vàng chắn ngang trước ngực, hai thanh vũ khí va vào nhau tạo lên tiếng keng, hoa lửa nở rộ, Thạch Hạo lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vương Chấn Vũ bỗng nhiên nghiêng thân thể về phía trước, giơ kiếm lên vung một nhát khiến một đạo kiếm khí bay ra, chém về hướng lưng Thạch Hạo. "Ta chém." Thạch Hạo giơ Tam Tiên Lưỡng nhận đao lên, bỗng nhiên chém xuống, một tiếng phanh thật lớn vang lên, kiếm khí văng khắp nơi, bụi bay mù mịt. Thạch Hạo xoay người nhảy ra khỏi bụi mù, đáp xuống mặt đất trượt về phía sau hơn 10 mét, dù sao thời gian tu hành cũng ngắn ngủi, tu vi sẽ kém hơn một chút. Vương Trấn Vũ từ bên trong bụi mù chậm rãi đi ra, cầm trường kiếm như ảo ảnh lao về phía Thạch Hạo, tiếng vũ khí va chạm keng 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 ken liên tiếp vang lên. Thái tử đứng ở phía xa, bình thản hỏi, Vương Trấn Vũ này thế nào? Hồng Công công cung kính trả lời, Điện hạ, người này tuổi còn nhỏ có thể đạt đến tu vi nhị giai, cũng coi như thiên phú không tầm thường." Đinh cung lệnh bên cạnh cửa lạnh nói, "Nho giáo đề cao kiếm pháp như quân tử, đại khí cuồn cuộn minh mông, người này lại đem kiếm pháp nho giáo đường đường chính chính luyện thành thứ kiếm pháp của bọn thích khách, có thể thấy được hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hành động xảo quyệt, thái tử điện hạ vẫn nên ít qua lại thì hơn. So với Vương Trấn Vũ này, ta càng coi trọng đứa bé kia hơn." Thái tử như suy nghĩ điều gì, gật đầu nói, "Bản cung hiểu rõ." trên chiến trường thạch hạo càng đánh càng hưng phấn cửu chuyển huyền công vốn là thần công hộ pháp coi trọng việc lấy chiến dưỡng chiến ngày thường cùng thanh phong đối kháng cũng chỉ là vừa phải còn tranh đấu liều mạng thì đây mới là lần đầu tiên cửu chuyển huyền công ở trong cơ thể nhanh chóng chuyển động thân thể nóng lên máu tươi như thể đều đang sôi trào phanh 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 tam tiên lưỡng nhận đao trong tay thạch hạo giống như gió lốc vung ra tập kích trái phải giống như hung thú đang lao nhanh chân đạp mạnh lên mặt đất bịch một tiếng liền bay lên trời tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao bỗng nhiên vung ra, tam tiên lưỡng nhận đao phát ra hàn quang sắc lạnh xé rách không khí. Vương Trấn Vũ vội vàng ngửa ra sau một cái, rồi nằm hẳn về phía sau, tam tiên lưỡng nhận đao xẹt qua trước mặt, khí thế sắc lạnh khiến Vương Trấn Vũ lạnh cả tim, xoay người tròn người một cái liền đứng lên, thiên địa nguyên khí hội tụ trên trường kiếm, quát lớn, chém. Trường kiếm bỗng nhiên vung lên, năm đạo kiếm khí như một luồng ánh sáng đánh tới hướng Thạch Hạo. Cút ngay cho ta. Thạch Hạo quát to một tiếng, tam tiên lưỡng nhận đao hơi hơi sáng lên kích phát ra một tia năng lực thân đao cắt ngang giống như dao nóng cắt mỡ bò năm đạo kiếm khí sắc bén bị một đao cắt đứt đạp nát vương trấn vũ sắc mặt đại biến vội vàng lùi lại nhìn về phía đám thư sinh đang vây xem bên cạnh nổi nóng nói các ngươi còn nhìn cái gì còn không nhanh bắt lấy con bạch hồ kia đừng chạy thạch hạo hứng khởi quát to một tiếng tam tiên lưỡng nhận đây pi xoay tròn đâm về hướng vương chấn vũ thuẫn nguyên khí thiên địa hội tụ trước mặt vương trấn vũ hình thành lên một bình phong ánh sáng phanh một tiếng giòn vang tam tiên lưỡng nhận đao đâm vào màn chắn màn chắn nháy mắt vỡ vụn mảnh nhỏ từng cái rơi xuống vương trấn vũ cuống quít lui về trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận biệt khuất ở trước mặt thái tử điện hạ bị một tiếu thí hài bức bách lùi lại liên tục còn gì hình tượng trong lòng thái tử điện hạ nữa thư sinh còn lại lích nhau đồng thời nhìn về phía bạch hồ trước mặt thôn dân bạch hồ đứng trên thân đại bạch trư cong lưng nhếch miệng nhe răng, chân trước lập tức lộ ra móng vuốt lợi hại. Các thư sinh chậm rãi hướng về phía bạch hồ bao quanh, vây chúng nó lại. Ở nơi hẻo lánh trong thôn, Thanh Vũ Hưng, phấn nhìn Thanh Tuyết nói, tỷ, chúng ta cũng đi ra đó được không? Thanh Tuyết do dự một chút rồi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần nói, ngươi đừng chạy lung tung. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn nói, thạch hạo đệ đệ thật lợi hại, các ngươi cũng lợi hại như vậy sao? Thanh Vũ đắc ý, so với hắn ta lợi hại hơn nhiều, ta là sư tỷ mà, nói xong liền từ nơi hẻo lánh đi ra ngoài, thanh tuyết cũng từ bên trong đi ra, hai tỷ muội đi về hướng chiến trường, chân nhẹ động một cái liền đạp khí mà lên, dẫm trên nóc nhà mấy lần, đồng thời nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa thôn. thanh tuyết thanh vũ vừa đi đến bên cạnh chúng thư sinh, vừa niệm thiên địa huyền tông vạn khí bản nguyên quảng tu vạn kiếp, chúng ta thần thông trong ngoài tam giới duy đạo độc tôn thể có kim quang che chiếu thân ta, trên thân hai người đều chậm rãi sáng lên một đạo kim quang kim quang lượn lờ khiến hai người như phát sáng trong khoảng thời gian này không ngừng luyện tập hai người đã có thể không cần kết ấn mà vẫn thi triển được kim quang chú nhưng mà muốn làm được việc tâm vừa niệm kim quang đã bao trùm toàn thân thì còn xa lắm thanh vũ quát lớn một tiếng canh vang lên trường kiếm đã ra khỏi vỏ hướng về phía một tên thư sinh thanh tuyết tay vừa cầm trường kiếm vừa lao về một bên khác kiếm quang sàn sạt bạch hồ và đại bạch chưa lết nhau cùng lao ra trợ giúp thanh tuyết thanh vũ thuẫn hỏa kiếm võng thư sinh nháo nhào triển khai ngôn linh thuật ngưng tụ nguyên khí nguyên khí biến thành kiếm nguyên khí biến thành lửa nguyên khí từ từ biến thành băng mà thanh tuyết thanh vũ thì một tay đánh thái cực quyền một tay dùng thái cực kiếm thân hình duyên dáng di chuyển giữa bọn họ thỉnh thoảng còn ném mấy phù pháp ra bên ngoài thiên lôi phù bạo hỏa phù các loại định thân phù đánh cho bọn chúng luống cuống tay chân một ngọn lửa lớn phun tới tay nhỏ của thanh vũ duỗi ra xoay tròn rồi kéo lại về phía sau ngọn lửa lớn theo theo tay thanh vũ xoay tròn thành một ngọn lửa hình vòi rồng thân ảnh của thanh vũ vừa di chuyển ngọn lửa hình vòi rồng cũng xoay tròn theo giống như một dải lụa lửa màu hồng xoay hai vòng đột nhiên lao ra bịch một tiếng đâm vào người chủ nhân lập tức đem chủ nhân hất bay lên kêu thảm một tiếng rồi lăn lộn trên mặt đất thanh vũ phủi tay đắc ý ánh mắt nhìn về phía thanh tuyết đoàn kiếm trong tay thanh tuyết không ngừng xoay tròn đối diện với một thư sinh tay cầm trường kiếm đang rằng co với trường kiếm của thanh tuyết không ngừng bị động xoay tròn bước chân lảo đảo. Thanh tuyết bồng nhiên hất lên, thư sinh kinh hô, trường kiếm trong tay ngay lập tức bay lên trời, keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Trường kiếm trong tay thanh tuyết nháy mắt chỉ vào bụng thư sinh, uy hiếp nói, ngồi xuống. Khói miệng thư sinh bấp máy hai lần, chậm rãi ôm đầu gối ngồi xuống, sắc mặt buồn bực, đây là kiếm pháp quỷ quái gì? Chẳng lẽ bọn họ là kiếm thần ở trên núi sao? Càng ngày càng có nhiều thư sinh bị thanh tuyết thanh vũ đánh ngồi xổm xuống, hoặc là thê thảm nằm trên mặt đất, nhưng vẻ mặt họ đều mời mịt, thua không rõ ràng, trong lòng tràn đầy nghẹn khuất rõ ràng bản thân có thực lực, nhưng không thể nào thể hiện ra. Thái tử đứng ở đằng xa bên cạnh cánh rừng nói, Hồng Công Công, ngươi có thể nhìn ra được lai lịch kiếm pháp của các nàng không? Hồng Công Công ánh mắt sáng rực nhìn thanh vũ đắc ý múa kiếm nói, không biết, kiếm pháp và quyền pháp này chính là một, trong đó chứa ý cảnh tuyệt diệu, tuyệt đối không dành cho người bình thường. Người có thể sáng tạo ra loại kiếm pháp này đã vượt xa người phàm thái tử biến sắc, vội vàng nói, ngươi nói có phải là siêu phàm nhập thánh không? Trong khánh quốc ta có siêu phàm nhập thánh. Hồng Công Công hơi không người cung kính nói, lão nô chỉ nói quyền pháp cùng kiếm pháp này là người siêu phàm sáng tạo ra, cũng không nói khánh quốc ta có tồn tại siêu phàm nhập thánh. Đinh Cung lệnh ở bên cạnh nói, từ sáng tạo đến hoàn thiện một bộ công pháp cần cố gắng mấy đời người, bộ quyền pháp kiếm pháp này đã đạt đến hoàn mỹ, đoán chừng người sáng tạo kia sớm đã không còn. Đại trưởng lão ngự thú tông, trong lòng hơi động, thật sự là không còn sao, vị quan chủ đó không phải là siêu phàm chi cảnh chứ? Thái tử lộ ra ánh mắt nóng rực nói, nếu như bản cung đem bộ quyền pháp kiếm pháp kia mang về, phụ vương sẽ rất vui đúng không? Hồng công công bình thản nói, xin điện hạ hãy làm chủ. Khi nói chuyện, trên chiến trường hơn 20 vị thư sinh đã từng người thua thảm hại, có người xấu hổ giận dữ ngồi xuống, có người thê thảm nằm trên mặt đất. Trên chiến trường chỉ có Thạch Hạo cùng Vương Trấn Vũ kia còn đánh kịch liệt thân ảnh hai người lập lòe, tiếng va đập vào nhau phanh 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 không ngừng vang lên, chỗ đao khí kiếm khí đi qua đều làm đất đá tung bay, có thể thấy thạch hạo càng đánh càng hăng, vương chấn vũ chỉ còn biết chống đỡ. Bên trong nhóm dân làng vang lên những tiếng hoan hô lớn, hưng, phấn xem bọn người thanh tuyết. Trưởng thôn cao hứng thì thầm, giữ đúng người rồi. Thật là giữ đúng người rồi. Thanh vũ thanh tuyết đứng giữa đám thư sinh diễu võ dương oai, tiểu bạch hồ ngồi ở bên cạnh, ánh mắt mừng rỡ nhìn các nàng. Thanh vũ thu kiếm vào vỏ, Dương Dương đắc ý nói, tiểu thạch đầu, ngươi phải nhanh lên một chút, chúng ta đều đánh xong hết rồi. Keng. Một âm thanh vang lên, đao kiếm va vào nhau, đồng thời bịch một tiếng hai quyền đụng nhau, cùng lúc bay ngược về phía sau, thạch hạo càng bay ra xa, chân đạp trên núi đá liên tục lui về phía sau, một loạt tiếng răng rắc vang lên, núi đá nổ tung. Thạch hạo duỗi duỗi cánh tay, nói, thật là lợi hại. Sụp sôi ý chí chiến đấu hết, lại đến. Vương Trấn vũ vẻ mặt âm u, tên tiểu quỷ này từ nơi nào đến. Lực lượng lớn lạ thường, thiên phú chiến đấu còn mạnh kinh người, tiếp tục như vậy chỉ sợ bắt không nổi hắn, mình còn bị mất thể diện. Ngay tại thời điểm vương chấn vũ không ngừng trần trừ, thái tử mở miệng nói, làm phiền Hồng Công Công ra tay đem họ bắt lại. Hồng Công Công tiến lên một bước, cung kính nói, vâng. Ninh Khuyết nhíu mày, nói, thái tử Khánh Quốc lấy lớn hiếp nhỏ, không sợ người khác chế nhạo sao. Thái tử ngạo nghĩ nói, ai dám. Hồng Công Công sao còn chưa ra tay, ánh mắt ninh khuyết lóe lên sự tức giận khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng thân ảnh hồng công công khẽ động bay lên trời một tay tạo thành trào đánh về phía thạch hạo tốc độ cực nhanh thạch hạo hoàn toàn không phản ứng kịp vô lượng thiên tôn một tiếng đạo hiệu vang lên bành ánh sáng nổ tung trong không trung hồng công công lập tức bay ngược về phía sau trong không trung liên tục dậm chân tạo ra một loạt âm thanh phanh phanh bay ra xa hơn bạch vân một thân đạo bò đứng trên không trung trên thân thể tản ra bạch quang mịt mờ hữu tâm tính vô tâm lần đầu tiên giao thủ bạch vân toàn thắng thạch hạo hưng phấn reo lên bạch gia ra đến rồi thanh vũ cũng hưng phấn reo lên bạch gia ra đến đánh chết bọn chúng thanh tuyết cũng ngẩng đầu vui vẻ nói sư phụ chúng ta tới rồi sao bạch vân khẽ lắc đầu trong lòng âm thầm tính toán ba đánh một hình như là đánh không lại truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nơi xa hồng kông công nhìn chằm chằm bạch vân âm u nói bạch vân hóa ra ngươi ở đây trên mặt đất thái tử ngẩng đầu nhìn bạch vân ngưng trọng nói bạch vân giáo chủ thánh đường giáo đại cao thủ tứ giai sao lại ở chỗ này hắn có quan hệ gì với bọn họ thái tử lúc này mới ý thức được từ đầu đến giờ mình căn bản không biết lai lịch của ba hài tử này tuổi còn nhỏ như vậy nhưng lại có thể đạt được tu vi như thế bối cảnh chắc chắn không đơn giản thái tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão ngự thú tông Quát, bọn họ rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão Ngự Thú Tông do dự một chút nói, bẩm điện hạ, bọn họ hẳn là người của Tam Thanh Quan. Đại trưởng lão không dám giấu giếm chút nào, thực sự muốn giấu cũng không được, chuyện lúc đó Bạch Vân đi Ngự Thú Tông, trong tông rất nhiều người nhìn thấy, muốn điều tra không khó. Quả nhiên là như vậy. Thái tử nhìn về phía Đại trưởng lão Ngự Thú Tông, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, dám tính kế bản cung. Trong lòng Đại trưởng lão Ngự Thú Tông biết Giờ phút này thái tử điện hạ sẽ coi việc này là mình sắp xếp sẵn, khẳng định trong lòng sẽ bất mãn, nhưng muốn giải thích cũng không có cách nào. Thực sự là trùng hợp, thật sự là không có liên quan gì đến ta. Đại trưởng lão cắn răng, ngẩng đầu quát, "Bạch Vân, đệ tử Tam Thanh Quan tổn thương nhiều học sinh thư viện như vậy, dù thế nào ngươi cũng phải cho chúng ta một cái công đạo." Thanh Vũ thở phì phì nói, "Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn giết một tế linh tốt, chúng ta mới ra tay." Bạch Vân cười ha hả nói, "Ngươi nghe thấy chưa?" Đại trưởng lão cười lệnh nói, kể cả đánh giết tế linh đó cũng là việc của ngự thú tông ta, các ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay vào. Phanh! Thạch hạo chống tam tiên lưỡng nhận đao lên mặt đất, ngừng đầu ướn ngực nói, sự phụ ta nói, gặp chuyện bất bình quát một tiếng, lúc cần ra tay thì ra tay. Ninh khuyết lộ vẻ mặt tán thưởng, nói hay. Đại trưởng lão tức giận nói, Bạch Vân, đây chính là đáp án của ngươi. Chỉ vì một con tế linh nhất dai, mà muốn đối đầu với ngự thú tông ta. Bạch Vân cười nói, phải, bọn họ chính là đệ tử thân truyền của quan chủ địa vị lại ở phía trên bần đạo thái độ của bọn họ chính là thái độ của bần đạo thanh vũ cười hì hì nói bạch ra ra ngươi thật tốt bạch vân cười ha hả nhẹ gật đầu có quan chủ làm chỗ dựa sẽ ổn thôi thái tử hít mắt lại nhẹ giọng hỏi các ngươi chắc chắn quyền pháp kiếm pháp đó là siêu phàm sáng tạo sao đinh cung lệnh cung kính nói vâng trong mắt thái tử hiện lên tia sắc bén nói các ngươi cùng nhau ra tay giữ chân Bạch Vân, công pháp siêu phàm, đáng giá để đánh cược một lần. Đinh Cung Lệnh và đại trưởng lão cùng nhau bay lên trời, đứng ở hai bên trái phải của Bạch Vân. Hồng Công Công cũng từ đằng xa bay tới, một quyền giống như sao băng đánh tới Bạch Vân. Bạch Vân một thân bạch quang phóng lao đi, như mặt trời nhỏ trói mắt, bay lên không, tránh khỏi một quyền của Hồng Công Công. Đại trưởng lão, Đinh Cung Lệnh đuổi kịp, âm thanh chiến đấu ầm ầm vang lên ở trên không, dư ba của trận đấu quét ngang bầu trời làm vỡ cả mây, cuồng phong liên tục càn quét. Sau mấy chiêu, oanh một tiếng, Hồng Công Công đánh một quyền lên ngực Bạch Vân. Bạch Vân phun ra một ngụ máy tươi, bay ngược ra sau. Bạch Nhật thiên phạt. Bạch Vân đột nhiên nhấc tay đối diện với mặt trời. Ánh sáng mặt trời ngưng tụ thành từng đạo ánh ánh cực nóng, giống như laser đánh về phía Hồng Công Công. Đinh cung lệnh, đại trưởng lão ngự thú tông. Thân ảnh Hồng Công Công lấp lóe, giống như quỷ mị xuyên qua ánh sáng cực nóng. Khăn tay trong tay Đinh cung lệnh lất lên, hóa thành một tấm màn khổng lồ trên đỉnh đầu ánh sáng nóng rực công kích trên khăn tay giống như là nước bắn vào tảng đá tóe lên từng mảng gợn sóng thủ đoạn của đại trưởng lão yếu hơn nhiều dựa vào tu vi khởi động một cái lá chắn ánh sáng nóng rực đâm vào bên trong lá chắn ầm ầm rung động bạch quang văng khắp nơi trong dây lát lộp bộp một tiếng lá chân vỡ vụn một đạo bạch quang cứ thế xuyên qua để lại một huyết động đại trưởng lão kêu lên một tiếng khóe miệng ứa máu tươi chật vật bỏ chạy giảm xuống một độ cao nhất định, bạch quang lập tức biến mất như thể bị cắt đứt. Dưới sự khống chế của Bạch Vân, đại nhật quang tuyến cũng không rơi hẳn xuống mặt đất, vừa cách mặt đất tầm trăm mét liền biến mất không thấy. Nếu không, mặt đất gặp đả kích mang tính hủy diệt này, chắc chắn toàn thôn bị diệt theo. Bạch Vân tự biết bản thân không phải đối thủ của bọn họ, vội vàng lớn tiếng kêu lên, "Thanh Tuyết, mau liên hệ quan chủ." Thanh Tuyết cuống quýt lấy ra một đạo phi hạc truyền âm phù, hét lớn, "Sư phụ cứu mạng." Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh, kim hạc trên phủ triện lập tức bay lên nhanh chóng bay vào trong núi rừng thái tử biến sắc mặt vội vàng kêu lên ngăn lại đại trưởng lão kéo theo thân thể trọng thương trong nháy mắt xuất hiện phía trước kim hạc hắn vươn tay chộp một cái kim hạc trực tiếp bay xuyên lòng bàn tay hắn đại trưởng lão vẫn không cam lòng thân ảnh lại lóe lên đuổi theo lần nữa nhưng đưa tay chộp hai lần vẫn thấy kim hạc bay xuyên qua tay mình kim hạc vỗ cách mấy cái lập tức biến mất trong núi rừng ninh khuyết tươi cười nói Thái tử điện hạ, người sắp gặp xui xẻo. Thái tử hừ lạnh một tiếng nói, quan chủ kia và ngự thú tông tông chủ vừa trải qua một trận đại chiến, giờ phút này hẳn còn đang dưỡng thương. Tới càng tốt, mọi người cùng nhau bắt lấy kẻ không an phận trong Khánh quốc này. Bên trong tam thanh quan, thôn dân tế bái vẫn chưa tới, Lý Bình An đang cùng Thanh Phong ngồi dưới gốc đào đánh cờ. Pháo! Chiếu tướng! Lý Bình An cười nhìn Thanh Phong. Thanh Phong ảo não thầm thì, sao ta không để ý thấy pháo của ngài nhỉ? lại duỗi tay di chuyển cờ. Xe, chiếu tướng, Lý Bình An vung phất trần lên, vô cùng đắc ý nói, ngươi thua. Thanh Phong duỗi tay cào bàn cờ, kiêu ngạo hử nói, ta vừa mới học mà thôi, chờ ta cân nhắc mấy ngày nhất định có thể thắng ngài. Trên không trung đạo quan chợt nổi lên gợn sóng, một con tiểu kim hạc xuất hiện, phi xuống bay quanh người Lý Bình An. Bên trong kim hạc truyền ra thanh âm sốt ruột của Thanh Tuyết, sư phụ cứu mạng. Lý Bình An đột nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi. Thanh Phong cũng đứng lên, cuống quýt nói quan chủ nhất định bọn họ gặp phải đại địch ngay cả sư phụ của ta cũng không phải đối thủ sau đó chờ mong nhìn lý bình an lý bình an bước đến trước đạo quan âm thầm tính toán thủ đoạn của mình một chút cuối cùng chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên tử thanh song kiếm trong lòng thầm nói hệ thống nhất định phải cấp lực đó lấy ra khen thưởng tử thanh song kiếm đinh thỉnh ký chủ chỉ định kiếm thể chịu tải ánh mắt lý bình an sáng lên hắn thầm trả lời trong đầu, pháp kiếm của Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Trên chiến trường, Đinh Cung lệnh, Hồng Công công đồng thời bay lên đánh ra hai quyền. Bạch Vân gầm lên một tiếng tung song trưởng đón đỡ, phanh một tiếng văng lớn, thiên địa chấn động, vạn vật thất thanh, dư ba quét ngang từ phía. Bạch Vân té xuống bay ngược ra sau, hai chân liên tục đạp bộ trên không trung phát ra thanh âm phanh phanh phanh. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, sao quan chủ vẫn chưa ra tay chứ? Keng! một tiếng kiếm minh, thanh tuyết, thanh vũ sợ hãi kêu lên nha một tiếng, trường kiếm trong tay hai người đồng thời bay ra khỏi vỏ, phóng thẳng lên trời, linh khí từ trong cả thiên địa ảo ảo tụ tới, hình thành nên lưỡng đạo linh khí kiếm thể một tím một xanh khổng lồ. bên trong lưỡng đạo kiếm thể là hai thanh tiểu kiếm, kiếm ý ẩn chứa trong tiểu kiếm càng ngày càng cường, giống như hai thần khí tuyệt thế đang ngủ say dần dần thức tỉnh. hồng công công, đinh cung lệnh biến sắc mặt, không dành để truy kích bạch vân nữa cả hai lập tức quay lại che chắn trước người thái tử điện hạ đại trưởng lão cũng ôm bả vai chắn trước thái tử điện hạ tam thanh quan lý bình an đứng trước cửa đáy lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác dường như bản thân có một thân thể khác ở ngoài trăm dặm có thể tùy ý nhìn thấy tình cảnh bên ngoài trăm dặm lại có thể biến cảm giác và tinh thần ở trong lòng thành lời nói với trăm dặm bên ngoài trên chiến trường ở bạch gia thôn phía trên lưỡng đạo kiếm thể xanh và tím xuất hiện một đạo ảo ảnh bên trong ảo ảnh có một đỉnh núi phía trên sườn núi tọa lạc một đạo quan cổ xưa lý bình an tay cầm phất trần đứng trước đạo quan vân đạm phong khi nhìn chăm chú mọi người quan chủ ra tay bạch vân vui sướng kêu một tiếng vội vàng không người nhất bái áy náy nói bạch vân vô năng vô lực bảo hộ đệ tử đạo môn ta thanh tuyết hưng phấn kêu to sư phụ là sư phụ thanh vũ nắm chặt tay vung lên hô sư phụ giúp con đánh người xấu thạch hạo vác tam tiêm lưỡng nhận đao ngẩng đầu nhìn lưỡng đạo kiếm thể thật lớn, ánh mắt còn mang chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy sư phụ ra tay, người vẫn còn ở trong đạo quan, thế nhưng lại có thể thao tác bảo kiếm của hai vị sư tỷ, hơn nữa thoạt nhìn còn lợi hại như vậy. Trên không trung, ảo ảnh Lý Bình An mở miệng nói, thanh âm như sấm rền, chảm. Tử thanh kiếm thể lập tức co rút lại, tất cả vô lượng linh khí đều dung nhập vào trong tiểu kiếm của thanh vũ thanh tuyết, rồi đột ngột chém về phía hồng công công và đinh cung lệnh tạo ra hai dấu vết màu xanh tím giữa không trung. Trong tay Hồng Công Công chợt xuất hiện một thanh trường thương, trong tay Đinh Cung Lệnh trợt xuất hiện một thanh nguyễn kiếm, hai người đồng thời đánh tới tử thanh song kiếm. Oanh! Một tiếng vang lớn, tử thanh song kiếm va chạm với nguyễn kiếm trường thương, linh quang tử thanh cực kỳ lộng lẫy, nhuộm đẫm cả không trung. Phanh! Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh đều bay ngược ra sau mấy ngàn mét, hai tay run bần bật, sắc mặt kinh sợ, Tử thanh song kiếm không hề chậm lại, giống như du long tiếp tục xuyên qua không trung, phanh phanh phanh. Kiếm thương ngăn lại mấy lần đều không thành. Hồng Công Công và Đinh Cung Lệnh không ngừng bị đâm bay ở giữa không trung, liên tục hộc máu tươi. Răng rắc, một tiếng giòn vang, trường thương trong tay Hồng Công Công và nhuyễn kiếm trong tay Đinh Cung Lệnh đồng thời gãy đôi. Tử thanh song kiếm uy thế không giảm chém tới, hai đạo máu tươi văng lên, Hồng Công Công và Đinh Cung Lệnh kêu thảm giữa không trung, phanh một tiếng rơi thẳng xuống trước mặt thái tử. Hồng Công Công nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, sắc mặt kinh sợ kêu lên, trốn, thái tử điện hạ chạy mau. Hồng Công Công, đinh cung lệnh bại quá nhanh, lúc này thái tử mới phục hồi lại tinh thần. Hắn kinh hoàng, cắn răng thỏ tay vào trong ngực, lấy ra một quyển thánh chỉ rồi ngẩng đầu nhìn ảo ảnh Lý Bình An, đôi tay kéo một cái triển khai thánh chỉ. Ông, thánh chỉ chậm rãi bay lên, một cỗ uy áp huy hoàng tràn ra, không gian xung quanh thánh chỉ đều trở nên vặn vẹo, nhiễm một đạo kim sắc chi khí trên thánh chỉ có một chữ chu thật lớn. Trong vòng vạn dặm, phàm là vật có linh trí đều run lên bần bật, tâm thần kinh sợ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thánh chỉ trên không trung, lập tức như thấy được một hoàng đế trí tôn trí quý đang ngồi trên long ỷ đạm mạc vô tình nhìn vạn dặm non sông, dưới chân là xác chết trăm vạn, máu chảy thành sông. Trong an khánh thành, tất cả bá tánh đều kinh sợ quỳ xuống, toàn bộ thành nháy mắt biến thành tử thành. An khánh thành ngoại trừ phần dương ra, còn có phần em ở sau lưng mà phàm nhân không thể nhìn thẳng bố cục phần em thành này giống y đúc trong an khánh thành nhưng đóng quân trên thành trì là âm binh quỷ tướng giữa thành tọa lạc một tòa thần cung khúc chỉ đại thần bên trong thần cung đột nhiên ngẩng đầu lên kinh hãi hô thánh chỉ của khánh đế chẳng lẽ thái tử điện hạ gặp nguy hiểm ai dám tập kích thái tử điện hạ trong nháy mắt sát ý ầm ẩm bắn ra khúc chỉ đại thần hóa thành một đạo thần quang bay ra ngoài bên trong thư viện thập nhị tiên sinh hơi hơi sửng sốt nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa khẽ lẩm bẩm Khánh đế thánh chỉ. Do dự một chút, cuối cùng vẫn xoay người đi ra cửa phòng, nắm quyển sách bay lên trời. Trên chiến trường, ảo ảnh Lý Bình An nhìn thẳng thánh chỉ, duỗi tay chỉ một cái, nói, chảm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, tử thanh song kiếm xẹt qua không trung, để lại dấu vết tím xanh, chúng quấn lấy nhau đồng thời chém tới. Chu, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Chữ, chu trên thánh chỉ bay ra, hướng về phía tử thanh song kiếm hòng chấn áp nó, mang theo khí vận khánh quốc, uy lực trùng trùng. Đang song kiếm xoắn lấy chữ Chu, phát ra thanh âm kim loại va chạm, khó lòng tiến thêm. Chữ được viết ra bằng bút mực lại giống như pháp bảo, kiên cố không cách nào phá nổi. Tử thanh kiếm khí không ngừng giao, phong với đế hoàng chi khí giữa không trung, quấy nhiễu không gian, hỗn loạn tầm mắt, đã hoàn toàn không phân biệt nổi ai với ai, chỉ mơ hồ thấy được một vùng không gian vạn vẹo sáng bừng lên. Thái tử điện hạ vực dậy được tinh thần, ánh mắt lộ ra hy vọng phụ hoàng vẫn là vô địch, nhịn không được cảm thấy vui mừng. Ảo ảnh Lý Bình An lấy tay làm kiếm, hai ngón tay chỉ thẳng lên trời nói, song kiếm hợp bích. Lưỡng đạo lưu quang một tím một xanh bay ra khỏi vùng không gian vạn vẹo kia, nháy mắt xoáy tròn phóng thẳng lên trời cao, hình thành nên một cự kiếm màu xanh tím ở giữa không trung. Lý Bình An đột ngột vung kiếm chỉ một cái, nói, chảm. Cự kiếm xanh tím mang theo thiên địa chi uy, đột nhiên từ không trung chém xuống, giống như thiên thần chi kiếm, thiên thanh quyết định. Oanh! một tiếng vang lớn, cự kiếm tím xanh và thánh chỉ lộng lẫy đánh vào nhau, răng rắc một tiếng tiếng vang thanh thúy, cự kiếm tím xanh bay ra, xoay tròn hóa thành hai thanh tiểu kiếm bay đi, thánh chỉ mất đi quang mang giống như hai miếng vải rách, từ không trung rớt xuống. Nét tươi cười trên gương mặt thái tử cứng lại, hắn lầm bẩm sao có thể? Sao thánh chỉ của phụ hoàng ta lại bị phá? Lắc đầu thất hồn lạc phách kêu lên, giả, điều này nhất định là giả. Ninh Khuyết dùng ánh mắt lửa nóng nhìn lên ảo ảnh Lý Bình An trên không trung, trong mắt mang theo hâm mộ một ngày nào đó ta cũng muốn trở thành tu sĩ như vậy thạch hạo khiêng tam tiêm lưỡng nhận đao tung ta tung tăng chạy vào trong rừng thanh tuyết vội vàng kêu lên tiểu thạch đầu người đi đâu thạch hạo cũng không quay đầu lại kêu lên chờ ta một chút lý bình an thả tầm mắt nhìn xuống đám người thái tử một trận sầu lo hiện tại làm sao bây giờ nếu không kêu bạch vân trói hết bọn họ mang về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì giờ mình đâu đã biết không đợi lý bình an suy nghĩ xong một đạo thần quang đột nhiên xuất hiện trên không trung, bên trong thần quang là một bóng dáng lộng lẫy, hắn đứng trên đầu đám người thái tử, quát lớn, lớn mật: "Đạo Trích phương nào dám làm chuyện bất lợi với thái tử?" Lý Bình An hoảng sợ, theo bản năng vung tay lên, Tử Thanh song kiếm nháy mắt chém tới cổ Khúc Trì đại thần. Song kiếm đánh tới, thần lực của thần linh Khúc Trì không ngừng rung động, nội tâm kinh hãi trào ra một ý niệm: "Sẽ chết, dưới một kiếm này sẽ chết." Oanh một tiếng văng lớn, một quyển sách che ở phía trước khúc chỉ đại thần, tử thanh song kiếm va vào quyển sách, hai bên rằng co lẫn nhau, bạch quang và tử thanh quang nhuộm đẫm nửa phiến không trung. Thập nhị tiên sinh chậm rãi hiện lên trước mặt khúc chỉ đại thần, một thân bạch y phiêu phiêu. Khúc chỉ đại thần vội vàng thi lễ nói, bái kiến hạo nhiên thư viện thập nhị tiên sinh. Ừ, thập nhị tiên sinh gật gật đầu, nhìn về phía ảo ảnh Lý Bình An, hơi hơi thi lễ mở miệng thanh thúy nói, triệu hân duyệt ra mắt công tử. Lý Bình An nhíu mày một chút, tay vung lên, tử thanh song kiếm lập tức bay trở về, chắn ngang trước ảo ảnh Lý Bình An. Triệu Hân Duyệt cũng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nắm lại sách vào trong tay. Triệu Hân Duyệt cười nói, chưa từng nghĩ ở nơi Tây Vực, hoang dã còn có thể nhìn thấy một thiên kiêu đại tài như công tử, nhưng không biết công tử vì sao phải giết bọn hắn. Lý Bình An đánh giá Triệu Hân Duyệt nói, ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ. Triệu Hân Duyệt gật gật đầu, nhìn ảo ảnh Lý Bình An nói, có thể nói như vậy, còn thỉnh công tử giải thích nghi hoặc, nếu như bọn họ đối lý, ta sẽ bồi tội với công tử. Nhưng nếu là công tử ý thế hiếp người, vậy tại hạ liền phải lĩnh giáo thủ đoạn của công tử. Lý Bình An ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bạch Vân nói, nói, sao lại thế này? Bạch Vân đã đứng bên cạnh thanh vũ thanh tuyết, nghe được Lý Bình An hỏi chuyện, vội vàng cung kính nói, quan chủ, sau khi chúng ta rời khỏi đạo quan, một đường bắc hành, đám người thạch hạo bởi vì ham chơi nên lạc đường, đi đến thôn này, được thôn trưởng ở đây thu lưu. Ban nãy, Khánh Quốc Thái Tử mang theo một đám người đi vào thôn, không nói hai lời liền muốn bắt giữ tế linh, chọc thôn dân giận dữ, thề sống chết liều mạng. Lúc này bọn Thạch Hạo mới trượng nghĩa ra tay, đại chiến cùng bọn họ, tiếc là nhất giai chi cảnh không phải đối thủ của bọn họ, thậm chí Thạch Hạo còn đánh ngang tay với một thư sinh nhị cấp. Khánh Quốc Thái Tử hạ lệnh Hồng Công công ra tay, chóc nã đám thanh tuyết, bị ta ngăn lại. Bần đạo thế đơn lực mỏng dừng ở thế hạ phong, lúc này thanh tuyết mới truyền âm cầu cứu lý bình an nhìn về phía triệu hân duyệt không vui nói ngươi đều nghe được tới cửa đánh giết tế linh còn muốn tàn sát dân thường đây cũng là chuyện mà người đọc sách có thể làm triệu hân duyệt cúi đầu nhìn về phía thái tử hỏi hắn nói đều là sự thật thái tử nhịn không được cãi lại thập nhị tiên sinh chỉ là một đám tiện dân mà thôi ánh mắt triệu hân duyệt có chút thất vọng hơi hơi lắc lắc đầu nàng nhìn xuống thư sinh đầy đất nói đọc sách luyện khí để ý hoài nhân nghĩa đám các ngươi đã bước vào cánh cửa tu luyện lại nảy sinh tâm tính kiêu ngạo ngang ngược làm bậy như thế đã không hợp với thư viện chúng ta hôm nay phế tu vi các ngươi lấy làm khiển trách tất cả thư sinh đều biến sắc mặt một đám vội vàng quỳ xuống đất xin tha thập nhị tiên sinh ta sai rồi tha cho ta đi thập nhị tiên sinh cha ta là thành chủ đừng phế tu vi ta thập nhị tiên sinh chúng ta biết sai rồi thập nhị tiên sinh chúng ta còn hữu dụng chúng ta sắp vào trận ngươi không thể làm như vậy chúng ta là an khánh thư viện đệ tử không phải hạo nhiên thư viện ngươi không thể phế tu vi chúng ta tất cả thư sinh kinh hoàng kêu lên chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio triệu hân duyệt nhẹ nhàng vung tay lên một mảnh bạch quang tưới xuống chuẩn xác rơi vào trong cơ thể mỗi một thư sinh bao gồm vương trấn vũ nhị cấp kia phốc 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 một đám thư sinh học ra một ngụ máu tươi ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệch lộ vẻ tuyệt vọng vương trấn vũ ngã ngồi trên mặt đất thê thảm cười nói ha 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 mấy chục năm tu vi đã mất sạch thư viện ha ha thư viện sau đó hắn lảo đảo đứng dậy bỏ chạy vào trong núi rừng dường như đã điên rồi triệu hân duyệt nhìn về phía lý bình an nói như thế đã vừa lòng lý bình an gật gật đầu nói nhưng nhưng thái tử như thế nào triệu hân duyệt do dự một chút nói thái tử chính là khánh quốc thái tử ta không tiện ra tay trừng phạt ta sẽ đem việc này báo cho khánh quốc bệ hạ từ khánh quốc bệ hạ trừng phạt Ừ, cũng được. Đối với vị thái tử này, Lý Bình An cũng không dám bức bách quá mức, dựa theo thánh chỉ ban nãy mà nói, thì khánh quốc hoàng đế kia có tu vi rất cao. Bản thân có được uy phong, như hiện tại hoàn toàn là nhờ vào uy thế của tử thanh song kiếm, nhưng chỉ dùng được một lần, còn thực lực bản thân thì kém xa. Vạn nhất bức bách quá mức, rước lấy khánh quốc hoàng đế báo thù, còn không phải ở trong tam thanh quan cố thủ cả đời ư. Dù sao hai cao thủ hoàng cung ra tay kia đã bị trọng thương, cũng không thiệt gì mấy. Lý Bình An nhìn về phía Bạch Vân, nhàn nhạt nói, dẫn bọn hắn trở về đi. Thân ảnh mở đi rồi biến mất. Tử Thanh song kiếm từ trên trời giáng xuống, keng một tiếng cắm vào trong núi đá trước mặt Thanh Vũ Thanh Tuyết. Tử Thanh quang mang chậm rãi tan đi. Bạch Vân cung kính khom lưng nói, vâng. Triệu Hân duyệt cúi đầu nhìn về phía đoàn người Thái tử, nói, trở về đi. Sau đó bước ra một bước, thân ảnh biến mất giữa không trung. Hồng công công, Đinh Cung lệnh chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, thân thể còn đang hơi hơi run lên. Thôn dân xa xa vừa thù hận vừa khoái ý nhìn bọn họ, còn có mấy người cười lên ha hả. Đi. Thái tử sắc mặt xanh mét bước đi, căn bản không quan tâm đến chuyện sống chết của đám thư sinh đang nằm trên mặt đất. Ngự thú tông đại trưởng lão, hồng công công, đinh cung lệnh đuổi kịp, hộ vệ ở hai bên trái phải thái tử. Ánh mắt khúc chỉ đại thần lập lòe mấy cái, thân ảnh cũng biến mất giữa không trung. Thắng. Chúng ta thắng rồi. Ha ha. Đa tạ thanh tuyết cô nương, Thanh Vũ cô nương, Thanh Thạch công tử trượng nghĩa ra tay. Cảm ơn. Thiết ngư ta cảm ơn các ngươi đã cứu tế linh chúng ta. Thôn dân hưng phấn hoan hô. Thanh Vũ đắc ý phất tay kêu lên, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đây là việc đạo môn đệ tử chúng ta nên làm. Hai nữ hài rút trường kiếm ra khỏi núi đá. Thạch hạo cầm khối vải màu vàng tung ta tung tăng từ trong rừng sâu chạy ra, vừa đến trước mặt hai nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn trường kiếm trong tay cả hai, tỏ ra hâm mộ nói, kiếm của các ngươi thật lợi hại, cảm giác nó lợi hại hơn binh khí của ta nhiều. Thanh Vũ đầy hoài nghi nhìn vào trường kiếm trong tay, nói, vì sao sư phụ sử dụng nó lại lợi hại như vậy? Chúng ta sử dụng thì rất bình thường. Bạch Vân đứng ở bên cạnh, vuốt tròm dâu cười nói, lấy tu vi của quan chủ, cho dù là dùng hai cộng cỏ cũng có thể bổ đôi sơn hà. Thanh Vũ mất mắt nói, thì ra không phải do kiếm của ta lợi hại. Keng một tiếng cha lại kiếm vào trong vỏ, lại nhìn hai khối vải rách trong tay thạch hạo, hỏi, ngươi cầm thứ gì thế? Thạch Hạo vung vẩy vải rách, đắc ý nói, "Thánh chỉ, có thể ngăn cản một chiêu của sư phụ, nhất định rất lợi hại, ta nhặt về. Xin lỗi cái vị." Đám người Thạch Hạo đang hưng phấn nói chuyện với nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên lưng cõng hắc dù, eo đeo trường kiếm đi tới, đứng ở phía trước cách đó không xa. Thạch Hạo xoay người, nghiêng đầu nhìn Ninh Khuyết nói, "Ta nhớ rõ ngươi, ngươi cùng một đám với bọn họ." Ninh Khuyết liên tục lắc đầu nói, "Hiểu lầm, ta và bọn họ chỉ là béo nước gặp nhau, ước hẹn tới núi non hoang dã thám hiểm mà thôi, cũng không thâm giao. Thạch Hạo gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm túc nói, vừa rồi ngươi không có ra tay, ta tin ngươi." Ninh Khuyết tươi cười nói, "Đa tạ tiểu huynh đệ tín nhiệm." Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết, dùng âm thanh non nớt hỏi, "Ngươi tới là để làm cái gì?" Ninh Khuyết nhìn đám thư sinh suy sút trên mặt đất, nói, "Có thể để ta dẫn bọn hắn ra ngoài không?" Thanh Tuyết gật gật đầu nói, "Có thể. Chúng ta lại không muốn giữ bọn họ lại." ninh khuyết ôm quyền nhất bái nói đa tạ sau đó xoay người đi đến chỗ nhóm thư sinh nâng bọn họ lên mang theo bọn họ chậm rãi rời đi bạch hiểu thuần từ trong thôn chạy ra chạy đến bên đám người thạch hạo ôm lấy cánh tay thạch hạo hưng phấn kêu lên thật là lợi hại các ngươi đều thật là lợi hại thanh vũ đắc ý nói đó là đương nhiên chúng ta đều là tam thanh quan đệ tử đại bạch chư cùng bạch hồ cũng chậm rãi đi tới bạch hồ đứng thẳng lên ôm quyền cảm tạ mọi người hai mắt thanh vũ lập tức sáng lên vui vẻ hô, đáng yêu quá. Tiến lên hai bước, ngồi xổm trước mặt Bạch Hồ, nhỏ giọng nói, ta có thể ôm ngươi một cái không? Bạch Hồ sừng sốt, thanh vũ hưng phấn kêu lên, ta coi như người đáp ứng rồi. Một tay ôm Bạch Hồ vào trong ngực, vui sướng đứng lên nhảy nhót, lại dùng mặt cọ cọ. Bạch Hồ ngây ra, vẻ mặt ghét bỏ dùng chân trước đẩy thanh vũ ra, ê, người tôn trọng ta chút đi, ta chính là tinh quái. Thanh vũ nhìn về phía thanh tuyết, cười hì hì nói, tỷ, nó rất đáng yêu. Thanh Tuyết nhìn Bạch Hồ, trong mắt cũng sáng rực lên, nhưng vẫn đè nén yêu thích trong lòng xuống, răn dậy nói, "Tiểu Vũ, mau buông nó xuống, ngươi làm vậy là không tốt." "À." Thanh Vũ hậm hực đặt Bạch Hồ ở trên mặt đất, sờ sờ Bạch Hồ nói, "Sau này ngươi nhất định phải chú ý an toàn đó." Lại lấy ra một tấm truyền âm phù đưa cho Bạch Hồ, nói, "Nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi cứ nói với cái phù triện này là phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh ta sẽ bảo sư phụ cứu ngươi." Trong mắt Bạch Hồ lóe lên ý cười, nó vươn chân vỗ vỗ tay nhỏ của Thanh Vũ. Thanh Vũ cười hì hì đứng lên. Bạch Vân nói, chúng ta cần phải đi. Quan chủ ra lệnh cho chúng ta trở về. Thanh Vũ tiếc nuối nói, được rồi. Sau đó xoay người vẫy tay với nhóm thôn dân, kêu lên, chúng ta phải đi. Cái gì? Các vị tiểu thư công tử phải đi. Thôn dân theo bản năng nóng nảy lên, sốt ruột nhìn Thanh Tuyết Thanh Vũ, sôi nổi kêu la. Có thể không đi hay không? Chúng ta sẽ chiêu đãi các người thật tốt. Lưu lại được không? đều câm miệng cho ta thôn trưởng quát một tiếng chói tai áp toàn bộ âm thanh kêu la xuống thôn trưởng dân dạy ba vị tiểu công tử tiểu tiểu thư vốn dĩ không phải người trong thôn chúng ta mấy ngày này bọn họ đã ở lại nơi này giúp chúng ta trị liệu bệnh tật còn bảo hộ chúng ta đây đã là ân tình lớn lao sao các ngươi còn không có mặt mũi yêu cầu bọn họ lưu lại lúc này chúng thôn dân mới phục hồi lại tinh thần nhớ ra mấy ân nhân cứu mạng này không phải người trong thôn bọn họ kích động trong lòng lập tức tan đi nhất thời cảm thấy vắng vẻ thôn trưởng chậm rãi không người, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, lão hủ đa tạ công tử tiểu thư cứu thôn chúng ta. Số thôn dân còn lại cũng lục tục quỳ xuống, cùng kêu lên, đa tạ mấy vị công tử tiểu thư cứu thôn chúng ta. Thanh tuyết vội vàng tiến lên, nâng thôn trưởng dậy, cuống quýt nói, thôn trưởng ra ra, ngài mau đứng lên. Thôn trưởng rằng có quỳ trên mặt đất, nói, đại ân của các vị công tử tiểu thư, chỉ e thôn chúng ta vô lực báo đáp, thôi thì để lão hù cung kính tiễn các vị công tử tiểu thư rời đi. Này, Thanh Tuyết nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân vuốt tròm dâu, cười nói, chúng ta đi thôi. Thanh Tuyết buông thôn trưởng ra, lùi ra sau hai bước, xoay người cùng Thanh Vũ, Thạch Hạo đi theo bước chân Bạch Vân, khuất dạng trong núi rừng. Bạch Hiểu Thuần đứng bên cạnh Đại Bạch Trư, đôi mắt ngập nước không nỡ, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Tiểu Thạch đầu, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, ta còn có thể gặp lại các ngươi sao? Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, vẫy vẫy tay nhách miệng cười nói, ta sẽ trở về xem ngươi, bạch hiểu thuần dưng dưng dùng sức gật đầu thời điểm đại chiến kết thúc lý bình an đứng trước tam thanh quan chậm rãi buông lỏng tay thanh phong đứng ở bên cạnh hơi hơi khom lưng kính sợ nhìn lý bình an lý bình an nhếch miệng cười nói như thế nào không quen biết bấy giờ đáy lòng thanh phong mới nhẹ nhõm đây mới là quan chủ quen thuộc mà mình biết bình dị gần gũi thanh phong nhịn không được hỏi quan chủ ban nãy dị trạng trên không trung là do ngài động thủ tranh đấu với địch nhân sao đúng vậy Lý Bình An tay cầm phất trần tiến vào trong đạo quan. Thanh Phong vội vàng theo ở phía sau, sung bái nhìn Lý Bình An hỏi, quan chủ, địch nhân là ai? Rất lợi hại sao? Là ai? Lý Bình An suy nghĩ một chút, tùy ý nói, một lão nhân mặt trắng không có dâu, một lão thái bà, còn có một cuộn thánh chỉ, cuối cùng còn xuất hiện thập nhị tiên sinh gì gì đó nữa. Thanh Phong cả kinh kêu lên, thánh chỉ, là khánh đế. Chẳng lẽ đối phương là người của Hoàng Cung? Lý Bình An gật đầu đáp, Đúng vậy, hình như còn có một thái tử gì gì đó nữa, không quá để ý. Thanh Phong nhịn không được hưng phấn kêu lên, quan chủ, Khánh Đế chính là đệ nhất cao thủ của Khánh Quốc. Đệ nhất cao thủ sao? Lý Bình An, nhíu mày một chút, tán thành gật đầu nói, xác thật rất lợi hại. Từ hôm nay trở đi, chỉ e đệ nhất cao thủ của Khánh Quốc sẽ thuộc về công tử. Một giọng nói thanh thúy vang lên. Lý Bình An vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử ôn nhã mặc bạch y tay cầm quyển sách, từ không trung đi xuống dừng ở trước đại môn đạo quan trong lòng lý bình an hơi khựng lại một chút theo bản năng hỏi sao ngươi lại tới đây triệu hân duyệt cười nói bởi vì tò mò cho nên tới không chào đón sao lý bình an vội vàng nói đương nhiên hoan nghênh có thể vào đạo môn đều có duyên mời vào triệu hân duyệt từ đại môn đi vào tò mò nhìn khắp nơi xung quanh lý bình an buông lỏng tâm thần cũng may nàng không có ác ý thanh phong ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi quan chủ nàng là ai vị này chính là thập nhị tiên sinh triệu hân duyệt nhìn về phía thanh phong trong mắt hiện lên một tia kinh diễm ôn nhu cười nói vị muội muội này có thể kêu ta hân duyệt tỷ thanh phong chán nản đáp đại tỷ ta là nam nam triệu hân duyệt kinh ngạc nhìn thanh phong lý bình an gật gật đầu nghiêm túc nói lúc trước ta cũng tưởng là nữ cũng không biết một người nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy để làm gì triệu hân duyệt nhìn thêm hai lần trong mắt có chút hiểu rõ quả thực là nam nhi chỉ là quá mức tuấn mỹ thôi thanh phong ngây ra làm gì còn không mau đi chuẩn bị nước trà vâng thanh phong cúi đầu mím môi bước nhanh ra hậu viện triệu hân duyệt che miệng cười khẽ nói thời điểm giao thủ ban nãy ta còn tưởng rằng ngươi là loại người cao ngạo hờ hững không nghĩ tới ngươi cũng khá thú vị lý bình an cười nói trước mặt người khác cũng muốn giả vờ một chút bằng không lấy đâu ra khí độ cao thủ triệu hân duyệt chớp mắt hai cái cười hì hì nói sao bây giờ không giả vờ nữa Lý Bình An tùy ý nói, tự do tùy ý quen rồi, không giả vờ nổi nữa. Triệu Hân Duyệt lại nói, ngươi đây là sáng tỏ thân mình, tâm như trẻ sơ sinh, tu vi tâm cảnh rất cao thâm. Ta, tu vi tâm cảnh cao thâm. Lý Bình An khó có thể tin chỉ vào chính mình nói. Triệu Hân Duyệt gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Lý Bình An. Lý Bình An bật cười nói, ngươi nói sao thì là vậy đi. Triệu Hân Duyệt lộ ra tươi cười, nhìn khắp nơi một hồi, nghi hoặc nói, lấy tu vi của ngươi đều có thể tạo ra một mảnh thiên địa riêng cho mình ở tam vực khác, sao lại không tiếng tăm gì mà ẩn cư tại Tây vực chứ?" Lý Bình An nhìn về phía đại điện, nói, "Đây cũng không phải chuyện ta có thể quyết định, đây là ý tứ của sư tổ." Triệu Hân Duyệt cũng nhìn về phía đại điện, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ trên ngươi còn có tông môn trưởng bối sao?" Lý Bình An phục hồi tinh thần, lắc đầu cười nói, "Không có, chỗ đó là pho tượng của sư tổ thôi." Triệu Hân Duyệt bừng tỉnh nói, nhất định là tiền bối của môn phái các ngươi đặt tông môn ở nơi này nên ngươi cũng không dễ rời đi đúng không ngươi có thể lý giải như vậy triệu hân duyệt trấn an nói ngươi vẫn nên đến tam vực khác trọng lập môn phái tây vực thật sự có chút bần hàn thành tựu sau này cũng sẽ hữu hạn lý bình an cười ha hả nói vẫn là đừng nói ta nếu ngươi nói tam vực khác tương đối tốt hơn vì sao cũng lưu tại tây vực triệu hân duyệt cười hì hì nói ta chính là từ đông vực tới đây sau đó hơi thi lễ nói đông vực hạo nhiên thư viện triệu hân duyệt ra mắt công tử lý bình an ôm quyền chắp tay thi lễ nói đạo môn tam thanh quan lý bình an gặp qua cô nương thì ra ngươi tên là lý bình an lý bình an cười nói mời triệu cô nương cùng ta ra hậu viện dùng trà triệu hân duyệt gật gật đầu đi theo lý bình an đến hậu viện dọc đường đi tò mò quan sát chung quanh thấy bố cục kiến trúc nơi này rất bất đồng với trong thư viện lý bình an vừa đi vừa tò mò hỏi không biết vì sao bọn họ kêu triệu cô nương là thập nhị tiên sinh Rõ ràng ngươi là một nữ tử, cho dù đứng hàng thứ 12 cũng nên gọi là thập nhị tiểu thư chứ." Triệu Hân Duyệt cười nói, bởi vì ta là đệ tử thứ 12 của phu tử, cho nên bọn họ đều kêu ta thập nhị tiên sinh, tiên sinh có nghĩa là lão sư. "Phu tử?" Trong đầu Lý Bình An lập tức theo bản năng mà hiện lên cảnh tượng, một lão giả cưỡi xe bò chu du các nước, liền vội vàng hỏi, "Triệu cô nương, phải chăng phu tử mang họ Khổng?" Triệu Hân Duyệt mở mịt lắc đầu nói, "Không phải, phu tử họ Lỗ." "Không phải sao?" trong lòng lý bình an vừa nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối triệu hân duyệt tò mò hỏi vì sao công tử cho rằng phu tử họ khổng bởi vì ta cũng biết một phu tử hắn được gọi là khổng phu tử thế nhân tôn xưng khổng thánh nhân ngữ khí mang theo tôn kính triệu hân duyệt suy nghĩ một hồi lắc đầu nói vậy nhất định là ngươi nhớ lầm rồi hạo nhiên thư viện ta thành lập mấy chục năm chưa từng xuất hiện một phu tử họ khổng nào cả khi nói chuyện hai người đi vào đại sảnh lý bình an đi đến trước ghế chủ vị lại vươn tay mời, mời Thập Nhị Tiên Sinh ngồi. Triệu Hân Duyệt gật gật đầu, ngồi ở phía bên trái chủ vị. Thanh Phong dùng khay bưng hai ly trà tiến vào, lần lượt đặt trước mặt Lý, Bình An và Triệu Hân Duyệt, sau đó lui ra ngoài. Lý Bình An nâng chung trà lên cười nói, "Thỉnh dùng." Triệu Hân Duyệt nâng chung trà lên nếm một ngụm, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, hương vị trà này hơi kỳ kỳ. Lý Bình An uống một ngụm, đắc ý nói, "Trà này của ta chính là mua ở trong thành." là thượng đẳng hào trà, giá cả không rẻ đâu, một ngân châu được có ba cân, người uống nhiều chút. Một ngân châu ba cân, đó không phải lá cây sao? Triệu Hân Duyệt thầm nghĩ thế, nhưng nhìn kỹ lại thấy Lý Bình An uống rất vui vẻ, lúc này mới chắc chắn hắn quả thực không cố ý keo kiệt với mình. Trong lòng liền câm nín một trận, đường đường là đại cao thủ ngũ cấp trở lên, cuộc sống lại thanh bẩn đến vậy sao? Nàng đặt chén trà lên trên bàn, cười nói, Lý Công Tử có thể nói cho ta nghe chuyện của khổng phu tử kia không? khổng phu tử sao lý bình an thần sắc phức tạp nói tiếp khổng tử giáng sinh trời giáng kỳ lân miệng phun ngọc thư trên viết thủy tinh tri tử kế suy châu vi tố vương chính ở tài đức sáng suốt khổng tử sau khi lớn lên đã từng đến cầu học với đạo môn tổ sư ta sau khi cầu học thành công liền hành tẩu thiên hạ trở thành thánh hiền một thế hệ triệu hân duyệt cao mày suy tư nói chỉ có chừng đó sao lý bình an cười ha hả nói hắn là thánh nhân một thế hệ bởi vậy trong đạo quan ta cũng có ghi chép lại lời nói việc làm của hắn để ta đọc vài câu ngươi cho ngươi nghe một chút triệu hân duyệt lập tức cảm thấy hứng thú tuy không tin khổng tử kia thật sự là thánh hiền nhưng có thể được người trước mắt tôn sùng như thế tất có chỗ hơn người lý bình an nói tử rằng học mà khi tập chi bất diệt thuyết hồ có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng người không biết mà không giận không cũng quân tử chăng tử rằng ngô ngày tam tỉnh ngô thân làm người mưu mà bất trung chăng cùng bằng hữu giao mà không tin chăng truyền không tập chăng tử rằng, trong ba người, tất có thầy ta. Chọn này thiện giả mà từ chi, này không tốt giả mà sửa chi. Tử viết, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Lý Bình An đọc vài câu, Triệu Hân Duyệt nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận, từng tiếng như chuông rền vang lên trong óc, sắc mặt nàng chậm rãi thay đổi, vẻ mặt là không thể tưởng tượng nổi, bàn tay nắm quyển sách hơi run lên. Này, này thật là thánh hiền. Lý Bình An ngừng một lát, cười nói, như thế nào? Triệu Hân Duyệt đột nhiên mở mắt ra, bất ngờ đứng lên chân nàng đụng vào ghế nghe kịch một tiếng nàng kích động hỏi còn nữa không hẳn còn phía dưới nữa chứ lý bình an chỉ đầu mình cười ha hả nói ta không phải người đọc sách như các ngươi cho nên không nhớ được đầy đủ triệu hân duyệt vội vàng hỏi có sách không lý bình an tiếc nuối nói truyền thừa của tam thanh quan ta quá mức xa xăm rất nhiều đồ vật chân quý đều thất lạc triệu hân duyệt có chút khổ sở nói tại sao lại như vậy người này tuyệt đối là thánh hiền nho gia ta vì sao thư viện không có ghi lại nàng vội vàng ngồi xuống mở sách trong tay ra tay còn lại duỗi ra một cây bút lông xuất hiện bắt đầu ghi chép vào sách sau khi viết xong liền ngẩng đầu nhìn lý bình an tỏ vẻ không cam lòng nói thật sự không còn sao hiện tại thật sự nghĩ không ra chờ ta nhớ tới nhất định nói cho ngươi triệu hân duyệt thu hồi bút khép lại quyển sách nắm ở trong tay đứng lên cung kính nhất bái nói đa tạ lý công tử nói cho biết chuyện khổng phu tử tiểu nữ tử vô cùng cảm kích Lý Bình An đứng lên, cười nói, không cần như thế, Khổng Phu Tử là thánh hiền một thế hệ, có thể khiến danh hào hắn vang xa ở đây, ta cũng rất muốn. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sư phụ, chúng ta đã về rồi." Thanh âm nghịch ngợm từ bên ngoài truyền vào, Thanh Tuyết Thanh Vũ cầm tay nhau chạy vào hậu viện. Triệu Hân Duyệt đứng lên, nhìn ra bên ngoài, vừa vặn thấy Thanh Tuyết Thanh Vũ chạy đến đại sảnh. Hai người khựng lại, kêu lên sợ hãi theo bản năng lui về sau một bước, thanh vũ biểu môi nhìn triệu hân duyệt nói, sao ngươi lại tới đây? lý bình an răn dạy nói, thanh tuyết, thanh vũ không được vô lễ, mau bái kiến thập nhị tiên sinh. thanh tuyết ôm quyền chắp tay thi lễ, nói, bái kiến thập nhị tiên sinh. thanh vũ cũng tâm bất cam tình bất nguyện chắp tay thi lễ biểu môi nói, bái kiến thập nhị tiên sinh. triệu hân duyệt cười nói, nữ hài đáng yêu quá. lý bình an đắc ý nói, ta cũng cảm thấy như vậy. thanh tuyết thanh vũ trải qua tu luyện. Làn da càng thêm trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, có vẻ rất có linh tính. Triệu Hân Duyệt bật cười nói, "Ngươi thật sự không khách khí chút nào." "Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, vì sao phải khách khí? Nếu nói các nàng kém cỏi, chẳng phải là không công bằng với các nàng?" "Có lý." Triệu Hân Duyệt hơi hơi gật đầu. Thanh Tuyết Thanh Vũ cúi đầu, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhấp miệng cười trộm. Lý Bình An ý cười nói, "Đi ra ngoài chơi đi. Vì sư có một số việc muốn nới với thập nhị tiên sinh." Thanh Vũ thẻ lưỡi, nghịch ngợm nói, "Vâng, sư phụ." Thanh Tuyết cung kính thi lễ với Lý Bình An, mang theo Thanh Vũ nghịch ngợm chạy ra bên ngoài. Lý Bình An cười lên ha hả, đối với hành vi có gan ra tay của các nàng lần này, hắn vẫn rất vừa lòng. Từ xưa, đạo môn quý sinh, độ người vô lượng, khác hẳn với Phật môn. Đệ tử Phật môn thường nói từ bi làm đầu, bái Phật niệm kinh, mà đạo môn đệ tử lại là loạn thế xuống núi, an ổn sơn hà, cho dù thực lực thế nào, có gan ra tay chính là một loại thể hiện của đạo tâm triệu hân duyệt truy hỏi lý công tử có thể nói cho ta nghe những chuyện khác về khổng phu tử không có thể chứ năm đó khổng tử từng mang theo đệ tử chu du các nước trong thời gian đó xảy ra không ít chuyện ta sẽ chọn vài chuyện kể cho ngươi nghe chu du các nước cũng không khó hiểu đệ tử ở thư viện sau khi học hành thành tựu cũng thường chọn ra ngoài du lịch củng cố học thức triệu hân duyệt chờ mong nhìn lý bình an lý bình an suy nghĩ một hồi nói chuyện đầu tiên gọi là khổng tử bái sư có một ngày khổng tử mang theo đệ tử của hắn lái xe đi đến tấn quốc chờ một chút triệu hân duyệt nhìn về phía lý bình an nghi hoặc hỏi tấn quốc là quốc gia nào vì sao ta không nghe nói qua lý bình an ho khan một tiếng nói là một quốc gia cổ xưa trong sách không có ghi lại nếu tấn quốc có thánh hiền lão sư tất nhiên sẽ không yên lặng vô danh thập nhị tiên sinh tiếp tục truy hỏi ngươi còn muốn nghe nữa không ta nghe triệu hân duyệt ngoan ngoãn ngồi yên lý bình an tiếp tục nói lúc bọn họ hành tẩu trên đường lớn gặp một hài đồng đang ở giữa đường dùng gạch ngói chơi đùa triệu hân duyệt cười nói đây là trong ba người tất có thầy ta mà ngươi vừa mới nói sao lý bình an gật gật đầu cười nói đúng vậy còn nữa không còn ta giảng ngươi nghe chuyện khác lý bình an giảng triệu hân duyệt nghe hai người ngẫu nhiên còn nghị luận một phen không khí hòa hợp lúc hai người nói chuyện thời gian chậm rãi trôi đi trời gần về tối Lý Bình An nhìn thoáng qua sắc trời tối đen, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uyển chuyển nói, thập nhị tiên sinh, trời đã tối, không thì chúng ta chọn ngày khác nói tiếp. Triệu Hân Duyệt nhìn thoáng qua bên ngoài, tiếc nuối nói, thời gian trôi thật nhanh. Lý Bình An cười nói, nếu thập nhị tiên sinh không ngại, có thể ở chỗ chúng ta dùng xong cơm chiều hãng đi. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An, tươi cười nói, được thôi. Lý Bình An tức khắc sừng sốt một chút, cô nương ngươi không câu nệ gì sao, thường thường loại tình huống thế này đều nên cự tuyệt mới đúng chứ triệu hân duyệt tươi cười như hoa nhìn lý bình an trong mắt mang theo một chút chế nhạo lý bình an vội vàng đứng dậy nói thập nhị tiên sinh chờ một chút ta đi bỏ bạch vân chuẩn bị cơm chiều hắn bước nhanh đi ra đại điện quay người lại biến mất triệu hân duyệt cười khẽ híp mắt nhìn bên ngoài cùng hắn ở bên nhau có một cảm giác thật thoải mái không gò bó không phân chia địa vị cao thấp chỉ cần bình đạm tường hòa quả là một người rất thú vị rõ ràng có tu vi cao siêu lại cam tâm ẩn thân nơi sơn giã tâm tư thuần pháp không hề có sự tàn nhẫn hay cố chấp của tu luyện giả loại người này có lẽ trên đời rất ít qua một hồi lâu thạch hạo nhảy chân sáo tới đứng bên ngoài đại sảnh cười nói đại tỷ tỷ sư phụ kêu người tới ăn cơm hôm nay ăn lẩu triệu hân duyệt đứng lên đi theo thạch hạo ra bên ngoài trong một cái đình hóng gió bên cạnh hồ nước đã sắp đặt một nồi lẩu mà đám người lý bình an đang vô cùng mất hình tượng ngồi trên mặt đất triệu hân duyệt đi tới hơi hơi thì lễ nói lý công tử lý bình an tươi cười nói không cần khách khí như vậy ngồi tùy tiện ngồi triệu hân duyệt cũng tùy ý ngồi ở bên cạnh lý bình an không hề e ngại nàng tò mò nhìn nồi nước đang sôi lên sùng sục hỏi cái này chính là lẩu lý bình an gật đầu nói đúng vậy món ăn đặc biệt của tam thanh quan ta muốn ăn gì thì tự mình nhúng thử đi nói xong hắn tự mình gắp một khối măng lên bỏ vào trong nồi nhúng một hồi sau đó gắp lên ăn đám người thanh phong bạch vân cũng vui vẻ bỏ thứ mình thích ăn vào trong nồi triệu hân duyệt cũng học tập gắp một miếng thịt lên bỏ vào trong nồi chờ một hồi lại lấy lên ăn tinh tế nhấm nuốt quả nhiên hương vị rất khác ánh mắt triệu hân duyệt sáng lên ăn ngon mấy người cười vui tranh nhau ăn sau khi ăn xong mọi người cùng ngồi trên cỏ ngắm trăng ánh mắt triệu hân duyệt có chút buồn bã đã bao lâu rồi nàng không được tùy ý thế này lại quay đầu nhìn lý bình an hắn thật sự khác với mình. Thanh tuyết thanh vũ rúc vào bên người Lý Bình An, ngẩng đầu nhìn không chung đầy ánh sao trời. Thanh vũ đột nhiên hỏi, sư phụ, thường Nga tiên tử còn ở trên mặt trăng không? Triệu hân duyệt sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thanh vũ, ánh mắt mở mịt. Người đang nói gì thế? Thường Nga tiên tử lại là ai? Sao trên mặt trăng lại có người? Lý Bình An nói, con nghĩ nàng có còn ở đó không? Thanh Vũ liên tục gật đầu, nghiêm túc nói, con cảm thấy, thường nga tiên tử vẫn còn ở trên mặt trăng nhất định quảng hàn cung rất xinh đẹp triệu hân duyệt nhịn không được hỏi thường nga tiên tử là ai sao nàng lại ở trên mặt trăng thanh vũ cười hì hì nói thường nga tiên tử là nữ thần mặt trăng dĩ nhiên nàng phải ở trên mặt trăng rồi triệu hân duyệt chấn động tâm thần nữ thần mặt trăng theo bản năng lắc đầu nhìn bầu trời vẻ mặt ngưng trọng chẳng lẽ trên mặt trăng cũng có sinh linh nữ thần ánh trăng là chúa tể sinh linh trên mặt trăng sao Lý Bình An cười nói: "Thập nhị tiên sinh, ngươi xem hôm nay cũng không còn sớm, gà cũng không gọi, cẩu cũng không cắn, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi." Triệu Hân Duyệt phục hồi tinh thần, nghịch ngợm chớp mắt với Lý Bình An, nói: "Trời tối rồi, nữ hài đi đường ban đêm rất không an toàn, ta định tá túc ở chỗ này của Lý công tử một đêm, chẳng biết có được không?" Lý Bình An kinh ngạc kêu lên: "Tá túc ở chỗ này của ta?" Triệu Hân Duyệt gật gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn Lý Bình An: vốn dĩ nàng cũng không có ý ở lại thương man sơn mạch đêm nay nhưng mà bên trong thương man sơn mạch đột nhiên xuất hiện một cao thủ ngũ cấp trong lòng có điều hoài nghi mới đến tra xét một phen không nghĩ tới càng ngày càng phát hiện nơi này thật kỳ quái chẳng những có nho gia thánh hiền mà ngay cả hạo nhiên thư viện cũng không có ghi chép lại còn bảo trên ánh trăng có nữ thần mặt trăng trong lòng nàng hiếu kỳ đương nhiên không thể dễ dàng rời đi lý bình an không biết nói gì hơn nữ hải đi đường đêm đúng là không an toàn thật nhưng có nói thế nào cũng không liên quan đến ngươi chứ Toàn bộ thương man sơn mạch này có thứ gì uy hiếp nổi ngươi sao? Triệu Hân Duyệt cười hì hì gật gật đầu nói, có chứ. Thôi, ngươi muốn ở lại thì cứ ở đi. Lý Bình An cũng hồn nhiên không thèm để ý nói. Bạch Vân nhịn không được kêu lên, quan chủ. Hắn biết tam thanh quan có bí mật. Một tông môn thời viễn cổ, chưa nói đến đạo pháp truyền thừa, chỉ riêng vấn đề hồng hoang đó thôi đã có thể dẫn lang sói tới. Tu vi quan chủ có siêu cường hơn nữa cũng thắng được phu tử sao lý bình an tùy ý cười nói bạch vân nếu tam thanh quan ta đã xuất thế tất nhiên là dấu không được không cần để ý bạch vân cúi đầu nói vâng ánh mắt triệu hân duyệt có chút nghi hoặc bọn họ đang bận tâm điều gì chẳng lẽ là có cường địch thanh tuyết lại không hề nhận ra băn khoăn của bạch vân nàng ôm cánh tay lý bình an cười nói sư phụ kể chuyện xưa kể chuyện xưa thanh tuyết cũng sáng mắt ngẩng đầu lên nhìn lý bình an lý bình an ngẫm nghĩ hình như mình kể cũng nhiều rồi chẳng lẽ giờ lại kể tây du ký nhưng thiên đình được khắc họa trong đó có hơi yếu một chút hay là kể tiểu thuyết trên internet tiểu thuyết internet ánh mắt lý bình an sáng lên cười nói ta kể cho các ngươi nghe chuyện xưa về thục sơn chiến kỷ vâng vâng thanh vũ thanh thuyết liên tục gật đầu chờ mong nhìn lý bình an câu chuyện này phải bắt đầu từ một thiếu niên tên đinh ẩn bái sư ở thục sơn trưởng giáo thục sơn là bạch mi chân nhân đứng đầu thiên địa nhận thấy đại kiếp nạn tiên thần lần thứ ba sắp xảy ra liền quyết định mở rộng sơn môn tuyển nhận môn đồ lý bình an kết hợp tiểu thuyết mình đọc ở kiếp trước với hình ảnh chiến đấu được thấy bên trong ngọc phù biên ra một câu chuyện hoàn toàn mới thục sơn sẽ võ đinh ẩn lấy vệ hồn bổng thắng được đại sư tỷ lý anh quỳnh đoạt được quán quân luận võ phụng mệnh xuống núi rèn luyện thanh vũ đã khi nào nghe loại chuyện thế này đâu đầu tiên là bắt đầu diệt môn sau đó sư đệ dưới áp lực bị khinh thường Nỗ lực rèn luyện cuối cùng được giải nhất, quá thú vị, quá kích thích. Ngay cả Triệu Hân Duyệt cũng nghe đến sáng mắt, hai lỗ tai dỏng lên. Thanh Vũ vội vàng thúc giục hỏi, "Sư phụ, còn có đâu? Còn nữa đâu?" Lý Bình An cười ha hả nói, "Hôm nay chỉ đến đây thôi." Thanh Vũ than khóc kêu, "Sư phụ, kể tiếp chút nữa đi, con ngủ không được." Bạch Vân cũng ngượng ngùng cười hắc hắc nói, "Quan chủ, nếu không ngài giảng thêm một chút, bọn họ đi vạn quật sơn rèn luyện sẽ gặp được thứ gì?" Lý Bình An đứng lên nói, được rồi đều đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải dậy sớm thanh tuyết thanh vũ các con mang thập nhị tiên sinh đi khôn viện thanh tuyết thanh vũ đứng lên uể oải nói vâng sư phụ bạch vân thanh phong thạch hạo cũng đứng lên cung kính nói vâng quan chủ ừ lý bình an gật gật đầu đi về phòng mình những người khác cũng sôi nổi tan đi chia ra hai viện khác nhau thanh tuyết thanh vũ lôi kéo triệu hân duyệt đi vào khôn viện đến trước cửa một gian phòng Thanh Tuyết nói: "Thập nhị tiên sinh, ngài ở phòng này đi, đồ vật ở trong đều mới cả." Thanh Vũ chỉ vào căn phòng bên cạnh, cười nói: "Đây là phòng của chúng ta, nếu ngài không thích có thể lựa phòng khác, phòng trong viện đều trống cả." Triệu Hân Duyệt cúi đầu cười nói: "Thế này đã rất tốt, cảm ơn các ngươi." Thanh Tuyết lộ vẻ tươi cười nói: "Không cần cảm ơn, đây là việc chúng ta phải làm." Thanh Vũ buông tay Thập nhị tiên sinh ra, nhảy nhót lôi kéo Thanh Tuyết sang gian phòng bên cạnh, đứng ở trước cửa phòng nhìn về phía Triệu Hân Duyệt cười hì hì nói, có chuyện thì gọi chúng ta nhé. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười, ừm. Một tiếng kéo kẹt vang lên, Thanh Vũ đẩy cửa phòng ra rồi đi vào trong. Triệu Hân Duyệt cũng đẩy cửa phòng của mình ra rồi đi vào, trong phòng tối om nhưng với thực lực của Triệu Hân Duyệt, đêm tối cũng không khác gì ban ngày lắm, bên trong gian phòng sạch sẽ gọn gàng. Ở giữa bày một cái bàn, trên mặt bàn có một bình hoa, bên trong bình hoa có một bó hoa đang nở rực rỡ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt bạch 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 giữa tiếng bước chân dày đặc thanh vũ chạy chậm đến trước cửa phòng của triệu hân duyệt đưa tay vỗ lên trên tường một tiếng ba giòn vang bên trong gian phòng bỗng nhiên sáng hẳn lên thanh vũ nghịch ngợm lẻ lưỡi với triệu hân duyệt ngượng ngùng nói vừa nãy quên nói với ngươi đây là phù đăng ánh mắt triệu hân duyệt lóe lên vẻ khác lạ phù đăng lại là cái gì vậy thanh vũ khoe khoang chỉ vào nóc phòng nói nơi đó chính là nhật quang phủ chỉ cần kết nối vào lộ văn của trận pháp là có thể chiếu sáng người thử một chút xem triệu hân duyệt mang theo sự hiếu kỳ vỗ vào một cái nút phía trên tường bột một tiếng nút bấm bắn ra trong phòng lập tức tối om lại vỗ một cái trong phòng lại đột ngột sáng lên thanh vũ đắc ý nói lợi hại chưa trong thành ở dưới chân núi cũng không có đâu triệu hân duyệt gật đầu đúng là rất thuận tiện thanh vũ đạt được điều mình muốn hưng phấn cười khanh khách quay đầu chạy ra ngoài triệu hân duyệt mỉm cười tiện tay đóng cửa phòng lại đi đến sau tấm bình phong trước mặt là một cái giường lớn làm bằng gỗ trên giường đặt chăn mềm làm bằng gấm vóc còn có rèm treo màu hồng phấn triệu hân duyệt ngồi ở mép giường mở sách trong tay ra nhìn chữ vừa mới ghi chép bên trên tử nói học thì phải luyện tập chẳng vui lắm sao có bằng hữu nơi xa đến thăm chẳng vui hay sao người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ thế chẳng phải là quân tử ư?" Ừ. Tăng Tử nói, "Mỗi ngày ta tự xét ba điều, lo việc cho người đã làm hết mình chưa, làm bằng hữu với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa, lời sư phụ dạy dỗ đã luyện tập chưa?" Triệu Hân duyệt dùng tay ngọc vuốt ve kiểu chữ, nói với vẻ tiếc nuối, "Khổng Tử xứng với danh xưng phu tử, vì sao thư viện ta không có một chút ghi chép nào? Chẳng lẽ thật sự là thánh hiền ở nơi sơn giã hay sao?" Xem lời nói ghi chép lại ở trên sách, càng xem càng cảm thấy chữ chữ thâm ảo, được ích lợi không nhỏ. Một bên khác, Lý Bình An bắt chéo chân nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng ban ngày bản thân đại phát thần uy ngự kiếm như tiên, chạm địch ngoài trăm dặm, phát ra một tiếng cười ngây ngô. Đinh! Trên đời này đã có đại năng giả tin tưởng sự tồn tại của khổng phu tử, ban thưởng một bản, luận ngữ. Đánh giá, 3.000 đệ tử của khổng tử có 72 hiền tài. Bản luận ngữ này là do một đệ tử không biết tên sao chép lại có khả năng kích phát một lần hạo nhiên chính khí, sau khi dùng xong đề nghị vứt bỏ. Trong nháy mắt, Lý Bình An bừng tỉnh vươn mình dậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, "Ồ oh, vậy mà còn có nhiệm vụ ban thưởng?" Trong lòng vội vàng nói, "Rút ra. Chờ một chút." Lý Bình An hoài nghi hỏi, "Không phải là giống như tử thanh song kiếm đấy chứ? Rút ra là phải sử dụng." Hệ thống im lặng không nói câu nào. Lý Bình An nói thầm, "Được rồi, lấy ra cũng vô dụng, giữ lại trước đã." Lý Bình An ngửa mặt tiếp tục nằm ở trên giường trong lòng vui mừng nói hệ thống sai rồi sao lần này ngươi lại không đánh giá cấp bậc cho ta cũng không làm ta bị tổn thương có phải là bị sự ưu tú của ta làm cho kinh hãi rồi hay không đinh hệ thống đã tuyệt vọng không muốn đánh giá ách khoái miệng lý bình an co giật hai lần ta đúng là miệng thối mới hỏi nó vấn đề này lý bình an yên lặng một lúc lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi hệ thống vì sao ngươi lại ban thưởng luận ngữ cho ta không phải ngươi là hệ thống đạo môn hay sao chẳng lẽ lại còn kiêm cả nghiệp vụ của nho gia đinh khổng phu tử từng là môn hạ của thái thượng đạo tổ có phải nếu ta tuyên dương lý niệm của nông gia mặc gia binh gia ngươi cũng sẽ thưởng cho ta thư tịch của các trường phái khác uy hệ thống ngươi nói chuyện đi chứ đêm khuya nhàm chán như vậy mau đi ra tâm sự lý bình an kiên nhẫn lầm bầm với hệ thống hệ thống lại không có phản ứng gì đêm khuya bạch gia thôn ở bên kia cũng có người không nghỉ ngơi Bạch Hiểu Thuần ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, dùng gậy gỗ khều đống lửa, ngơ ngác xuất thần, Đại Bạch Chư thì nằm ở sau lưng Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Đại Bạch Chư ghen tị nói, "Đại Bạch, ngươi cũng là yêu quái à? Các ngươi thật là lợi hại. Ngươi có thể dạy ta tu luyện không?" Đại Bạch Chư phát ra tiếng phì phì trong mũi, khinh bỉ nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần ném gậy gỗ vào bên trong đống lửa rồi đứng lên, hai tay chống nạnh, nói, "Đại Bạch, ta quyết định, ta muốn đi tìm Thạch Hạo." Đại Bạch chư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, hai mắt hiện lên sự kinh ngạc ngơ ngác, "Cái gì? Người muốn đi tìm đám hung nhân kia?" Nói làm là làm, Bạch Hiểu Thuần dùng thùng gỗ dội nước dập tắt đống lửa, tiện tay ném thùng gỗ đi, xoay người cưỡi lên đại bạch chư chỉ về phía trước, hăng hay nói, "Đại Bạch, chúng ta cùng nhau truy cầu vĩnh sinh đi." Đại Bạch chư trở mình một cái, trợn mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai cái tai to lớn chậm rãi lay động. Bạch Hiểu Thuần sốt ruột nói, "Đại Bạch, đi thôi." Đại Bạch chư vẫn không nhúc nhích. Bạch hiểu thuần xoay người nhảy xuống, chạy đến trước mặt Đại Bạch chư, ôm đầu heo của nó rồi nghiêm túc nói: Đại Bạch, ta thật sự rất muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn sống thật lâu, thật lâu. Đại Bạch chư nghiêng đầu đi, không nhúc nhích tí nào. Bạch hiểu thuần chớp mắt buồn bực: Đại Bạch, ngươi cũng là yêu quái, nhất định sẽ sống rất lâu, nhưng ta sẽ từ từ già đi, ta sẽ không đi được nữa, ta sẽ chết đi, rốt cuộc ngươi cũng sẽ không gặp được ta nữa động tác lắc tai của đại bạch chưa chậm rãi dừng lại ánh mắt lấp lóe lúc đầu bạch hiểu thuần chỉ muốn đánh bài tình cảm để cho đại bạch chưa mang mình đi tu luyện nhưng nghĩ đến sẽ có một ngày mình già đi sẽ không đi được nữa và sẽ chết thì cả người lập tức cảm thấy không ổn lắm trong lòng hoang mang rối loạn bạch hiểu thuần bối rối đại bạch van cầu ngươi mang ta đi tu luyện có được hay không đại bạch chưa do dự một lát chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc Ly cà phê nhé. Bạch Hiểu Thuần vui mừng kêu lên, Đại Bạch, người thật tốt. Hắn xoay người cưỡi lên Đại Bạch, kêu lên, giá. Đại Bạch chư nhảy vọt qua dòng suối nhỏ, đáp xuống bên phía đối diện, Bạch Hiểu Thuần sợ đến mức kêu A. À. Một tiếng, thiếu chút rớt xuống mặt đất, vội vàng tóm lấy hai cái tay lớn của Đại Bạch chư. Cái mũi của Đại Bạch chư co rúm lại, mang theo Bạch Hiểu Thuần nhanh chóng chạy về phía xa, thân ảnh linh hoạt xuyên qua núi rừng bạch hiểu thuần ghé lên trên thân đại bạch chư ôm chặt cổ đại bạch chư gió lạnh ban đêm thổi vù vù bên tai lớn tiếng kêu lên đại bạch người biết bọn thạch hạo đi nơi nào không hay là chúng ta đi tìm thạch thôn trước đi chắc thạch thôn sẽ biết chỗ ở của bọn hắn cái mũi của đại bạch chư co rúm lại trong mắt lóe lên tinh quang bên trong núi rừng không có ai là lão chư không tìm được bên dòng suối nhỏ một đạo bóng trắng hiện lên một đầu bạch hồ thanh tú động lòng người xuất hiện bên cạnh đống lửa đưa mắt nhìn bạch hiểu thuần và đại bạch chư đi xa dạng sáng mấy người lý bình an đã thành thói quen rời giường từ sớm tụng niệm kinh thư ở tam thanh đại điện sau đó đánh thái cực quyền một lần để rèn luyện sức khỏe tất cả quá trình triệu hân duyệt đều nhìn rất cẩn thận không nói một lời sau khi kết thúc tảo khóa thanh tuyết và thanh vũ tự giác ở hậu viện đình nghỉ mát luyện tập vẽ phù thạch hạo thì chiến đấu cùng với thanh phong triệu hân duyệt đi đến đình nghỉ mát nhìn thanh tuyết và thanh vũ vẽ phù hỏi các ngươi đang vẽ tranh sao thanh vũ ngẩng đầu cười hì hì không phải đâu chúng ta đang vẽ phù. Vẽ phù. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc cái phù này có tác dụng gì. Thanh Vũ cầm lấy một tấm phù vừa vẽ xong, đắc ý nói. Phù rất lợi hại, ngươi nhìn kỹ. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Sắc. Tấm phù trong tay phù hiện lên một đạo kim quang. Đột nhiên từ trong tay Thanh Vũ xông ra, hóa thành một cái hỏa cầu lao vào trong hồ nước. Một tiếng nổ làm nước tung tóe. Thanh Vũ đắc ý, lợi hại chưa? Ánh mắt Triệu Hân Duyệt lóe lên một tia kinh ngạc, khẽ gật đầu quả thực rất thần kỳ thanh vũ đạt được khích lệ hưng phấn cười hì hì còn có cái lợi hại hơn nữa thế nhưng sư phó nói chúng ta còn chưa học hết sơ kỳ phù nên không dạy chúng ta trung cấp phù triệu hân duyệt tới chỗ bên cạnh ghế hỏi các ngươi có biết khổng tử hay không hay nói cách khác là khổng phu tử hai nữ mờ mịt lắc đầu đồng thanh đáp không biết ánh mắt của triệu hân duyệt lóe lên một tia tiếc nuối sau đó không cam tâm hỏi vậy các ngươi biết lỗ quốc hay không Hai nữ mờ mịt lắc đầu. Vậy tấn quốc thì sao? Hai nữ vẫn lắc đầu. Thanh tuyết cười hì hì, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt bên trong núi rừng, không biết chuyện ở bên ngoài. Đúng vậy đấy. Thanh vũ cũng liên tục gật đầu nói. Sư phụ của các ngươi chưa từng nhắc tới cho các ngươi biết hay sao? Thanh vũ giật mình, là sư phụ nói cho ngươi. Triệu hân duyệt khẽ gật đầu. Thanh vũ đắc ý, sư phụ nói môn phái của chúng ta là tông môn được truyền thừa từ thời viễn cổ, những gì hắn nói với ngươi nhất định là chuyện rất lâu trước kia. Cái gì? Tông môn viễn cổ. Khuôn mặt triệu hân duyệt trượt lộ ra vẻ ngơ ngác, làm sao lại ra một cái tông môn viễn cổ. Thanh tuyết bất mãn, tiểu vũ, ngươi nói nhiều quá, Bạch Vân nói phải giữ bí mật. Thanh vũ lẻ lưỡi, thấp giọng nói, ta quên mất. Sau đó lại lộ ra vẻ vô cùng đáng thương nhìn về phía triệu hân duyệt. Thập nhị tiên sinh, ngươi giữ bí mật giúp ta có được hay không? Triệu hân duyệt không yên lòng khẽ gật đầu, càng hỏi thì nghi hoặc trong lòng lại càng nhiều. Tại sao lại xuất hiện một cái tông môn viễn cổ? Giờ phút này, dưới chân núi, đại bạch chư chở bạch hiểu thuần chạy như bay đến, tóc dài của bạch hiểu thuần bị cuồng phong thổi dựng ngược về sau, ôm lấy cổ heo, vẻ mặt mỏi mệt và mờ mịt, heo nhà ta chắc bị điên rồi. Đại bạch chư bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn phía trước, bạch hiểu thuần đang chóng mặt lập tức lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện phía trước cũng có hai người đang đi lên núi, trong đó có một người ăn mặc giống như người gây rối ở trong làng hôm qua, còn có một người mặc áo đen cũng đi cùng đám người kia bạch hiểu thuần ôm cổ heo nhỏ giọng nói đại bạch ngươi đánh thắng được không nếu không chúng ta trốn đi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha